chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Khi tại Hoàng cung Đải ngộ, thẳng bức tiểu phúc bảo Hoàng hậu sinh hạ Long Phượng Thai, thật sự là đem phần này may mắn tính tại Tuân Nhi trên thân, bởi vậy nàng cũng không có như thẩm phỉ nghĩ như vậy, có hài tử liền không để ý Tuân, ngược lại đối với hắn muốn tốt hơn rồi, tiểu phúc bảo sau lưng có hoàng thượng, Tuân Nhi sau lưng có hoàng hậu, tiểu phúc bảo dám ở trước mặt hoàng thượng vên mặt hất hàm sai khiến, nhưng đến hoàng hậu bên kia, bởi vì không nghĩ bại lộ, nên có phép tắc vẫn là muốn. Có, bởi vậy hai người xem như đánh một cái ngang tay, Tuân Nhi không khách khí chế dễu tiểu phúc bảo, cẩn đường ca. Ngươi đừng nhìn đại ca dáng dấp dạng chó hình người, nhưng là kinh thành nữ tử, cũng không có coi trọng hắn, ha ha ha. Sau khi nói xong, dương lên quạt xếp, đại ca còn không có ta cùng dực nhi, tại nữ hài tử bên trong được hoan nghênh đâu. Hắc hắc. Tam bào thai vóc dáng đều theo đường chi lăng, vóc dáng đều vượt qua 1m8, tiểu phúc bảo có thể là bởi vì khi còn bé nhận qua tổn thương, bởi vậy vóc dáng bên trên, không có tam bào thai cao, có chừng 1m78 trái phải, tuân nhi đối với có thể so sánh tiểu phúc bảo cao. Phi thường đắc ý, tiểu phúc bảo nhàn nhạt nhìn lướt qua tuân, xem ra người nào đó miệng lại ngứa một chút là nghĩ xuống biển cho cá ăn tuân nhi tuyệt không sợ tiểu phúc bảo hắn đi vào sở ngọc cẩn bên người tiếp tục tiếp tiểu phúc bảo nội tình ta tại trà lâu thế nhưng là nghe nói nơi đó thuyết thư lão tiên sinh giảng sinh động như thật nói đại ca cùng hoàng gia gia giống nhau như đúc không có đại thần miệng ý đem nhà mình cô nương gả hắn hoàng gia gia kia là nhân vật gì ta nghe nói hoàng gia gia thế nhưng là giết người không chớp mắt cực kỳ gắt gỏng lão đầu các ngươi nói đại ca cùng hoàng gia gia giống đại ngộ đó có thể được không, xem ra, đại ca đời này, muốn đánh cả một đời quan côn, ha ha ha. Sở Ngọc Cẩn cùng Tam Bào Thai không phải rất quen, dù sao không thường thường gặp mặt, lại trên lệch số tuổi cũng nhiều điểm, trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết nói thế nào, Hằng Nhi cùng Dực Nhi nhìn thấy Tôn Nhi tại tìm đường chết con đường bên trên, biên cùng phi nước đại, đều lặng lẽ lui lại một bước, chính là sợ bị liên lụy bên trên, mặc dù ba người hiện tại thân hình không giống, nhưng mặt vẫn là đồng dạng, không cẩn thận nhìn, vẫn là nhìn đoán không ra, tiểu phúc bảo lúc đầu không? Có câu đi lên cá, liền không lớn vui vẻ, cái này đệ đệ còn như thế ồn ào, hắn phân phó nói, lý thạch, khống chế lại hắn. Tiểu phúc bảo biết những hộ vệ khác là mặc kệ bọn hắn huynh đệ ở giữa phân tranh, nhưng là thiết đảng hoàn toàn là mặc kệ tam bào thai là ai, lý thạch vừa đưa ra đến tuân nhi sau lưng, tuân nhi lập tức cảm thấy một tòa núi nhỏ bao phủ tới. Thiết đảng, ngươi tránh ra cho ta, thả ta ra. Lý Thạch nghe được Tuân Nhi còn gọi hắn nhũ danh, sụ mặt cải chính, gọi đại danh của ta Lý Thạch. Chương 718, đáng tiếc không phải hải tạc phỉ cùng đường chi lăng hai người, đứng tại lầu hai bông tàu bên trên, nhìn xem bọn nhỏ chơi đùa đùa dẫn, đường chi lăng nhìn xem Tuân Nhi bị trừng phạt, không đành lòng nói, muốn hay không xuống dưới ngăn cản một chút. Thẩm phỉ hừ một tiếng, không cần, tiểu tử kia chính là thích ăn đòn, luôn luôn đâm tiểu phúc bảo chỗ đau, liền phải để hắn nhớ lâu một chút. Đối với tiểu phúc bảo hôn sự, thẩm phỉ cũng là có chút sầu muộn, nói như thế nào đây, thẩm phỉ cho tới bây giờ không nghĩ tới, bảo bối của nàng đại nhi tử, anh tuấn soái khí thật lớn, vậy mà không có tiểu cô nương coi trọng hắn, nàng đều cảm thấy không có thiên lý, mặc dù nàng mới 32 tuổi, còn chưa làm dễ làm tổ mẫu chuẩn bị, nhưng là cũng không nghĩ tiểu phúc bảo một mực độc thân. Đường chi lăng, ngươi nói tiểu phúc bảo duyên phận đến cùng ở đâu? Cái gì cô nương sẽ coi trọng hắn? Thẩm phỉ nhiều năm như vậy, vẫn là thích gọi hắn đường chi lăng, không có đổi tên hô hắn, sở tỉnh lăng, đây là bởi vì nàng biết hắn thời điểm. Hắn chính là cái tên này, đối với thẩm vĩ đến nói, nàng thích đường chi lăng, là ưa thích hắn người này, cùng thân phận của hắn không quan hệ, đường chi lăng cũng đã thành thói quen thẩm phỉ xưng hô như vậy hắn, hai người bọn hắn người, đều là thích gọi tên của đối phương, theo lý thuyết, thẩm phỉ cũng hẳn là đổi lại họ gian, hoặc là đổi danh tự, nhưng là thẩm phỉ hoàn toàn không có ý tứ này, đối với nàng mà nói danh tự chính là cái xưng hô, không cần thiết đổi, bắc tỉnh vương lúc trước thăm dò qua thẩm phỉ ý tứ về sau, liền cũng không khuyên giải nàng đổi họ, tóm lại người là nữ nhi của hắn liền tốt, bởi vậy, thẩm phỉ cùng đường chi lăng hai người giống như lúc trước đồng dạng đối với đối phương xưng hô không thay đổi đường chi lăng nhún vai ngươi phải nói tiểu phúc bảo có thể coi trọng cô nương nào tiểu tử kia ánh mắt cao đây bình thường cô nương đều không lọt nổi mắt xanh của hắn đường chi lăng không hề để tâm tiểu phúc bảo có cưới hay không nàng dâu về phần tôn tử tôn nữ cái gì hắn cũng không để ý lắm hắn ôm thẩm phỉ eo nhỏ chính hắn liền có chủ ý chúng ta không cần nhiều quản nhìn phía xa cảnh biển còn có gió biển thổi qua đường chi lăng cảm giác rất tự tại. Thẩm vĩ, ở trên biển, thật cùng trên thảo nguyên không giống. Thẩm vĩ cũng nhìn về phía trước, hai người tư thế như vậy, để nàng nhớ tới tàu Titanic, nam nữ nhân vật chính cũng trên bông thuyền, như thế ôm eo ôm lấy, thẩm vĩ đem hai tay mở ra, ừm, kỳ thật cũng giống vậy, tự do hương vị. Đường chi lăng nghĩ đến thẩm vĩ, cuối cùng cưng chiều nhìn thẩm vĩ liếc mắt, ừm, ngươi nói đúng. Hai người ngay tại nơi này điềm điềm mật mật đâu, dưới lầu liền truyền đến cạc 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 tiếng cười, thanh âm này quả thực là nhao nhao người, đường chi lăng nhíu chặt lông mày, mấy cái này tiểu tử thật sự là quá náo người, lần này hồi kinh về sau, tất cả đều cưới nàng dâu, phân đi ra qua. Thẩm phỉ vừa rồi kia một điểm màu hồng phấn bong bóng, đều bị Tuân Nhi kia con vịt gọi cho thổi không có, nàng cúi đầu xuống, liền thấy Tuân Nhi bị thiết đảng khống chế, Tuân Nhi với giày tất cả đều bị thoát, tiểu phúc bảo cầm lông vũ, tại cào lòng bàn chân của hắn. Ha 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 ha. Nhỏ, Tiểu Phúc Bảo, ha 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 ha, ngươi. Vô sĩ. Tiểu Phúc Bảo nhìn xem Tuân Nhi cười thở không ra hơi, hỏi, miệng còn tiện không tiện rồi. Cái này biện pháp, vẫn là Tiểu Phúc Bảo đi đại lý tự tự mình học chiêu số, đệ đệ quá làm giận, liền nghĩ thu thập hắn, thế nhưng là lại không thể tổn thương hắn, cho nên hắn tài học chiêu số này. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi thả. Thả ta ra. Tiểu Phúc Bảo thấy Tuân Nhi không nhận thua. Lại tiếp tục gãi ngứa ngứa, sau đó, trên thuyền tiếp tục truyền đến tuân nhi kia con vịt kêu thanh âm hằng nhi cùng dực nhi nhìn thẳng nhếch miệng nhưng là hai người bọn họ không dám tới gần hằng hơi nhỏ tiếng nói thật sự là tự mình chút lấy cực khổ dực nhi rất tán thành gật đầu hắn đây là phiêu sở ngọc cẩn chưa thấy qua dạng này tiểu phúc bảo hắn tới gần sở ngọc hoàng ngọc hoàng đường ca phúc bảo đệ đệ lúc nào học được cái này chiêu chúng ta muốn hay không khuyên điểm sở ngọc hoàng cũng coi là nhìn xem tam bào thai lớn lên tuân nhi lúc nhỏ liền có chút thông minh lớn lên một chút liền có chút bành trướng, luôn luôn khiêu khích tiểu phúc bảo, chẳng qua đều là không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ, huống hồ người ta mới là thân huynh đệ, sở Ngọc Hoàng thấy huynh đệ bọn họ đấu pháp thời điểm, cũng đều là trốn tránh, sở Ngọc Hoàng lắc đầu, không cần, chúng ta đừng nhúng tay, nhìn xem liền tốt, phía dưới không ai ngăn lại, bông tàu bên trên đường chi lăng chịu không được, tiểu phúc bảo, ngươi dừng tay, tuân nhi ánh mắt sáng lên, coi là lão cha cứu hắn, cha, cha, cứu ta. Ai ngờ liền nghe được đường chi lăng phân phó nói, đừng ở bên ngoài, cạc cạc kêu náo người, dẫn hắn đi thuyền thương bên trong thu thập đi. Yên tĩnh. Tuân Nhi, tan nát cõi lòng, Tuân Nhi cái cầm một mực đang run run, nghe một chút, đây là tiếng người sao, đây chính là hắn cha, không làm người sự tình cha, chỉ biết cùng mẫu thân dính nhau, hoàn toàn mặc kệ sống chết của hắn, Tuân Nhi bị thiết đảng gánh lên, liền nghĩ dẫn hắn đến thuyền thương bên trong, đầu to hướng xuống Tuân, nhìn về phía nơi xa, sau đó liền thấy một chiếc thuyền. Hắn lập tức vỗ một cái lý thạch, thiết đảng, mau buông ta xuống. Lý Thạch không hề bị lay động, tiếp tục đi, Tuân Nhi không hô Lý Thạch, hai tay của hắn hướng Tiểu Phúc Bảo với tới, một cái tay lại chỉ vào mặt biển, "Đại ca, đại ca, có hải tặc, hải tặc." Tiểu Phúc Bảo xoay qua thân, cũng nhìn thấy xa xa thuyền nhỏ, Lý Thạch cũng đem Tuân Nhi để xuống, lúc này, nguyên bản còn đùa giỡn hai huynh đệ, lại hòa hảo, Tuân Nhi lớn tiếng nói, "Đại ca, thật có hải tặc, nương không có lừa gạt chúng ta." Tiểu Phúc Bảo cùng cái khác thiếu niên, cũng nhau nhau hướng phương xa nhìn lại, Tiểu Phúc Bảo nhìn Tuân Nhi hưng phấn như vậy, cũng không có trò cười hắn hắn có thế giới địa đồ biết thế giới này cách hải dương còn có rất nhiều nó quốc gia của hắn hắn lần này ra biển cũng là nghĩ lấy có thể hay không nhìn thấy kia cái gọi là người ngoại quốc hắn nắm một cái không thành thật tuân thành thật một chút đừng rơi trong biển cho cá ăn tằng hạo đi đem ta kính viễn vọng lấy tới vâng thế tử tằng hạo là tiểu phúc bảo gã sai vặt tiểu phúc bảo bên người cũng không có nha hoàng hầu hạ tằng hạo vội vã về trong khoang thuyền lấy kính viễn vọng lúc này một mực bảo hộ thuyền biển thủ vệ thuyền cũng nhao nhao bắt đầu hành động, đem tiểu phúc bảo chỗ thuyền bảo vệ, thái tử cũng nghe đến tin tức, đi tới, đi vào tiểu phúc bảo bên người, thật sự là hải tặc sao. Thái tử thanh âm bên trong cũng mang theo hưng phấn, cái bộ dáng này, cùng hơn 30 tuổi, không có chút nào phù, tiểu phúc bảo dùng kính viễn vọng, nhìn xem đối diện cờ xí, có chút thất vọng, đoán chừng không phải hải tặc, trên đó viết cái sở chữ. Thiếu niên khác nhóm, còn muốn nhìn xem trên biển chiến đấu đâu, bây giờ nghe tiểu phúc bảo nói như vậy, lập tức liền thất vọng, Tuân Nhi cảm thán nói, ai, đáng tiếc. Chương 719, danh linh tuyền châu vương gớt nhanh, chiếc thuyền kia dần dần tới gần, lên một lượt mặt cũng truyền tới chất vấn âm thanh, các ngươi là nơi nào thuyền? Đến chúng ta Đông Hải làm cái gì? Tiểu Phúc bảo dùng kính viễn vọng, có thể nhìn thấy đối diện trên thuyền, có cái gần giống như hắn lớn nam tử, một bộ hùng cũ của bộ dáng, Tiểu Phúc bảo phân phó nói, nói cho bọn hắn, chúng ta là ai? Rất nhanh, lập tức có người lấy ra đồng sừng, hô kinh đô thủy sư khác trên một con thuyền sở ngọc ninh nghe được là kinh đô thủy sư mấy chữ này nhíu mày hắn hỏi bên cạnh lão thái giám kinh đô thủy sư nghe nói qua sao vương thâm nhìn thấy đối diện cờ xí bên trên sở chữ trả lời chẳng lẽ là thành trường an người tới rồi thế tử nhìn thuyền kia đều có thể đem chúng ta thuyền chứa đựng không bằng để bọn hắn cập bờ chúng ta cũng nhìn xem đến cùng là kinh thành ai đến rồi sở ngọc ninh không có phản đối cũng được chẳng qua chúng ta trong khoang thuyền đồ vật giấu bí ẩn một chút đừng có gấp tháo xuống vâng thế tử rất nhanh đôi bên thông qua thương lượng ước định đến tuyền châu bến cảng đăng lục tiểu phúc bảo bên này thuyền dọc theo đường tới cũng là sẽ lên bờ bổ cấp tuyền châu vương phủ vương phủ hí lâu chỗ ngay tại y y nha nha hát hí khúc một mỹ mạo linh người ngay tại y y nha nha hát hí khúc kia tư thái động tác kia một cái nhăn mày một nụ cười thật là đẹp cực vương gia thế tử tại đông hải gặp kinh đô đến thủy sư. Tên này hát khí khúc mỹ mạo linh người không phải người khác, chính là tuyền châu vương sở tỉnh tịch hắn chậm rãi thu hồi nhét lên lan hoa chỉ, thẳng nhiên nói, các ngươi tất cả đều xuống dưới. Vâng. Bồi tiếp sở tỉnh tịch hát khí khúc linh người lập tức không lưng lui xuống, bọn người rời đi về sau, sở tỉnh tịch lúc này mới hỏi, đánh đã nghe chưa? Lần này tới người là ai? Quản gia lắc đầu, cái này còn không rõ ràng lắm, thuyền còn không có cập bờ, chỉ là lần này tới thuyền to lớn, rất là khí phái. Ồ, có thể có bao nhiêu khí phái? Sao chúng ta vương phủ thuyền còn lớn hơn? Quản gia nghe được người khác báo trở về tin tức, nghe người phía dưới bẩm báo, thuyền kia nơi xa nhìn, là chúng ta vương phủ thuyền hai lần lớn. Sở tỉnh tịch đến hứng thú, đã dạng này, bản vương ngược lại là muốn gặp một lần kinh thành đến quý khách. Sở tỉnh tịch vốn chỉ muốn nhi tử liền có thể ứng phó kinh thành người tới, hiện tại cảm thấy hắn muốn tự thân ra trận, người tới, thay bản vương tháo bỏ xuống trên mặt trang dung rất nhanh tiểu nha hoàng liền đến cho sở tỉnh tịch tháo trang sức sở tỉnh tịch cái này vóc người nam sinh nữ tướng lúc nhỏ tựa như tiểu cô nương đồng dạng đáng yêu chẳng qua khi đó tiên hoàng trầm mê tu tiên căn bản mặc kệ cái này tiểu nhi tử không sai chính là tiểu nhi tử tại đường chi lăng không có xuất hiện trước đó sở tỉnh tịch chính là con nhỏ nhất hắn chỉ so với đường chi lăng lớn 6 tuổi sở tỉnh tịch đất phong tại tuyền châu tân hoàng đăng cơ thời điểm sở tỉnh tịch không ít khóc thang để tân hoàng cho tuyền châu cấp phát tên của hắn mục cũng rất nhiều không phải bảo đăng lục chính là biển gầm. Tóm lại tuyền châu bị hắn tạo nên chính là đất cằn sỏi đá, nếu không phải về sau tân hoàng hôn mê, tiểu phúc bảo một đạo thánh chỉ, để sở tỉnh tịch vận bạc vào kinh, hắn sẽ còn tiếp tục giả nghèo, sở tỉnh tịch khi đó trộn bán muối lậu, thế nhưng là kiếm không ít tiền, bán muối đường đi bị phá hỏng về sau, hắn yên tĩnh mấy năm, về sau theo vương phủ thế tử lớn lên, cái này hai cha con phát hiện ở trên biển lợi ích lớn hơn. Không chỉ có thể vụn trộn làm buôn bán trên biển, còn có thể đánh kiếp hải bên trên cường đạo lúc này sở tỉnh tịch học thông minh hắn sợ có người âm thầm nhìn chằm chằm hắn liền mỗi ngày ở nhà hát khí khúc một bộ không để ý tới chính sự bộ dáng ngược lại là để thế tử sở ngọc ninh hành động cái này hai cha con phối hợp cũng là không chê vào đâu được đây cũng chính là Tôn nhi vẫn nghĩ tại đông hải gặp được hải tặc vô hụt nguyên nhân bởi vì những người kia sớm bị hắn đường ca thu thập hải tặc sớm mấy năm cũng không dám ngông cuồng nhìn thấy trên thuyền kia sở chữ đã sớm tránh xa xa nửa canh giờ trôi qua sở tỉnh tịch đổi về vương gia phục sức đi hỏi một chút người đến đó nghi rồi làm sao còn chưa tới bái kiến bản vương quản gia cũng là rất buồn bực vương gia nô tài lại phái người đi nghe ngóng nhìn xem sở tỉnh tịch nhẹ nhàng ừ một tiếng tại hắn cho rằng coi như đến quan lại lớn cũng không hơn được hắn đi thế là hắn hiện tại cũng là làm bộ làm tịch vô cùng vương gia diễn xuất cầm ước chừng lúc này tuyền châu bến cảng chỗ tiểu phúc bảo bọn người từ trên thuyền xuống tới liền phát hiện tuyền châu bến cảng là ven đường một đường đến tu kiến tốt nhất Tiểu Phúc Bảo vẫn là hài lòng, hắn ít nhiều biết Tuyền Châu nội tình, mặc dù bị hắn gõ đi một số lớn bạc, nhưng tuyệt đối không đến mức rất nghèo. Mấy năm này, Tuyền Châu Vương tại Tuyền Châu mèo nhiều trung thực, hắn cách Trường An cũng xa, bởi vậy nhiều năm như vậy đều không có tiến vào kinh thành. Nói thật, Tiểu Phúc Bảo là muốn tận mắt nhìn xem lão ngủ tại Tuyền Châu trôi qua thế nào, thái tử đi ở trước nhất, bến cảng chỗ quan viên nhìn thấy một thân màu vàng sáng thái tử, vội vàng tới hành. Lễ Hạ quan tham kiến thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế kinh sư người tới, tuyền châu lớn nhỏ quan viên vẫn là muốn đến xem, đến cùng là ai đến mà lại, bọn hắn cũng tiếp vào cái khác khu vực quan viên tin tức, kinh sư thuyền thỉnh thoảng sẽ đăng lục, chính là đăng lục địa điểm không dễ khống chế, thái tử hết thân thể, đều đứng lên đi. Quan viên rầm rầm lên về sau, sau đó liền thấy trên chiếc thuyền này, đi ra một nhóm lớn thiếu niên, trong lòng bọn họ đều hoài nghi, đã nói xong thủy sư, làm sao tới nhiều như vậy hài tử, đột nhiên, trong đám người, liền thấy một thiếu niên, không phải cao nhất, nhưng đúng là bắt mắt nhất, có nhận biết tiên hoàng quan viên, chật một chút trung chân, lại quỳ xuống, thế là một đám quan viên bên trong, tuổi già quan viên đều quỳ xuống, trẻ tuổi ngược lại là đứng. Những người này trái xem phải xem, không. Rõ thượng quan vì cái gì lại quỳ xuống, nhưng trưởng quan đều quỳ xuống, bọn hắn cũng không thể chơi đứng, thế là cũng nhao nhao bắt chước, tuân nhi va vào một phát tiểu phúc bảo, nhỏ giọng nói, đại ca, mặt của ngươi thật tốt dùng, không thể so thái tử quần áo của ca ca kém. Thái tử thân phận kia là dựa vào kia thân màu vàng sáng áo choàng, tiểu phúc bảo hoàn toàn là dựa vào mặt khác trên một con thuyền thế tử sở ngọc ninh đi tới mấy vị đại thần vì cái gì còn quỳ chẳng lẽ kinh sư đại nhân mặt mũi cứ như vậy lớn sở ngọc ninh cho rằng tại tuyền châu cái này một mẫu ba phần đất cha hắn là lão đại hắn chính là lão nhị bởi vậy sở ngọc ninh tính tình cũng là có tiểu phúc bảo tiến lên đi vài bước toàn đều đứng lên đi hơn 40 tuổi tri châu tuần từng, từng kỳ lại nhìn tiểu phúc bảo liếc mắt không biết ngài là ngài dung mạo dung mạo Thái tử lúc này giới thiệu nói, đây là vinh vương phủ thế tử sở hạo vinh. Tuần từng kỳ nhớ tới, hắn tại Tuyền Châu đã từng nghe qua, hoàng thượng cực kỳ cưng chiều vinh thế tử, liền vinh thế tử danh tự, đều đi theo hoàng tử sắp xếp, hạo, chữ thế nhưng là hoàng thượng cái này một chi, cái khác vương gia hài tử, danh tự ở giữa đều là ngọc chữ, trách không được như thế cưng chiều đâu, đứa nhỏ này cùng tiên hoàng một gương mặt, kia hoàng thượng đối như thế một gương mặt, cũng không dám bất kính. Chương 720, tự mình tiếp giác Ngọc Ninh cho thái tử làm lễ về sau, liền nhìn chầm chầm tiểu phúc bảo nhìn, hắn cũng nghe nói một chút vinh thế tử truyền thuyết, hôm nay gặp mặt, phát hiện cũng chỉ thường thôi, còn có, thái tử cũng có chút quốc ức chính là, hắn là tương lai thái tử, lại còn chủ động giới thiệu một cái đường đệ đến, thật đúng là hạ giá, sở Ngọc Ninh nội tâm hoạt động không ít, nhưng là trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Tiểu phúc bảo nhìn một vòng, không thấy được tuyền châu vương. Hỏi, tuyền châu vương làm sao không đến? Còn không đợi quan viên mở miệng, Sở Ngọc Ninh cười nói: "Vinh đường đệ, chắc hẳn phụ vương ta đã trong phủ chờ, chúng ta không bằng hiện tại liền đi vương phủ đi." Tiểu Phúc Bảo nhìn lướt qua Sở Ngọc Ninh, mới nhàn nhạt phân phó: "Đi vương phủ truyền cái lời nhắn, để Tuyền Châu vương đến bến cảng tiếp giá, thái tử đến, hắn liền xem như thúc thúc, cũng phải tự mình đến tiếp." "Vâng." Rất nhanh liền có người đi Tuyền Châu vương phủ đưa tin đi, Tuyền Châu vương nghe được hạ nhân bẩm báo thái tử đến, còn giật nảy mình: "Thái tử tự mình đến rồi." "Vâng, vương gia, trừ thái tử?" còn có vinh vương phủ người một nhà còn có bị phế sạch tiền nhiệm ít châu vương sở tỉnh tịch nói thầm lên thái tử làm sao tới chẳng lẽ là phát hiện bí mật của ta đi dạo vài vòng về sau tài trí phân phó nói dưới mặt đất mật đạo tất cả đều khóa còn có trong phủ tuần tra cũng đều nghiêm mật điểm vương gia vinh thế tử để ngài tự mình đi tiếp giá sở tỉnh tịch nghĩ đến mấy năm này nhận được tin tức hắn mặc dù không ở kinh thành nhưng tin tức cũng không có như vậy bế tắc đi thôi ta ngược lại là muốn nhìn vinh thế tử, có phải là giống theo như đồn đại kiêu ngạo như vậy? Tại sở tỉnh tịch xem ra, tiểu phúc bảo được sủng ái, chính là phách lối mà lại kinh thành theo như đồn đại, còn có người nói hoàng thượng sẽ đem hoàng vị truyền cho vinh thế tử lời đồn, mới đầu thời điểm, hắn đối với chuyện này là khịt mũi coi thường, lão đại thật vất vả đạt được hoàng vị, làm sao lại cho lão lục nhà hài tử mà lại lão lục vốn là thân phận có vết, trên người hắn huyết thống cũng không thuần, hắn lúc trước đã cảm thấy đây là cái trò đùa lời nói hắn đoán cái này có lẽ chính là hoàng thượng thủ thuật che mắt tiên hoàng lão cha lúc trước liền thích làm trò này để cho lão đại cùng lão tam đấu kia hai người lúc trước đều đấu thành ô mắt gà chớ nhìn hắn lúc ấy tuổi còn nhỏ nhưng là hắn nhìn nhiều rõ ràng tiên hoàng lão gia tử chính là để lão tam cho lão đại luyện tập đâu vinh thế tử có lẽ cũng là thái tử đá mài đao mặc dù không rõ ràng hoàng thượng vì cái gì không tại con của mình trúng tuyển đá mài đao ngược lại tại tiểu lục nhà chọn một nhưng sở tỉnh tịch cảm thấy hoàng thượng không có nghẹn tốt cái rắm cũng chỉ có tiểu lục hai vợ chồng, là cái lớn bao cỏ nhìn đoán không ra, thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, hoàng thượng cùng thái tử đối vinh thế tử cưng chiều không giảm, hoàng thượng liền không nói, liền nói thái tử, vậy liền kém đem đường để làm con trai. Nuôi, một chút cũng không có tranh đấu dấu hiệu, cái này lại để sở tỉnh tịch nghi hoặc chờ sở tỉnh tịch đến bến tàu thời điểm, hết thảy nghi vấn đều chiếm được đáp án, xa xa, hắn liền thấy thái tử bên người, đứng một vị nam tử, chờ tới gần một chút, sở tỉnh tịch con ngươi co rụt lại, cái này người cái này người không phải lúc tuổi còn trẻ phụ hoàng sao sở tỉnh tịch bước chân lộn xộn nếu không phải bên cạnh có quản gia đỡ một cái sở tỉnh tịch đều mới ngã xuống đất sở tỉnh tịch bị người viện đi vào phụ cận trong ánh mắt đều không có thái tử trực tiếp hướng tiểu phúc bảo đi đến hắn đi vào tiểu phúc bảo trước mặt vương tay sờ lên tiểu phúc bảo mặt cảm nhận được nhiệt độ sống là chân nhân tiểu phúc bảo một cái đánh rụng sở tỉnh tịch tay còn thể thống gì sở tỉnh tịch không chỉ có mặt là thật thanh âm cùng ngữ khí đều giống như vậy, sở tỉnh tịch đối tiên hoàng ấn tượng, chính là cảm thấy hắn người phụ thân này là cái tàn bạo quân chủ, nói thật. Hắn cho tới bây giờ không có cảm thụ qua tình thương của cha, phụ hoàng với hắn mà nói, sao người xa lạ không mạnh hơn bao nhiêu, hắn đối tiên hoàng ấn tượng, cũng chỉ có sợ, câu này còn thể thống gì. Cũng là nhất thường nghe được, bởi vì hắn rất ít đạt được tán dương. Ngươi là ai? Sở tỉnh tịch hỏi ra muốn biết nhất vấn đề, thế tử sở Ngọc Ninh đi vào sở tỉnh tịch bên người, phụ vương đây chính là vinh vương phủ thế tử. Sở tỉnh tịch lần nữa nhìn về phía tiểu phúc bảo, trong miệng thì thầm, trách không được, trách không được. Sở tỉnh tông lúc này đi ra, năm nay đã 44 tuổi hắn, nhìn qua vẫn như cũ rất cường tráng, lão ngủ, không nên trách không được, chờ ngươi rất lâu, còn không mang chúng ta tới ngươi vương phủ. Sở tỉnh tịch nhìn thấy đi ra sở tỉnh tông, hai mắt trừng lớn, ngươi, ngươi làm sao ra tới rồi. Ngươi không phải tạo phản thất bại, bị cầm tù chuồng ngựa, cả ngày cho lão đại nuôi ngựa sao. Sở tỉnh tông. Sở tỉnh tông mặt tối sầm, cái này đệ đệ là cái sẽ cắm đao. Cái gì cho lão đại nuôi ngựa, ta là cho tiểu phúc bảo nuôi ngựa, ngươi phải hiểu rõ. Sở tỉnh tịch. Đều là nuôi ngựa, khác nhau ở chỗ nào, sở tỉnh tịch nhìn sở tỉnh tông cái này phách lối dáng vẻ, rất là nghi hoặc, lão đại lúc nào đổi tính, vì cái gì đối lão tam rộng như vậy lỏng, lại còn đồng ý hắn ra biển, thật sự là kỳ quái, mặc dù trong lòng nghi vấn, nhưng bên ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài cùng thái tử làm lễ về sau, mới mang theo đám người, hướng vương phủ mà đi, thẩm phỉ cùng đường chi lăng hai người rất điệu thấp, vẫn luôn là nhìn xem, không có tiếng lên chen vào nói, thẩm phỉ nhìn xem trên đường phố cửa hàng, cảm khái nói, thành thị duyên hải, kinh tế chính là phát đạt, cái này tuyền châu phát triển cũng thực không tồi, đều không thể so lạc dương kém. Đường chi lăng biết một chút tiểu phúc bảo dự định, có lẽ, lão ngũ điểm ấy vốn liếng, sẽ bị tiểu phúc bảo dày vò không có. Tiểu phúc bảo lần này ra biển, cũng không phải đến không hắn thông qua hậu thế địa đồ biết được di châu cùng chu nhai chu đều là hoa quốc lãnh thổ lần này tới chính là trước tìm kiếm đường chờ đem thủy sư huấn luyện tốt liền phải đem những cái kia đảo nhỏ đoạt tới thẩm vị đối với tiểu phúc bảo ý nghĩ cũng rất là duy trì chu nhai chu chính là hậu thế sania nàng kiếp trước đi theo sư phụ đi qua sania tham gia qua nghiên thảo hội hiện tại thật lớn nhi muốn đem chu nhai chu đánh xuống thẩm phỉ thế nhưng là tán đồng vô cùng về sau nàng liền có thể vượt qua loại kia ánh nắng bãi biển lãng mạn sinh sống thẩm phỉ cũng mặc kệ tiểu phúc bảo làm sao giày vò sở tỉnh tịch nàng cười nói mặc kệ bọn hắn làm thế nào ta nhìn hai ta liền chờ kết quả liền tốt đường chi lăng cầm thẩm phỉ tay ừm hôm nay trở về nghỉ ngơi trước ngày mai nhàn rỗi thời điểm ta cùng ngươi đi ngao du tuyền châu thành thẩm phỉ cũng cười giả dối được liền hai chúng ta hài tử một cái không mang đường chi lăng rất tán thành gật đầu ta nhìn trừ tiểu phúc bảo bên ngoài cái khác mấy đứa bé hôn sự cũng phải tranh thủ thời gian định ra đến hoa hoa cùng tiểu diệp tử vị hôn phu ứng cử viên đều có tùy thời có thể gả đi thẩm phỉ đối hai con rể vẫn là rất hài lòng hai đứa bé cũng là nàng từ xem thường đến lớn đều biết tính nết của bọn họ hai cái nữ nhi ta cũng không sầu chính là tam bào thai cũng không phải cái dễ tìm nàng dâu đường chi lăng nghĩ nghĩ bằng không không đợi tam bào thai thành thân trước tiên đem bọn hắn phân đi ra thanh tịnh Chương 721, không phải loạn điểm nguyên ương phổi tiểu phúc bảo bọn người đến vương phủ, sở tỉnh tịch đương nhiên phải thật tốt chiêu đãi, trừ có thái tử cái này tương lai thái tử bên ngoài, cũng bởi vì có tiểu phúc bảo, sở tỉnh tịch rất muốn đem hắn xem như phổ thông vãn bối đến xem, chỉ là đối đầu gương mặt kia thời điểm, liền sẽ vô ý thức tôn kính lên, bởi vậy sở tỉnh tịch coi như tại nhà mình vương phủ, người cũng trở nên câu nệ lên. Đám người ban đêm tại vương phủ dùng một trận phong phú bữa tối. Về sau, liền đều trở về phòng nghỉ ngơi, tuyền châu vương phủ rất lớn, bọn hắn lần này tới người mặc dù nhiều, nhưng cũng là ở hạ, thế tử sở Ngọc Ninh lặng lẽ đi vào sở tỉnh tịch gian phòng, phụ vương, ngươi hôm nay làm sao vậy, làm sao đối vinh đường đệ khúng núng lên. Sở Ngọc Ninh liền đối thái tử cung kính một chút, giống như là vinh vương phủ mấy cái đệ đệ muội muội tư thái của hắn ngược lại là rất cao, đều là hoàng thất dòng họ, hắn lại không kém, không cần thiết lấy lòng người, lúc này, hắn liền có chút không quen nhìn sở tỉnh tịch hành động, sở tỉnh tịch là cái khai sáng phụ thân, bằng không sở ngọc ninh cũng không dám như thế nói chuyện cùng hắn sở tỉnh tịch ngồi xuống về sau xoa bóp một cái huyệt thái dương người khả năng không biết người đối ngươi hoàng tổ phụ không có ấn tượng người phúc bảo đường đệ cùng ngươi hoàng tổ phụ giống nhau như đúc trách không được hoàng thượng như thế sủng tiểu tử kia đâu sở ngọc ninh nhíu mày nếu là giống một điểm nói còn nghe được làm sao có thể giống nhau như đúc sở tỉnh tịch liếc một cái sở ngọc ninh kia là cha ta ta có thể không biết hắn lúc trước như thế nào sau khi nói xong Sở Tỉnh Tịch thở dài, không chỉ có bề ngoài đồng dạng, chính là tính cách cũng giống như, thật sự là kỳ. Sở Ngọc Ninh cũng nhớ tới dùng cơm thời điểm kỳ quái cảnh tượng, phụ vương kiểu nói này, ta phát hiện Tam Bá đối vinh đường đệ là thật lấy lòng, lấy lòng bên trong còn mang theo điểm cung kính, quá kỳ quái. Sở Tỉnh Tịch vỗ bàn một cái, ngươi kiểu nói này, ta cũng nhớ tới đến, lão Tam gây nên. Sở Ngọc Ninh vẫn là lo lắng hắn ăn cướp trở về bảo vật bị mang đi, hắn còn nhớ rõ hơn 10 năm trước trong nhà bạc số lớn số lớn bị lôi đi, hắn khi đó mặc dù nhỏ, nhưng cũng biết trong phủ Khố phòng không, bởi vậy biết thái tử mang theo một đám đường huynh đường đệ đến Tuyền Châu, hắn cũng không lớn vui vẻ, "Phụ vương, người nói thái tử lần này tới, mục đích là cái gì? Thật sự là chỉ là ra biển du ngoạn?" Sở tỉnh Tịch cũng muốn mau đem người đưa tiễn, trừ hắn không nghĩ thái tử phát hiện bí mật của hắn, còn có hắn không lớn muốn cùng tiểu Phúc Bảo tiếp xúc nhiều, tóm lại ở trước mặt hắn, hắn không lớn tự tại, hắn cũng không muốn nhìn thấy kia một gương mặt xem ra giống như là ra biển chơi không thấy đến nhiều như vậy hài tử sao sở tỉnh tịch nghĩ tới đây kéo ra khóe miệng cảm thán nói muốn nói vẫn là bọn hắn gan lớn đâu trên thuyền kia không chỉ có thái tử còn có hai vị hoàng tôn lão đại cũng không sợ đứa con này của hắn cháu trai bị tận diệt sở ngọc ninh cũng có muốn chửi thầm điểm phụ vương ta nghe tam bào thai nói trước đó một mực hầu ở nhỏ đường mùi nam tử bên người chính là các nàng tương lai vị hôn phu sở tỉnh tịch nghĩ đến đường chi lăng không chỉ có mang con rể tương lai chính là tương lai thân gia rộng an hầu chu côn bằng đều mang đến trong lòng không hiểu buông lỏng ngọc ninh không cần phải lo lắng bọn hắn lần này hẳn là du ngoạn đến hẳn là không có mục đích khác chúng ta chỉ cần nhịn mấy ngày liền tốt ngươi về sau mấy ngày không nên đi ra ngoài liền lưu lại thật tốt chiêu đãi khách nhân chờ đem bọn hắn đưa tiễn liền tốt sở ngọc ninh cũng nghĩ như vậy vâng phụ vương lúc này cửa kết kết một tiếng bị đẩy ra đi vào một cao lớn cường tráng phụ nhân vương phi tôn lệnh tuệ hỏi phụ tử các ngươi hai đang nói cái gì mẹ ngươi đến lục thẩm nữ nhân kia tốt ở chung sao nàng có hay không cùng ngươi nghe ngóng vương phủ sự tình ngươi không nói gì chuyện không nên nói đi sở ngọc ninh rất sợ mẫu thân miệng không chặt chẽ sở tỉnh tịch cũng khẩn trương nhìn lại nói thật hắn cũng không lớn yên tâm sở tỉnh tịch cái này người dung mạo xinh đẹp thay đổi nữ trang về sau thật sự là so nữ nhân đều đẹp bởi vậy tiên hoàng lúc trước cho hắn chọn nàng dâu thời điểm chọn vương phi cũng không phải là loại kia ôm nhu điềm tĩnh nữ tử mà là chọn thân thể cường kiện lại mười phần anh khí nữ nhân một câu đó chính là sở tỉnh tịch giống nữ nhân vậy liền cho hắn tìm giống nam nhân lão bà tôn lệnh tuệ không có hai cha con khẩn trương mà là tùy ý ngồi xuống ai vinh vương phi nhìn xem thật là trẻ tuổi nha nàng cùng hoa hoa ngồi cùng một chỗ thật giống là tỷ muội đồng dạng ta nghe nói vinh vương phi niên kỷ lúc còn rất nhỏ liền sinh hài tử hiện tại xem ra sinh ra sớm hài tử cũng có chỗ tốt tôn lệnh tuệ sau khi nói xong còn sờ một chút mặt mình sở ngọc ninh sở ngọc ninh rất bất đắc dĩ mẫu thân có thể hay không chú ý điểm hữu dụng sự tình mẹ không phải nói lục thẩm năm không trẻ tuổi nàng sao ngươi nhỏ nhiều như vậy tuổi trẻ tuổi không phải bình thường mà tôn lệnh tuệ liếc con trai một cái ngươi nói ta lớn tuổi đáng đời so với nàng lão sao sở ngọc ninh không có cách nào câu thông nha hắn quay đầu nhìn thoáng qua sở tỉnh tịch ra hiệu hắn đến hỏi đi không đợi sở tỉnh tịch mở miệng tôn lệnh tuệ lại nói vương gia kinh thành đến nhiều như vậy quý công tử tại trong bọn họ cho nhà ta quỳnh hoa tìm vị hôn phu đi sở tỉnh tịch nghĩ đến cao lớn khuê nữ trong lòng hơi động sở tỉnh tịch cũng có phiền não của mình con của hắn ngược lại là sinh giống như hắn chỉ là khuê nữ lại là theo vương phi cao như vậy tráng nữ tử tại tuyền châu cái này địa giới thật khó tìm sở ngọc ninh vội vàng phản bác mẹ những thiếu niên kia đều là quỳnh hoa đường huynh cùng đường đệ đây không phải ẩu tả mà công lệnh tuệ nghe xong liền không vui lòng ta nghe nói có mấy cái cũng không phải là, nghe nói bắt tỉnh vương phủ thế tử liền đến, nhà chúng ta cùng bắt tỉnh vương phủ kết thân. Xem như môn đăng hộ đối. Sở tỉnh tịch cũng nhớ lại, hắn cũng chú ý tới sông thần trác, kia là cái không sai hài tử. Ừm, ta ngày mai thăm dò một chút bắt tỉnh vương ý. Sở Ngọc Ninh cho hai người dội một chậu nước lạnh, phụ vương, ngươi không nên nghĩ, sông thần trác hòa quỳnh hoa kém bối, sông thần trác là lục thẩm đệ đệ đâu, các ngươi thật là cảm tưởng, huống hồ, quỳnh hoa so sông thần trác còn cường tráng làm sao phối mà công lệnh tuệ càng tức giận nàng nhìn thoáng qua thân hình của mình lại liếc mắt nhìn sở tỉnh tịch lập tức liền vặn chặt sở ngọc ninh lỗ tai thế nào ngươi đây là ghét bỏ ta cái này mẫu thân rồi a à. ai nương đau nha ngươi điểm nhẹ sở tỉnh tịch bình chân như vậy nhìn xem nhi tử thụ khi dễ một điểm hỗ trợ ý tứ đều không có kỳ thật vừa mới bắt đầu thành thân thời điểm sở tỉnh tịch là không thích hắn vương phi càng là ghét bỏ thân hình của nàng cùng hình dạng vì thế hắn lại đem tiên hoàng lão gia tử âm thầm mắng thật nhiều lần thế nhưng là hắn cùng vương phi đến tuyền châu về sau hắn phát hiện vương phi vẫn là có rất nhiều ưu điểm tuyền châu hoàn cảnh ác liệt lại có cường đạo lên bờ quấy rối để vừa tới tuyền châu hắn rất sợ hãi thế nhưng là hắn phát hiện hắn vương phi có một thân tốt võ nghệ cái này khiến sở tỉnh tịch nhìn với con mắt khác sau đó thân thể cường kiện tôn vương phi chính là hắn ô dù đi cùng với nàng thật sự là tràn đầy cảm giác an toàn từ đó về sau hắn mới không oán giận tiên hoàng loạn điểm nguyên ương phổ. Chương 722, đến tiền đường đi giả, mặc dù sở Ngọc Ninh nói muội muội cùng sông thần trác kém lấy bối phận, nhưng là tuyền châu vương vẫn là đến hỏi bắc tỉnh vương. Bắc tỉnh vương cảm thấy bối phận không thích hợp, liền cho uyển chuyển cự tuyệt, tiểu phúc bảo nghe được tin tức này thời điểm, thực sự nhịn không được liền đem sở tỉnh tịch phun một mặt tiểu phúc bảo miệng phun hương thơm ước chừng mắng một khắc đồng hồ thời gian sở tỉnh tịch một chút cũng chưa có trở về miệng đồng thời trong lòng của hắn cũng lên một cái ý tưởng khó mà tin nổi, hắn chỉ có thể ánh mắt hoảng sợ nhìn xem tiểu phúc bảo, đầu óc đều đứng máy. Tiểu phúc bảo nhìn sợ tỉnh tịch như thế, cũng không nghĩ giấu giếm, bởi vì hắn lần nữa để mắt tới lão ngủ túi tiền, như hắn chỉ là vinh vương phủ thế tử, vậy nhưng không có cách nào hướng tuyền châu vương đòi tiền, nếu là thay cái thân phận, vậy liền không có một điểm gánh vác, huống hồ, hắn lúc trước nhi tử đều biết thân phận của hắn cũng không kém cuối cùng cái này một cái, thế là tiểu phúc bảo liền đem sở tỉnh tịch gọi vào thư phòng lão ngủ, nghe nói ngươi mấy năm này, tồn không ít tiền. Sở tỉnh tịch nghe được cái này âm thanh lão ngủ, không xác định mà hỏi, ngươi, ngươi thực sự là. a à, không đúng, ngài thật sự là phụ hoàng. Tiểu Phúc bảo chấp tay sau lưng, bể ngẽ nhìn xem sở tỉnh tịch, kia cũng là đời trước sự tình, có điều, ta có đời trước ký ức thôi. Sở tỉnh tịch. Có thể hay không càng huyền huyễn, có điều, tựa như chỉ có lời giải thích này, khả năng giải thích nhiều năm như vậy, nhiều như vậy không hợp lý sự tình, hắn mặc dù ở xa Tuyền Châu, trung nguyên trước đó chuyện phát sinh, lớn nhỏ sự kiện, hắn bao nhiêu là biết đến, hắn là nhỏ nhất hoàng tử, lúc trước không có ý định tranh đoạt hoàng vị, lúc trước đi vào Tuyền Châu, cũng là nghĩ sống thật khỏe. Hắn liền ở trong tối trong được trò hay, nhìn xem lão tam cùng lão đại lúc nào đánh lên, ai ngờ lão tam còn không có động tĩnh, liền xuất hiện Đường Quốc công tạo phản, hắn tại chỗ xa nhất Tuyền Châu, nhất mặt phía nam, Đường Quốc công tại phía bắc xa xôi bởi vậy hắn là không có chút nào lo lắng bất kể thế nào đánh đều quan hệ với hắn không lớn chí ít có mấy cái huynh đệ ở phía trước ngăn đón đâu ai ngờ hoàng thượng hôn mê thời điểm một đạo thánh chỉ liền hạ đến mấy cái đất phong vương gia nơi này bạc của hắn cứ như vậy không có lúc ấy hắn thật dọa sợ rõ ràng hắn chân trước mới xong hoàng thượng muốn xong tiền hoàng thượng cũng cho hắn theo lý thuyết hoàng thượng hẳn là không biết hắn có tiền thế nhưng là thánh chỉ cứ như vậy hạ bạc không nhiều không ít đúng lúc là hắn có thể cầm ra được số lượng, hắn lúc ấy hoảng sợ không được, bởi vì số tiền này là đầu cơ trục lợi muối lậu phải, coi như hắn là vương gia, đây cũng là tội chết. Thế nhưng là thánh chỉ chỉ là đòi tiền, không có. Trị tội của hắn, một điểm trách phạt cũng không có, hoàng thượng là hắn ca ca không giả, nhưng là hoàng gia nào có thân tình, hiện tại sở tỉnh tịch minh bạch, là chết đi tiên hoàng lại sống, thành tiểu phúc bảo. Mới dừng lão đại, nếu không lão nhị tại Đình Châu nuôi tư binh, lão tam tại Ích Châu lại nuôi quân lại tạo binh khí, cuối cùng lại tạo phản hắn đầu cơ trục lợi muối lậu những việc này thứ nào đều đủ huynh để bọn họ mấy cái chặt đầu nhưng hoàng thượng tất cả đều bỏ qua bọn hắn bây giờ nghĩ lại vẫn là tiểu phúc bảo bảo vệ bọn hắn mấy cái này vương gia ngươi lúc trước liền biết ta đầu cơ trục lợi muối lậu sở tỉnh tịch vẫn là hỏi ra miệng tiểu phúc bảo nhìn xem sở tỉnh tịch nói thật hắn đời trước rất coi nhẹ đứa con trai này bởi vì ghét bỏ hắn tướng mạo cho hắn chọn xa nhất nghèo nhất đất phong chỉ là hắn không nghĩ tới đứa nhỏ này còn trách có thể dày vò, nghĩ ra mới phơi muối biện pháp, từ trong nước biển, tinh luyện muối ăn, len lén kiếm không ít tiền, tiểu phúc bảo lúc trước cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không nghĩ quản hắn, để hắn dùng những số tiền kia, thật tốt quản lý. Tuyền Châu, thế nhưng là đường quốc công tạo phản, tiểu phúc bảo lo lắng mấy cái này đất phong vương gia có tư bản, thừa dịp loạn phản hoàng thượng, lúc này mới rút củi dưới đáy nồi, đem mấy người ác chủ bài rút đi. Ừm, biết, ngươi thật đúng là cái thông minh, lúc trước không nhìn ra đâu. Tiểu Phúc bảo tán dương, sở tỉnh tịch cười ngượng ngùng, đều là tuyền châu nghèo quá, ta mới nghĩ một điểm lệch ra ma tà đạo, hắc hắc. Tiểu Phúc bảo cũng không phải truy cứu chuyện trước kia, hắn là muốn mở ra lão ngủ túi tiền, hắn ho nhẹ một tiếng, ta nghe nói mấy năm này, vua của ngươi phủ phát triển cũng không tệ. Sở tỉnh tịch vô ý thức khóc than, không có, không có sự tình, ngươi đừng nhìn vương phủ nhìn xem lớn, kỳ thật trưng bày đồ vật, đều là hàng nhái, tô điểm. Sở tỉnh tịch nói không sai, mặc kệ là phòng khách chính vẫn là khách phòng, rất nhiều dụng cụ xác thực đều là hàng nhái, bởi vì thật đều tại trong khố phòng đâu, tiểu phúc bảo nếu không phải điều tra rõ ràng, thật đúng là dễ dàng bị lừa. Được, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta trang, ta không phải lão đại, ta sẽ nói như vậy, chính là biết ngươi đấy. Sở tỉnh tịch. Hắn. Hắn lúc nào bại lộ, tiểu phúc bảo lại ho khan một cái, yên tâm, lần này ta cũng không nhiều muốn, chỉ cần 100 vạn lượng bạc liền tốt. Sở tỉnh tịch. Sở tỉnh tịch một cái ngã ngửa, trực tiếp ngồi xuống ghế, một bộ bị hù dọa bộ dáng. Ngươi cũng không cần cùng ta trang, ta biết những bạc này, cũng chính là ngươi tài sản một phần năm cũng chưa tới. Tiểu Phúc Bảo tiếp tục đón hắn nội tình, Tiểu Phúc Bảo cũng là không nghĩ tới, ngắn ngủi mấy năm, sở tỉnh tịch vậy mà lại tồn nhiều tiền như vậy, hắn đi vào sở tỉnh tịch trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem sụi lơ trên ghế sở tỉnh tịch, chặn đường hải tặc, thật có tiền như vậy, ta nhìn ngươi đến tiền đường đi, rất giả nha. Sở tỉnh tịch cũng không trang, trên thân tựa như là dài xương cốt đồng dạng cái này ngài cũng biết rồi rồi tiểu phúc bảo hừ nhẹ một tiếng hừ ta nếu là muốn biết ngươi cho rằng ngươi giấu được mà tiểu phúc bảo mới đăng lục tuyền châu liền để mật thám hành động đem tuyền châu điều tra cái úp sấp sở tỉnh tịch bí mật tự nhiên là không gánh nổi vương phủ thế tử thường xuyên ở trên biển lắc lư lại một trương một trương hướng vương phủ nhất đồ vật coi như cẩn thận hơn cũng sẽ lộ ra chân tướng tới chẳng qua tuyền châu chính là vương phủ đất phong tuyền châu vương lớn nhất phổ thông bách tính không dám chọc, di châu cướp biển cũng không dám đoạt tuyền châu vương phủ, trừ vương phủ có đông. Đảo hộ vệ bên ngoài, Tôn Vương Phi là cái công phu cao cường, cướp biển căn bản cũng không dám treo chọc, thậm chí trên mặt biển, nhìn thấy có sở, chữ cờ xí, cũng bắt đầu nhao nhao chạy trốn, sở tỉnh tịch nhãn châu xoay động. Lão đại hẳn là cũng biết thân phận của ngài đi, hắn là hoàng thượng, càng có tiền hơn, không bằng. Sở tỉnh tịch rất muốn họa thủy đông dẫn, muốn hoàng thượng đem tiền móc, tiểu phúc bảo cười lạnh nói, ngươi cũng không phải không biết, hoàng thượng chỉ là nhi tử liền hơn 30, hắn tư kho có thể lấy ra nhiều tiền như vậy, liền trách. Tiểu Phúc Bảo cũng là rất đau đầu hoàng thượng như thế có thể sinh con, hắn vì thế cũng mắng không ít lần hoàng thượng, thế nhưng là cái này sự tình không phải hoàng thượng có thể khống chế lại, thân thể hoàng thượng tốt, hậu cung phi tử lại là trẻ tuổi phi tử, đều là phi thường thích hợp mang thai nữ tử, cho nên hoàng thượng hài tử mới có thể nhiều khoa trương như vậy, tiểu Phúc Bảo không biết, nếu là hắn sau khi kết hôn, cũng là nặng như vậy sắc khi con của hắn sẽ càng nhiều. Chương 723, một mặt thản nhiên tiểu diệp tử cuối cùng, tiểu phúc bảo vẫn là từ sở tỉnh tịch bên này muốn tới tiền, tiểu phúc bảo cầm cái này một khoản tiền, mới tính là chân chính bắt đầu xây kinh thành thủy sư, dùng số tiền kia tại vùng duyên hải bắt đầu chiêu binh, đã nghĩ tạo thủy sư, trung nguyên khu vực người thủy tính không tốt, không có người phương nam phù hợp, bắt tỉnh vương mang binh đánh giặc nhiều năm, lần này theo tới, vốn định nghỉ ngơi thật tốt. Tại biết lớn ngoại tôn tiểu phúc bảo, muốn tổ chức hải quân, tự nhiên là nghĩa bất dung từ tới hỗ trợ, giúp đỡ luyện binh về phần Bắc Tỉnh Vương phủ sông thần trác hòa giang thần giật hai người, cũng bị Bắc Tỉnh Vương vồ tới, cùng một chỗ dấn thân vào tại hải quân bên trong, hai người bọn họ cũng không phản đối, bởi vì bọn hắn biết Tiểu Phúc bảo giả tâm. Cũng biết hắn nghĩ thăm dò thế giới ý nghĩ, bọn hắn cũng nguyện ý cùng Tiểu Phúc bảo cùng một chỗ, hiện tại bọn hắn liền phải học tốt bản lĩnh về phần tiền làm sao dùng. Tự nhiên có quản tiền tiểu năng thủ sở Ngọc Hoàng đến trưởng quản, sở Ngọc Hoàng bởi vì tại thẩm phỉ cửa hàng bên trong lịch luyện, lại cùng trương quan trên bọn người học tập sở ngọc hoàng cũng rất có kiếm tiền cùng quản tiền năng lực tiểu phúc bảo ở kinh thành thành lập kho thuốc nổ cùng súng ống kho đây đều là rất cần tiền quốc khố cứ như vậy ít tiền hàng năm đều dùng để ứng phó thiên tai lũ lụt cùng quân nhân quân lương về phần hoàng thượng tư kho không đề cập tới cũng được bởi vậy tiểu phúc bảo mấy năm này nghiên cứu kinh phí sở ngọc hoàng giúp đỡ tiểu phúc bảo kiếm tiền cũng ra hơn phân nửa công lao sở ngọc hoàng cũng không có tham gia khoa khảo hắn cũng không thể vào triều làm quan hiện tại đi theo tiểu phúc bảo bên người, giúp hắn làm việc, là lựa chọn tốt nhất, cũng may, sở Ngọc Hoàng đã thành. Thân, hiện tại người cũng ổn trọng xuống tới, hắn biết tiểu phúc bảo giả tâm, hắn cũng muốn đi theo tiểu phúc bảo làm một sự nghiệp lẫy lừng, đi hải ngoại mở rộng biên giới, không nhận đại vũ hướng hạn chế, rất phù hợp hắn dự tính, bởi vậy tại cầm tới tiền khoản về sau, liền bắt đầu tích cực chế định chiêu binh kế hoạch tính toán nuôi hải quân kinh phí các loại vấn đề cuối cùng bắt đầu chiêu binh mãi mã tóm lại sở ngọc hoàn thành tiểu phúc bảo đại quản gia Sở Ngọc Ninh biết Tuyền Châu Vương lại. Lấy ra 100 vạn lượng bạc thời điểm, trái tim đều đang chảy máu, thế nhưng là sự tình đã thành kết cục đã định. Hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận, Vương Phủ dù sao vẫn là Phụ Vương làm chủ đâu, hắn hỏi qua Phụ Vương tại sao phải khuất phục, đành phải một cái liếc mắt, còn có một câu bàn giao, về sau để cho điểm tiểu phúc bảo, đừng chọc hắn, tóm lại, đây hết thảy đều để Sở Ngọc Ninh hoang mang, không rõ, đột nhiên. Phụ vương hắn liền chuyển biến, ngày hôm đó, sở Ngọc Ninh buồn bã yểu xìu mang theo muội muội Quỳnh Hoa, leo lên từ kinh thành đến chiếc thuyền lớn kia, những ngày này, Tiểu Phúc Bảo bận quá, liền không nghĩ lấy ra biển, tất cả mọi người trên đất bằng đem Tuyền Châu đi dạo một lần, hôm nay rốt cục lần nữa nhớ tới ra biển, Sở Ngọc Ninh quen thuộc trên biển tình huống, lần này liền từ hắn mang theo những thiếu niên này ra biển, Sở Quỳnh Hoa đi theo Hoa Hoa cùng Tiểu Diệp Tử bên người, một mặt hiếu kỳ lên thuyền. Tiểu Diệp Tử, thuyền của các ngươi, thật là lớn nha, sao ca ca ta thuyền tốt hơn nhiều. Sở Quỳnh Hoa vóc người cao, giọng cũng lớn một tiếng này cảm thán cũng là truyền thật xa cái này khiến mới lên tới nấc thang sở ngọc ninh một cái lão đảo vẫn là hắn bên cạnh tuân đỡ hắn một cái ninh đường ca ngươi không sao chứ sở ngọc ninh rút về tay lắc đầu không có việc gì chính là đạp hụt tuân nhi nhãn châu xoay động liền biết chuyện gì xảy ra hắn hắc hắc bật cười sở ngọc ninh sở ngọc ninh trừng mắt liếc chuyện gì cũng không biết muội muội béo về sau đi đường thời điểm cũng bắt đầu cẩn thận đồng thời cũng tại đánh giá chung quanh tiểu phúc bảo thuyền cùng hắn có cái gì khác biệt, Sở Quỳnh Hoa cùng Tiểu Diệp Tử rất có thể chung đụng đến, Tiểu Diệp Tử cùng Hoa Hoa vóc dáng đều không khác mấy chừng một thước 65, tại cái này triều đại bên trong, kỳ thật không tính là thấp, chỉ là cùng một M75 trái phải Quỳnh Hoa đến so, vậy liền không đáng chú ý, hai người tại Quỳnh Hoa bên người, thật là lộ ra rất nhỏ, Tiểu Diệp Tử lôi kéo Quỳnh Hoa, Quỳnh Hoa tỷ tỷ, ngươi vẫn luôn tại bờ biển lớn lên, đều không có đi qua kinh thành, chờ chúng ta lần này trở về, ngươi theo chúng ta đi chứ sao? quỳnh hoa lắc đầu không thành mẹ ta sẽ không đồng ý tiểu diệp tử hỏi vậy ngươi muốn đi sao quỳnh hoa nghĩ nghĩ không biết ta không biết kinh thành có cái gì tốt chơi sao bờ biển có ý tứ sao đi có nhàm chán hay không tiểu diệp tử rất cảm tạ những ngày này quỳnh hoa bồi tiếp nàng đi dạo tuyền châu thành bởi vậy cũng muốn mang nàng đi kinh thành kiến thức một chút thế là liền nói rất nhiều kinh thành thú vị kiến thức tiểu diệp tử sở dĩ sẽ thích quỳnh hoa cũng là bởi vì quỳnh hoa gan lớn tiểu diệp tử hóa ra là đi theo tam công chúa lẫn vào Thế nhưng là tam công chúa so tiểu dịp lớn quá nhiều, bây giờ tam công chúa đã sớm thành thân, cũng làm mẫu thân. Tính cách cũng trở nên trầm ổn, còn có lúc trước những cái kia tam công chúa tiểu đồng bọn, đều so tiểu dịp tử lớn không ít, các nàng thậm chí cùng một thời gian liền đi kết hôn sinh con đi, cái này khiến mới 8 9 tuổi tiểu dịp tử mắt trợn tròn, đám tiểu đồng bạn đều cách nàng mà đi, không cùng nàng chơi, tiểu dịp tử lúc ấy còn thất lạc tốt một đoạn thời gian, sau đó nàng cũng thử đi tiếp xúc cùng tuổi tiểu đồng bọn, liền tứ công chúa, nàng đều không chê nàng nhát gan nghĩ một lần nữa tiếp nhận nàng thế nhưng là tứ công chúa cũng bỏ qua tiểu diệp tử lựa chọn hoa hoa tứ công chúa tại nhàm chán thời điểm sẽ đi ti nông ti tìm hoa hoa hai người có thể đối một chậu hoa nghiên cứu hồi lâu hoa hoa đi hoàng trang thời điểm tứ công chúa cũng sẽ đi hai người cùng một chỗ thường xuyên có rất nhiều lời đề trò chuyện bởi vậy tiểu diệp tử liền lạc đàn trong một khoảng thời gian bên cạnh nàng chỉ có chu dục ăn cái này tiểu mập mập chậm rãi tiểu diệp tử cũng liền quen thuộc không cùng cùng tuổi nữ hài chơi lá gan của các nàng đều quá nhỏ tiểu diệp tử càng nhiều thời điểm là cùng nam hài tử cùng nhau chơi đùa cũng may nàng vốn là có ba cái đệ đệ đâu còn có nàng thanh mai trúc mã bởi vậy cũng không cô đơn lần này tới đến tuyền châu cùng quỳnh hoa ở chung về sau nàng vừa muốn đem người đường tỷ này lừa gạt đến thành trường an đi ngũ thẩm không thả ngươi rời đi là bởi vì cái gì đâu công phu của ngươi lợi hại như vậy sợ cái gì quỳnh hoa là biết công phu mặc dù không có tôn vương phi lợi hại nhưng là quỳnh hoa mình đi ra ngoài tuyệt đối là không ăn thiệt thòi quỳnh hoa hiếm thấy đỏ mặt nàng lôi kéo tiểu diệp tử đi hơi xa một chút rời đi đám người mới nhỏ giọng tại tiểu diệp tử bên tai nói mẹ ta kể ta đến làm mai niên kỹ ta phải lưu lại chuẩn bị nhìn nhau nhà chồng tiểu diệp tử nhìn thấy quỳnh hoa mặt đỏ trứng bật cười quỳnh hoa tỷ tỷ cái này có cái gì xấu hổ ta sớm liền nhìn nhau hắc hắc ồ ngươi là lúc nào nhìn nhau tiểu diệp tử lơ đễnh đại khái là ba bốn tuổi a à. nhớ không rõ lắm a à. quỳnh hoa nghe kinh ngạc không thôi cái này nhỏ như vậy sao tiểu diệp tử cười nói thấy nhà trai phụ mẫu không phải liền là nhìn nhau sao ta là khi đó nhìn thấy chu dục an nương mẹ nàng là cái béo mỹ nhân quỳnh hoa nhìn tiểu diệp tử một mặt thản nhiên không có chút nào xấu hổ dáng vẻ rất hiếu kỳ vậy ngươi và ngươi tương lai tướng công là thanh mai trúc mã tiểu diệp tử gật đầu ừm chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, lại cùng nhau đi học, ta đối với hắn rất quen thuộc. Quỳnh Hoa ao ước, nàng hiện tại phải lập gia đình, đến chọn vị hôn phu thời điểm, mẹ nàng như vậy thận trọng bộ dáng, cũng là hù đến nàng, nàng mặc dù biết công phu, phụ thân lại là vương gia, nhưng nàng cũng thường thường bởi vì bên ngoài thân hình, nội tâm có chút nhỏ tự ti. Chương 724, truyền thụ kinh nghiệm tiểu diệp tử, ta thật nhiều ao ước ngươi, có thể đến quen thuộc người nhà đi. Quỳnh Hoa nghĩ đến muốn rời khỏi nhà, đi đến cái hoàn cảnh lạ lẫm, liền không tình nguyện lắm, huống hồ nàng cũng biết, nàng dạng này, khó tìm nhà chồng, nàng không có mẫu thân may mắn, không đập được cùng phụ vương hắn đồng dạng nam nhân, tuyền châu vương cũng không có thiếp thất, nhưng hắn cùng lão nhị sở tỉnh chương không giống nguyên nhân là khác biệt, sở tỉnh chương đơn thuần là cảm thấy hậu viện nuôi quá nhiều mỹ nhân, lãng phí tiền. Hắn một phân tiền đều tỉnh không được cho những nữ nhân kia. Hoa, Tuyền Châu Vương sở tỉnh tịch không háo nữ sắc, trừ Tôn Vương phi quá lợi hại bên ngoài, đó chính là tất cả nữ nhân, hắn đều không cảm thấy người ta xinh đẹp. Điểm này, hắn thật đúng là không có nói sai, hắn thay đổi nữ trang, trực tiếp miễu sát tất cả nữ nhân sở tỉnh tịch mẫu phi, năm đó ở trong hậu cung, liền là nhất nữ nhân xinh đẹp, tiểu diệp tử rất tán thành gật đầu. Nàng cũng cảm thấy mình vận khí rất tốt, nàng khoát tay đầu ngón tay nói, chu dục an thường xuyên đến nhà ta, ta cũng thường xuyên đi nhà hắn, nhà hắn tất cả mọi người ta đều biết đâu, hắn tổ phụ cũng rất thích ta, còn cho ta một cái siêu cấp lớn trang tử, nuôi đều là ta thích tiểu động vật, hắc hắc chu dục an cũng không có chứ tiểu diệp tử nói là đã qua đời tiền nhiệm rộng an hầu chu hoàng chu hoàng đúng là thích tiểu diệp tử đối với hầu phủ có thể cùng vinh vương phủ kết thân hắn là một trăm cái hài lòng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới bất thành khí nhi tử sẽ có phen này tạo hóa hơn nữa còn đánh bậy đánh bạ tìm đến tốt như vậy cháu dâu tiểu diệp tử là cái chắc nịch hài tử nhưng lại không lỗ mãn trong lòng là cái có chủ ý chu hoàng âm thầm vẫn là khảo sát một phen dù sao cũng là cháu dâu không thể bởi vì thân phận cao liền mặc kệ cái khác phẩm chất cũng may khảo sát về sau chu hoàng hài lòng không được phối nhà hắn dục an dư xài chu dục an nương bắt đầu là thời điểm là không thích ta lắm ta là có thể cảm nhận được tiểu diệp tử tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm a à, mẹ hắn không thích ngươi vậy làm sao bây giờ quỳnh hoa truy vấn tiểu diệp tử cười nói lúc bắt đầu ta không biết là nguyên nhân gì ngươi nói ta dáng dấp đẹp mắt như vậy không có lý do không thích ta đi quỳnh hoa tiểu diệp tử mặc kệ quỳnh hoa là ánh mắt gì tiếp tục nói ta liền suy nghĩ vấn đề này có thể hay không giải quyết nếu là có không thể điều hòa nguyên nhân vậy ta liền từ bỏ chu dục an từ bỏ ngươi không thích hắn sao nói từ bỏ liền từ bỏ tiểu diệp tử gật đầu bà bà cái này ứng cử viên thế nhưng là rất trọng yếu hậu trạch nữ nhân ở chung nhiều nhất người không phải trượng phu mà là bà bà cũng may cuối cùng để ta tìm tới nguyên nhân chu dục an mẹ nàng lá gan rất nhỏ rất sợ côn trùng ta lúc nhỏ, bắt côn trùng đem nàng hù đến, ha ha ha, hiện tại ta lớn, cũng không chơi côn trùng, tăng thêm chúng ta đẹp nói ngọt, mẹ nàng lại ưa thích ta, hắc hắc. Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa nội tâm cực kỳ chấn động, cho tới bây giờ không có người cùng nàng nói phen này lý luận, ngươi là từ đâu học được. Tiểu Diệp tử đắc ý giàu dạc, chính ta quan sát ra tới, ta nói cho ngươi, ngươi nếu là đến nhà khác, trước hết nhất là nhìn xem bà bà có được hay không ở chung, cái này rất mấu chốt. Tiểu Diệp Tử bắt đầu cho Quỳnh Hoa ba lạp ba lạp truyền thụ kinh nghiệm, Tiểu Diệp Tử lý luận, thẩm vĩ đều chưa từng nghe qua, những việc này đều là Tiểu Diệp Tử mình đi trong biệt phủ, tham gia tiệc trụ nhìn ra, nàng rất biết tổng kết, từ có chút tại hoàng cung sinh hoạt kinh nghiệm, để Tiểu Diệp Tử nhanh chóng trưởng thành, nàng rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, căn bản không giống bề ngoài nhìn qua loại kia ngây thơ tương phản, nàng cũng biết rất nhiều hậu trạch đạo đạo. Nhà nàng hậu trạch. Hoàn cảnh đơn thuần, nhưng không chậm trễ nàng từ nhà khác biết những đạo lý này. Tóm lại, hoặc là liền chọn không có bà bà, giống ta nương cùng ngũ bá nương như thế, cho tới bây giờ đều không cần đi lập phép tắc, toàn bộ vương phủ đều là các nàng nói tính, hoặc là liền chọn tốt nói chuyện bà bà. Tiểu Diệp tử cuối cùng tổng kết nói, Quỳnh Hoa nhìn thấy xa xa hoa hoa cùng Dương Thiệu Kỳ hai người, nhìn thấy thuyền lắc lư nháy mắt. Dương Thiệu Kỳ một cái liền đem hoa hoa eo nhỏ ngăn lại. Khi hoa hoa đâu, nàng bà bà tốt ở chung sao? Tiểu Diệp tử sờ lên cầm, phương A Di người không sai, tính cách cùng hoa hoa không sai biệt lắm là một cái loại hình, có điều, hoa hoa không giống, nàng là muốn đi ra ngoài làm việc, nàng tại ti nông ti đảm nhiệm thiếu khanh, nàng thường xuyên đi ra ngoài, vô luận là ai làm nàng bà bà, đều quản không được nàng, hắc hắc. Quỳnh hoa thu hồi thần sắc, hoa hoa làm quan, thật sự là không tầm thường. Tiểu diệp tử từ lúc nhỏ, liền biết, nàng cùng hoa hoa là không giống, hoa hoa hiểu được rất nhiều nàng cũng không biết tri thức. Còn thích hoa hoa thảo thảo, nàng khi đó cảm thấy hoa hoa là thiên phú càng giống mẫu thân một chút, Thế nhưng là về sau biết, không phải có chuyện như vậy, Hoa Hoa cùng mẫu thân so với nàng sống lâu cả một đời, các nàng đời trước liền nhận biết, cho nên nàng cùng Hoa Hoa rõ ràng là song bào thai, cũng chỉ có Hoa Hoa cùng mẫu thân lớn lên giống có điều, tiểu diệp tử. Tuyệt không để ý, hắc hắc, nàng cũng không muốn giống Hoa Hoa khổ cực như vậy, tiểu diệp tử cảm thấy, tính tình của nàng đại khái là giống mẫu thân nhiều một ít đi, chí ít đều là thích hưởng phúc, tiểu diệp tử khoát khoát tay, cũng không cần ao ước Hoa Hoa làm quan, rất mệt mỏi, không có nhiều tiền. Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa thật đúng là không phải giữ tiền, nàng biết trong nhà có tiền, ca ca cũng có tiền, nàng chính là cảm thấy Hoa Hoa có việc làm, thật rất không tệ, Quỳnh Hoa nhưng thật ra là muốn đi trong quân, chỉ là Tuyền Châu Vương cùng Vương Phi đều không đồng ý thôi, tiểu diệp tử nhìn thoáng qua Quỳnh Hoa thân cao. Lại hướng nơi xa đám kia thanh niên nơi đó nhìn một chút, liếc mắt liền thấy cường tráng cao lớn lý thạch, kỳ thật, thiết đảng cái này người rất không tệ, hắn cùng chúng ta là cùng nhau lớn lên. Thiết đảng Danh tự này chơi thật vui là ai vậy? Tiểu Diệp tử cười nói, chính là cái kia, đứng tại phúc bảo ca ca sau lưng người kia. Quỳnh Hoa trước đó liền gặp qua thiết đảng, mặt của nàng có chút đỏ, nha. Hắn gọi thiết đảng nha. Quỳnh Hoa tại phương Nam, người cao nam nhân quá ít, nàng gần như đều có thể đem người cho chứa đựng, những cái kia thanh niên bên ngoài không dám chế dễu nàng, nhưng là vụn trộm. Quỳnh Hoa liền nghe lén từng tới bọn hắn dễu cật âm thanh, nàng phụ vương mặc dù gầy, nhưng là vóc dáng cũng không lùng, bởi vậy phụ vương cùng mẫu thân cùng một chỗ thời điểm, vẫn là xứng đôi, thế nhưng là, nàng cùng đã từng nhìn nhau nam tử, cùng một chỗ thời điểm, thật tự như là lĩnh con trai đồng dạng, cái này. Khiến Quỳnh Hoa phi thường bài xích, bởi vậy lần này những người này đi vào Vương phủ thời điểm, Quỳnh Hoa liền chú ý tới Lý Thạch, chính là ngượng ngùng hỏi tên của hắn, tiểu diệp tự nhớ tới thẩm vĩ nói về tiểu phúc bảo lúc trước chuyện lý thú, cười nói, mẹ ta kể, thiết đảng khi còn bé, đặt mông ngồi tại ca ca trên thân, đem ca ca ép oa oa kêu to ca ca rõ ràng so thiết đảng lớn hơn một tuổi, vẫn là rất yếu. Ha ha ha. Quỳnh Hoa không chút biến sắc mà hỏi, kia thiết đảng nhà là làm gì? Chương 725, hắn không xứng với người ượt dịp tự thấy Quỳnh Hoa đối thiết đảng có hứng thú, con mắt đi lòng vòng, cười giả dối, thiết đảng cha mẹ, nguyên lai đều là mẹ ta mua được hạ nhân. Quỳnh Hoa lúc đầu lấp lánh con ngươi, lại tối xuống, thân phận này không xứng nha, không phải nàng ghét bỏ, mà là nàng là vương gia chi nữ, đối phương gia thế quá kém cũng không được, phụ vương hắn mẫu phi tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng sa sút cô một tiếng tiểu diệp tử vừa tiếp tục nói có điều kia cũng là chuyện quá khứ về sau mẹ ta nhìn lý đại thúc rất có thiên phú đem hắn đưa đến trong quân hiện tại lý đại thúc là dũng tướng danh giáo úy lý đại thúc lợi hại thế nhưng là thiết đảng lợi hại hơn hắn hiện tại đã là nhất đảng hộ vệ quỳnh hoa con mắt lại sáng cô. hắn lợi hại như vậy sao tiểu diệp tử gật đầu đó là đương nhiên dạy bảo thiết đảng sư phụ đều là cung nội đỉnh cấp lợi hại người thiết đản rất có luyện võ thiên phú 18 loại vũ khí hắn đều có thể đồ nghịch một đồ nghịch hắn là ca ca tỉ mỉ bồi dưỡng được đến có điều hắn có cái khuyết điểm cái gì khuyết điểm quỳnh hoa hỏi nhiều là vội vàng sau đó đối đầu tiểu diệp tử ánh mắt mặt càng đỏ có điều nàng không có quá ngăn nhó to gan thừa nhận ta đúng là nhìn hắn không sai chí ít ta đứng tại bên người nàng sẽ có vẻ ta là cái nữ hài tử tiểu diệp tử rất hiểu nhân tình thế sự nàng tự nhiên phát giác quỳnh hoa chỗ mẫn cảm coi như bề ngoài lại thế nào sáng sủa nhưng người đều là có yếu ớt một chỗ quỳnh hoa cũng có tiểu diệp tử còn nhớ rõ ngày đầu tiên ngũ bá nương ngày ấy tại bàn ăn bên trên không có để quỳnh hoa đường tỷ ăn no bí mật hẳn là sẽ không nhưng là trên yến hội là khống chế nàng sức ăn thiết đảng nhà người đều rất có thể ăn nhà bọn hắn ăn cơm đều không phải dùng chén nhỏ đều là dùng chậu nhỏ quỳnh hoa trong mắt bột phát ánh sáng mừng rỡ chợt lóe lên nhưng là rất nhanh lại ẩn giấu đi thiết đảng nương cũng vậy sao? Tiểu diệp tử cười nói, nhị ni di di béo hô hô, nhưng thân hình rất linh hoạt, nàng là người rất dễ thân cận, thích ăn ăn ngon, sau đó tới chúng ta vương phủ cùng mẹ ta tâm sự kinh thành chuyện lý thú. Tiểu diệp tử đối nhị ni ấn tượng phi thường tốt, quỳnh hoa tâm lý nắm chắc, nàng cũng minh bạch tiểu diệp tử sẽ cố ý nhất lên thiết đảng ý tứ, nàng điểm một cái tiểu diệp tử đầu, ngươi nha, thật đúng là cái thông minh tiểu quỷ. Tiểu diệp tử cười mị mị, ta là cảm thấy hắn rất tốt, còn phải xem ngươi có thích hay không, chẳng qua ta cảm thấy các ngươi có thể thử tiếp xúc nhìn xem nhiều quen biết một chút tiểu diệp tử vẫn là nhận thẩm vị ảnh hưởng xử lý tình cảm sự tình đều là thoải mái không có nhận cái này triều đại tư tưởng giam cầm nam nữ chỉ là gặp một mặt làm sao liền có thể đính hôn hai cái nhất định phải chung đụng mới được khả năng cân nhắc một bước quỳnh hoa cảm thấy tiểu diệp tử hiểu được rất nhiều nàng đúng là đối thiết đảng có như vậy chút ý tứ nàng cũng không nhăn nhó tốt ta nghe ngươi quỳnh hoa nói xong lời này liền cảm giác có một đạo ánh mắt nhìn nàng nàng quay đầu liền phát hiện là tiểu diệp tử tiểu trúc mã chu dục an rất nghĩ tới đến tìm tiểu diệp tử chỉ là nàng hiện tại bên người có khác cô nương hắn liền đứng thật xa trơ mắt nhìn các nàng quỳnh hoa tại tiểu diệp tử bên tai nói nhỏ vài câu liền xoay người rời đi chu dục an thấy quỳnh hoa rời đi lập tức vui vẻ chạy tới tiểu diệp tử chu dục an lúc nhỏ đã mập hồ hồ hắn về sau cũng chậm chậm cố ý khống chế ẩm thực nhưng cũng có thể là thụ mẹ hắn thân ảnh hưởng Chu Dục An vẫn là cùng thon thả không dính dáng, hắn vẫn là so với người bình thường, béo như vậy một chút điểm, tăng thêm niên kỹ lại không lớn, trên mặt còn có chút hài nhi mập, tuyền châu khí trời nóng bức, Chu Dục An cũng rất dễ dàng xuất mồ hôi, hắn lúc này trên trán đều là mồ hôi, tiểu diệp tử thấy thế, lấy ra khăn, tới, ta lau cho ngươi bay sượt. Chu Dục An đem đầu to đưa tới, kỳ thật Chu Dục An dung mạo không sai, bằng không tiểu diệp tử cũng chướng mắt hắn, tiểu diệp tử thẩm mỹ vẫn là không giống nhau lắm, nàng từ nhỏ đã thích mềm hồ hồ xanh xám trùng, cảm thấy nắm bắt thịt hồ hồ, xúc cảm rất tốt, hiện tại Chu Dục An cùng xanh xám trùng không sai biệt lắm, cánh tay cầm bốc lên đến, cũng là thịt thịt tiểu diệp tử sau khi lau xong, Chu Dục An đem lần này đặt được vỏ sò, đem ra, tiểu diệp tử, ngươi xem một chút cái này, có phải rất đẹp? Mắt hay không? Tiểu diệp tử cũng thích sáng lóng lánh đồ vật, ừm, coi như không tệ, thứ này nơi nào đến, ta cảm thấy có thể mang nhiều chút trở về, trang trí chúng ta tân phòng. Tiểu diệp tử tuyệt không nhăn nhó, tùy tiện liền nói ra nàng hiện tại tuổi mụ đã 17 tuổi, đến thành thân niên kỷ, tiểu diệp tử không thích dùng tuổi tròn tính tuổi tác, tuổi tròn nàng mới 15 tuổi, nàng ưa thích làm đại nhân, chu dục an gật đầu, cha ta nói, chờ chúng ta lần này ra biển trở về, liền cho chúng ta lo liệu hôn lễ, hắc hắc. Tốt. Tiểu diệp tử cười mị mị đáp ứng, mới nghĩ trở về tìm tiểu diệp tử Quỳnh Hoa, cứ như vậy nghe được hai người thương lượng lo liệu hôn lễ, làm sao trang trí tân phòng chủ đề. Cước bộ của nàng lại từ từ lui trở về, cách hai người hơi xa một chút quỳnh hoa đột nhiên ý thức được cùng người mình thích cùng một chỗ là một kiện chuyện may mắn ánh mắt của nàng lại tại đám người tìm kiếm lập tức liền đối mặt một ánh mắt kỳ thật quỳnh hoa rất để người chú ý bởi vì thân hình của nàng lại bởi vì trên thuyền chỉ có ba nữ hài tử lý thạch là người luyện võ ngũ giác phi thường nhạy cảm hắn tự nhiên cũng chú ý tới quỳnh hoa ánh mắt lý thạch ban đầu chú ý quỳnh hoa cũng không phải hôm nay chỉ vì cao như vậy cô nương rất khó không để cho người chú ý, ban đầu nàng coi là Quỳnh Hoa là vương phủ hạ nhân, bởi vì Quỳnh Hoa xuyên cũng không hoa lệ, không giống vương gia nữ nhi, hắn liền nhìn lâu thêm vài lần, hắn thật nhiều thiếu nhìn thấy xinh đẹp như vậy nữ tử, không sai, Quỳnh Hoa tại Lý Thạch trong mắt là đẹp mắt, cao gầy thân hình, mượt mà gương mặt, đều dài tại Lý Thạch trong lòng bên trên, Lý Thạch lúc ấy nghĩ, nếu là vương phủ hạ nhân, hắn có lẽ có thể hỏi một chút chỉ là, không lâu sau đó, hắn hy vọng liền phá diệt, nàng không phải hạ nhân nàng là vương phủ đại quận chúa, quận chúa đâu, đây không phải là bình thường người, cũng là hắn không xứng với người, Lý Thạch thất lạc thu hồi nhãn thần, không nhìn nữa xa xa cô nương, tiểu phúc bảo tại Lý Thạch trước mặt, làm sao rồi? Lý Thạch vội vàng nói, thế tử, không có việc gì. Tiểu phúc bảo không nghi ngờ gì, một hồi, để sở ngọc ninh tiểu tử kia kiến thức một chút, chúng ta đại pháo uy lực, ta cảm giác tiểu tử kia luôn luôn sức lực sức lực. Tiểu phúc bảo đối đầu đời nhi tử, có thể sĩ diện, cầm thân phận đè người. Thế nhưng là đối những cháu trai này bối, vậy sẽ phải dựa vào bản lĩnh nói chuyện. Được rồi, thế tử, chúng ta vừa lúc ở trên biển thử xem đại pháo uy lực. Tiểu Phúc Bảo nhìn xem bình tĩnh mặt biển, tiếc hận nói, không có địch nhân, đạn dược giữ lại điểm, liền đánh một phát đi. Lý Thạch hiểu rất rõ Tiểu Phúc Bảo, biết Tiểu Phúc Bảo đầu nhập vào không ít bạc, mấy năm gần đây lại không có cách nào từ hoàng thượng bên kia muốn tới tiền, hiện tại dùng tiền đều cẩn thận, mà hỏa pháo phí tổn đều không thấp đâu. Yên tâm đi, thế tử. Chương 726, hồi kinh quả nhiên, Sở Ngọc Ninh kiến thức đến đại pháo uy lực về sau, liền tịch ngòi, Sở Ngọc Ninh mỗi lần hồi tưởng lại lúc ấy kia hỏa lực uy lực, trong lòng đều là sợ hãi, từ đó về sau, hắn tại tiểu phúc bảo trước mặt, cũng không tiếp tục bày ra đường ca khoản tiền chắc chắn nhi, là thật thuận theo xuống tới, bởi vì thuyền của hắn cũng muốn, hắn hiện tại cảm thấy hắn đã từng thủ đoạn, đều là tiểu đã tiểu nháo, quá thấp kém. Dù sao lúc trước hắn ăn cướp cướp biển đều là dùng thuyền đem. Đối phương nghẹn ngừng, sau đó lại dẫn người cầm vũ khí đến đối phương trên thuyền chém giết, thế nhưng là, hắn hiện tại biết hắn cùng đường đệ trên lệch, cũng biết kinh thành thủy sư uy lực, bởi vậy, hắn hiện tại cũng không còn xem thường tiểu phúc bảo chuẩn bị xây dựng hải quân, hắn thậm chí nhiều hơn thời điểm, sẽ còn giúp đỡ sở ngọc hoàng bận biểu, sở ngọc ninh là địa đầu xà, lại là vương phủ thế tử, vẫn là so sở ngọc hoàng cái này bạch thân có mặt nhiều. Sở ngọc hoàng cũng không để ý, hắn rất muốn cho hoàng thượng khôi phục ít châu vương phủ tước vị cho nên hắn nhất định phải làm ra đầy đủ công lao, mới có thể. Mở rộng hải ngoại địa bàn chính là cơ hội của hắn, một nhà hoàng tử hoàng tôn, chỉ có hắn mạch này, không có tước vị, cũng quá thấp kém, Sở Ngọc Hoàng giả tâm cũng không nhỏ, hắn muốn đánh hạ Đại Vũ Hướng tới gần quốc gia, để nó trở thành Đại Vũ Hướng phụ thuộc địa, đến lúc đó, kia một khối địa khu, chính là hắn đất phong, hắn đã từng thử cùng Tiểu Phúc Bảo nói qua, phát hiện Tiểu Phúc Bảo cũng không phản đối, Sở Ngọc Hoàng biết, Tiểu Phúc Bảo là muốn đánh hạ Chu Sườn núi đảo, cho Lục Thẩm nghĩ phép. Dùng thế nhưng là, hắn muốn Nam Thiệu la chúc văn đơn các vùng những địa phương này đều sát bên đại vũ hướng biên cảnh cầm xuống những cái này khu vực không chỉ có mở rộng bản đồ tương lai thành hắn đất phong đã có thể ngăn cản ngoại địch lại khoảng cách trung nguyên khu vực rất xa nếu là thái tử hậu đại có vấn đề vậy hắn vùng đất này lại có thể rất nhanh độc lập ra tới sở ngọc hoàng nhiều năm như vậy tích cực trợ giúp tiểu phúc bảo chính là tồn phần tâm tư này tiểu phúc bảo tự nhiên cũng biết sở ngọc hoàng ý nghĩ cháu trai quá lợi hại ép là ép không được hắn cũng không thể phế như thế cái lợi hại cháu trai cũng không nghĩ để hắn quá oan uổng còn sống hắn đã ép lão ta một mạch hơn 10 năm cho hoàng thượng đầy đủ cơ hội hiện tại đại vũ hướng đã là hoàng thượng cùng thái tử cái này một chi lần này ra biển đem sở tỉnh tông mang ra trừ để hắn giải sầu chính là cho hắn cơ hội dù sao cầm tù 14 năm cái này trừng phạt cũng đủ sở tỉnh tông đã 46 tuổi nhân sinh không có bao nhiêu cái 10 năm, Văn Đức 18 năm tháng 8, Lý Thạch xuất lĩnh mới tuyển nhận hải quân trực tiếp đánh hạ Chu Sườn núi đảo. Trên đảo Cường Đạo tất cả đều xử tử, phổ thông bách tính ngược lại là có thể ở trên đảo tiếp tục ở lại, chỉ là mảnh này hòn đảo, sau này sẽ là đại vũ hướng, tiểu phúc bảo sắp xếp người tại Chu Sườn núi đảo tu kiến cung điện, giữ lại về sau Vinh Vương Phi chỗ này nghỉ phép, trừ cái đó ra, vẫn là dùng Chu Sườn núi đảo xem như căn cứ quân sự, dùng để kiến tạo vũ khí từ Chu Sườn núi đảo bến cảng xuất phát đi hướng An Nam khoảng cách không xa. Chu sườn núi đảo đánh xuống về sau, sở Ngọc Hoàng tất tốc. Mang binh đóng trại, chuyện nơi đây, đều là hắn ở đây trù tính chung. Sau đó, sông Thần Trác cũng xuất lĩnh quân đội, đánh hạ Đông Di đảo, một lần vây quét dấu ở trên đảo giặt cỏ, sở dĩ lại nhanh như vậy nhanh. Tất cả đều là dựa vào đại vũ hướng tiên tiến vũ khí, đại pháo cùng súng ống đối những cái kia cầm đao kiếm người mà nói. Thật sự là quái vật khổng lồ, bọn hắn căn bản không hề có lực hoàng thủ, thời gian đã tới tháng 10, bọn hắn đã ra tới hơn 6 tháng, là thời điểm trở về hoàng thượng hiện tại mỗi ba ngày liền sẽ cho tiểu phúc bảo đưa một phong thư thúc giục hắn trở lại kinh thành thẩm phỉ chuyến này ra tới cũng chơi chán thế là cũng đồng ý hồi kinh nhà chính là nhà ở lâu muốn đi ra ngoài đi một chút nhưng rời đi dài liền lại tưởng niệm lên rời đi trước tiểu phúc bảo nhìn xem chết sống muốn cùng theo rời đi sở tỉnh tông cũng là rất bất đắc dĩ ngươi sẽ không không rõ ngọc hoàng ý nghĩ ngươi không lưu lại giúp hắn sao sở tỉnh tông rất quan côn kia là hắn ý nghĩ người trẻ tuổi có bốc đồng ta không giống ta đều bao nhiêu tuổi ta hiện tại liền nghĩ cùng ngươi hồi kinh ngươi đừng nghĩ bỏ rơi ta tiểu phúc bảo nhìn xem hai tóc mai đã có tóc trắng sở tĩnh tông rất là bất đắc dĩ đưa tay xoa bóp một cái đầu của hắn tốt chính ngươi nguyện ý là được kỳ thật sở tĩnh tông đã thành thói quen kinh thành sinh hoạt cũng không muốn tại bờ biển cho cá ăn huống hồ hắn ở kinh thành mặc dù là phổ thông bách tính nhưng là mặc kệ quan lớn gì cũng không dám đi trêu chọc hắn còn có ngoài thành chuồng ngựa cũng không có bết bát như vậy nhiều năm như vậy chuồng ngựa dần dần hoàn thiện, tu kiến đẹp đặc biệt, hấp dẫn một số đông người đi vào chuồng ngựa du ngoạn, cả ngày cũng là rất náo nhiệt. Hắn còn có thể tùy thời đi chuồng ngựa cưỡi ngựa phi ngựa. Lại có thể đi phúc bảo tử lâu ăn cơm, nhàn rỗi lại có thể đi bảo hoa tự cùng lão hòa thượng nói chuyện phiếm, thời gian qua không nên quá tiêu dao, sở tỉnh tịch nhìn ghê răng, hắn dùng cánh tay va vào một phát đường chi lăng, tiểu phúc bảo cùng lão tam chung đụng đều là như thế dính sao. Đường chi lăng nhàn nhạt gật đầu, ừm, quen thuộc liền tốt sở tỉnh tịch run run người, a nha, chịu không được, chịu không được. Hắn cùng tiên hoàng tình cảm không sâu, bởi vậy coi như biết tiểu phúc bảo thân phận về sau, cũng không muốn cùng hắn tiếp xúc nhiều, về sau càng là đem nhi tử sở Ngọc Ninh phái ra, để hắn đến chiêu đãi tiểu phúc bảo cùng đám kia đường huynh đường đệ nhóm, nghĩ đến béo khuê nữ, lại dặn dò, nhà chúng ta Quỳnh Hoa, liền xin nhờ lục đệ thật tốt chiếu cố. Tuyền Châu Vương biết béo khuê nữ, coi trọng Lý Thạch về sau, lập tức tìm tôn vương phi thương lượng đối sách tôn vương phi biết lý thạch thân phận thời điểm bao nhiêu là có chút ngại nhưng ở thẩm phỉ bên kia biết lý thạch cơ hồ là tại vinh vương phủ lớn lên từ nhỏ cũng đều là đại nội cao thủ làm lão sư thời điểm liền kinh ngạc há to miệng cuối cùng nàng tìm cái danh mục tự mình cùng lý thạch luận bàn một chút đương nhiên là tôn vương phi bại tôn vương phi còn không biết cái này hay là bởi vì lý thạch không nghĩ tôn vương phi quá mất mặt để nàng mấy chiêu mới khiến cho hai người đánh mấy hiệp từ đó về sau Tuyền Châu Vương cùng Tôn Vương Phi, liền đối Lý Thạch người. Con rể tương lai này hài lòng, tăng thêm Lý Thạch phụ thân, hiện tại lại là dũng tướng danh giáo úy, lục phẩm quan, dòng giỏi không có thấp như vậy, Quỳnh Hoa lần này vào kinh, chính là vì thấy Lý Thạch phụ mẫu. Ngũ ca yên tâm, Quỳnh Hoa là cháu gái ta, ta sẽ đem nàng đích thân khuê nữ nhìn, ngươi cứ yên tâm đi. Sở tỉnh tịch nghe đường chi lăng nói như vậy, tăng thêm mập mạp khuê nữ muốn rời khỏi nhà, con mắt lại có điểm ước ác, lão lục, hết thảy liền nhờ ngươi. Đất Phong Vương gia không có chiếu lệnh, là không có cách nào rời đi đất Phong, cho nên coi như Tuyền Châu Vương muốn đi kinh thành nhìn xem tương lai thân gia, cũng không có cách nào, hiện tại chỉ có thể hy vọng đường chi lăng nhiều hơn chiếu cố Quỳnh Hoa, cùng Tuyền Châu Vương bên này thương tâm khác biệt, Tông Vương phi ngược lại là rất vui vẻ. Lục Đệ muội, ngươi trước tiên ở kinh thành chờ ta, chờ Quỳnh Hoa đại hôn thời điểm, ta an vị thuyền đi kinh thành. Tuyền Châu Vương không thể rời đi, nhưng Tông Vương phi có thể, cho nên nàng hiện tại là vẻ mặt tươi cười ngũ tẩu, ta ở kinh thành chờ ngươi. Chương 727, đại kết cục cả cách kinh thành thời gian nửa năm. Lúc trở về ngược lại là lòng chỉ muốn về, đường trở về tuyến vẫn là cùng đến thời điểm đồng dạng, bọn hắn là tới trước Hải Châu về sau, lại ngồi xe ngựa về thành Trường An, rốt cục tại tháng 11 thời điểm, đến thành Trường An, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu hai người, đã sớm chờ đã lâu, Hoàng thượng đã biết tiểu phúc bảo thu phục hai cái hòn đảo, trong lòng phi thường tự hào, đối với lần này thái tử có thể đi theo ra biển, hắn ngược lại muốn ở lại kinh thành, cái này trong lòng liền không lớn dễ. Chịu, hắn là không nghĩ tới tiểu phúc bảo sẽ tại tuyền châu dừng lại lâu như vậy, hoàng thượng biết tin tức, cố ý cải trang ra tới tiếp người, hoàng hậu biết về sau, cũng cùng đi theo, nàng hiện tại đóng vai thành phổ thông phụ nhân cách ăn mặc, long phượng thai sở hạo gia, sở ngàn hàm cũng đều đến, bọn hắn đều đã 10 tuổi, lần này cũng đi theo xuất cung. Mẫu hậu, tuân ca ca xe ngựa lúc nào đến nha. Hoàng hậu nhìn nhị nữ nhi liếc mắt, yên tâm, nhanh đến, phía trước đã truyền tin tức tới. Hoàng thượng nghe được khuê nữ chỉ nhớ thương tuân, lại hỏi, ngươi cũng chỉ nhớ kỹ tuân, làm sao không nhớ thương thái tử cùng tiểu phúc bảo đâu. Sở ngàn dung đối hoàng thượng là một cái mặt quỷ, ta liền thích tuân ca ca, hắn nói cho ta mang xinh đẹp sang hô đâu. Hoàng thượng những năm này, hậu cung hài tử không ít, rất nhiều nhi tử nữ nhi đều không có ấn tượng, chỉ là hoàng hậu lại sinh ba đứa hài tử, hắn còn có thể chiếu cố một chút, hắn lần này thúc giục tiểu phúc bảo trở về, cũng là nghĩ hỏi một chút những hài tử này làm sao bây giờ, vô luận là hoàng tử vẫn là công chúa, hắn đều rất sầu muộn, số lượng nhiều lắm, thật quá phí tiền, còn có nhiều như vậy nhi tử, đất phong làm sao phong, nếu là tất cả đều cho nhi tử phân, khi chỉ sợ hắn cái mông dưới đáy đều không có một mảnh đất, ngoài ra, từng cái, cũng nên thành thân đi, xính lễ cùng đồ cưới làm sao bây giờ, cốc xấu đều là hoàng thất người, cũng không thể quá keo kiệt đi, vẹn vẹn thời gian nửa năm, hoàng thượng liền buồn tóc trắng rất nhiều, hắn rất muốn cùng tiểu phúc bảo thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không đem hoàng vị truyền cho thái tử, sau đó. Để thái tử thu thập những cái này cục diện rối rắm, hoàng thượng muốn truyền vị cho thái tử, đã không phải là một ngày hai ngày, đặc biệt là nửa năm này hắn một mình xử lý triều chính thời điểm, nhất là nghĩ, lúc trước đều có thái tử thay hắn chia sẻ một nửa chính vụ, tấu chương đều không có nhiều như vậy, hắn còn có thời gian tại hậu cung đi dạo đâu, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy hài tử, chủ yếu là hắn thời gian nhiều, tăng thêm thân thể tốt, thái tử đột nhiên không tại, hoàng thượng cảm thấy hắn tựa như cái lão hoàng ngưu đồng dạng, vừa mở mắt, liền phải bận biệu, sau đó đến sau nửa đêm khả năng đi ngủ, hoàng thượng đột nhiên cảm thấy cuộc sống của hắn, quá khổ, càng khổ chính là những cái kia ngao ngao đợi phong các con, không có đất phong nha, hoàng thượng muốn làm cái vung tay trưởng quỷ, tất cả đều giao cho thái tử xử lý, thái tử trẻ tuổi, vừa vặn có thể xử lý cái này mười mấy cái đệ muội hôn sự, hắn thì là an tâm làm thái thượng hoàng, thuận tiện còn có thể cùng tiểu phúc. Bảo cùng xuất hành, hoàng thượng mặc dù không có tiếp vào mấy phong thư, nhưng là hắn lại là tại hoàng hậu bên kia nhìn thấy tuân nhi đem phong cảnh dọc đường tất cả đều vẽ vào sau đó một phong một phong truyền đến khôn ninh cung hoàng hậu mỗi lần tiếp vào tin thời điểm đều là cười tủng tỉm thuận tiện còn hỏi một chút hắn có hay không tiếp vào tiểu phúc bảo tin hắn long đều chưa lấy được một cái hoàng thượng ngay lúc đó tâm đều chua thành chanh lúc này sở hạo gia hô phụ hoàng mẫu hậu các ngươi nhìn là đội xe sở ngàn dung liếc một cái đệ đệ hiện tại chúng ta là cải trang ra tới muốn gọi cha mẹ có biết hay không? Tiểu Phúc bảo một đoàn người, mênh mông cuồn cuộn đi tại thành Trường An trên đường phố, kinh thành dân chúng rất nhiều đều đi ra xem náo nhiệt, cũng có người nhìn xem đội xe nghị luận ầm ĩ, nghe nói Vinh Thế Tử ra biển. Ừm, ta cũng nghe nói, Triều Đình Tấu nói Vinh Thế Tử đi ra ngoài một chuyến, liền chiếm hai cái hòn đảo. Thật sự là cái tin tức tốt, chúng ta đại vũ hướng bản đồ đều mở rộng. Muốn ta nói nha, vẫn là Vinh Thân Vương cùng Vinh Vương Phi Phúc khí tốt, Vinh Vương Phủ có lợi hại như vậy Thế Tử. Bọn hắn đi theo hưởng phúc, vinh hoa phú quý đều đến. Cũng không phải sao. Cũng không biết hoàng đế lão nhi, đem hoàng vị truyền cho ai. Còn có thể là ai? Đương nhiên là thái tử. Thế nhưng là, ta nghe ta gia gia nói, hiện tại vinh thế tử, cùng tiên hoàng lão gia tử giống nhau như đúc, cái này hoàng vị nha, thật đúng là nói không chính xác. Thành trường An Bách tính trải qua thái bình thời gian, lúc rảnh rỗi, cũng có thể đối hoàng gia sự tình, nghị luận một hai thẩm phỉ cùng đường chi lăng hai người trong xe ngựa lại đem vừa rồi kia một đoạn văn, tất cả đều nghe được trong lỗ tai. Thẩm phỉ nhìn thoáng qua đường chi lăng, ai, kinh thành cái này lời đồn quá không hợp thói thường. Đường chi lăng cũng là trầm mặt, xem ra chu sườn núi đảo phòng ở, phải sớm một chút xây xong, hiện tại tiểu phúc bảo lớn lên, luôn có một chút người muốn châm ngòi ly gián. Thẩm phỉ nghĩ cũng phải, cũng không biết là ai truyền tới, vốn đang lòng chỉ muốn về tâm, hiện tại có chút lạnh. Bọn hắn vinh vương phủ đúng là quá lóa mắt, coi như hoàng thượng không ngại, không chịu nổi triều thần cùng bách tính nghị luận hoàng thượng cùng hoàng hậu cải trang ra tới vốn nghĩ ngay lập tức nhìn thấy muốn gặp người ai ngờ kinh thành bách tính quá nhiệt tình một đường đuổi theo đội xe đi đám người dày đặc lôi cuốn lấy đội xe hướng vinh vương phủ bên kia đi hoàng thượng cùng hoàng hậu mấy người chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo phía sau cùng đợi đến vinh vương phủ cổng thẩm phỉ bọn người xuống xe ngựa mới nhìn đến hoàng thượng cùng hoàng hậu đám người kịp thời cho hai người hành lễ bái kiến hoàng thượng ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế bái kiến nương 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 thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế hoàng thượng lúc này mới tìm về một điểm mặt mũi hắn giơ tay lên một cái đều bình thân đi đám người lên về sau hoàng thượng cùng hoàng hậu trực tiếp tiến vinh vương phủ hoàng thượng thật vất vả ra tới canh chừng quyết định tại vinh vương phủ ăn một bữa tại hồi cung thuận tiện cùng tiểu phúc bảo nói một chút quyết định của hắn thẩm phỉ cùng đường chi lăng mới về nhà liền nên đón hai tôn đại phật có điều cái này hai tôn đại phật hiển nhiên đối vợ chồng bọn họ hai không có hứng thú hoàng thượng đi tìm tiểu phúc bảo hoàng hậu thì là đi tìm tuân thẩm phỉ đối với cái này đã tập mãi thành thói quen nàng coi như là cho người khác sinh hai nhi tử chạng vạn tối thời điểm hoàng thượng cùng hoàng hậu mới rời khỏi vinh vương phủ về hoàng cung những tháng ngày tiếp theo thẩm phỉ cùng đường chi lăng thời gian như thường lệ thanh nhàn có điều thẩm phỉ ngược lại là nhiều hơn một cái chuyện làm đó chính là cho nàng bốn con trai tìm vợ bởi vậy từ cái này về sau thẩm phỉ bắt đầu tích cực tham gia tiệc rượu chính là đi nhìn nhau những cái kia tiểu cô nương, vì để cho tiểu cô nương coi trọng con của nàng, nàng còn cố ý mang theo bốn con trai nổ đường phố, từng cái ăn mặc cũng là dị thường anh Tuấn, thẩm vĩ chỉ so với tiểu phúc bảo lớn 14 tuổi, dung mạo của nàng lại hiển nhỏ, bởi vậy lúc này bọn hắn đứng chung một chỗ, thẩm vĩ ngược lại là càng giống tỷ tỷ một chút, bởi vậy kinh thành bách tính, thường xuyên nhìn thấy Vinh Vương Phi mang theo bốn cái anh Tuấn tiểu công tử. Xuất hành, nhất là ba cái đồng dạng tiểu công tử, kia là mười phần hấp dẫn người tam bào thai lúc đầu không nghĩ đáp ứng thẩm vĩ hoạt động bất đắc dĩ tiểu phúc bảo nguyện ý bồi tiếp mẫu thân chơi đùa bởi vậy tam bào thai là bị tiểu phúc bảo trấn áp một thế này tiểu phúc bảo trưởng thành một cái mẹ bảo nam chỉ cần là mẫu thân nguyện vọng hắn đều nguyện ý thay nàng đạt thành đương nhiên có một hạng là ngoại lệ đó chính là kết hôn đời này tiểu phúc bảo đối với nữ nhân không hứng thú không ai có thể vào tới hắn mắt bảo tử nhóm sẽ có phiên ngoại a còn có bảo tử nhóm muốn nhìn ai phi ngoại có thể bình luận khu nói cho ta ha, chương 728, phiên ngoại hoa hoa nội tâm, một ta gọi hoa hoa, đại danh sở ngọc thù, nhưng là có rất ít người gọi đại danh của ta, bởi vì nhũ danh của ta quá dễ nhớ, ta là vinh vương phủ nhị quận chúa, ta có cái song bào thai tỷ tỷ nhưng là ta cùng tiểu diệp tử so ra, ta muốn càng giống tỷ tỷ một chút, kỳ thật, tại ta trong tiềm thức, ta chính là tỷ tỷ bởi vì ta có đời trước ký ức, không sai, lần này đầu thai, là chính ta có thể lựa chọn, kỳ thật không chỉ có. Ta có thể lựa chọn, sư phụ cùng sư huynh đều có thể lựa chọn, hai người bọn hắn người hồn phách, liền ở bên cạnh ta, nhưng là chúng ta biết lần này sư muội muốn sinh đều là nữ hài, sư huynh là không nghĩ biến tính, sư phụ là khỏi bị mất mặt, chúng ta bởi vì cùng một chỗ bị nổ chết, hồn phách bị vây ở trong phòng thí nghiệm, đầu thai về sau, ta chỉ là do dự một nháy mắt, liền để tiểu diệp tử đoạt trước, nàng thành tỷ tỷ có điều, cũng không quan trọng. Lúc mới bắt đầu nhất, ta đều giả vờ như cùng sư. muội không biết. Là một cái bình thường tiểu oa nhi, chưa từng nghĩ, ta vẫn là bị sư muội phát hiện nhưng nàng không có vạch trần ta tại ta một tuổi nhiều thời điểm phát sinh ngoài ý muốn tiểu phúc bảo bị đánh thành trọng thương cứ như vậy ta bị sư muội điểm ra thế là ta cũng không tiếp tục ẩn giấu giúp đỡ sư muội cùng một chỗ nghiên cứu trị liệu tiểu phúc bảo dược vật ta là cố ý nâng lên cuốn trốn máu bởi vì chỉ có sư muội tiếp tục sinh con sư huynh cùng sư phụ mới có thể xuất sinh sư huynh nhất định sẽ tới sư phụ kia cố chấp lão đầu không xác định bởi vì hắn đã từng lời thề son sắc nói với ta hắn kéo không xuống đến mặt, coi như có thể một lần nữa đầu thai làm người, hắn đều không cần, sư muội quả nhiên rất lợi hại, trong bụng có ba cái bảo bảo, cũng đều là nam hài, ta tại tam bào thai xuất sinh về sau, liền đi cùng sư huynh đối ám hiệu, chỉ là sư huynh quá yếu ớt, một lần kia ta từng thanh từng thanh hắn hao lên, kém chút không có làm méo cổ của hắn, sư huynh có cái phi thường che chở hắn vú em, hại ta không có cách nào thật tốt cùng hắn câu thông, kỳ thật, ta nhìn ra, sư huynh không. Tình nguyện lắm cùng ta câu thông, có thể là ghét bỏ ta thủ pháp quá thô bạo, chậm rãi, chúng ta đều đang lớn lên, tam bào thai rốt cục có danh tự, sư huynh đời này gọi hằng, kỳ thật tam bào thai vận khí không được tốt, bọn hắn vừa ra đời ngày ấy, liền có sát thủ tập kích vinh vương phủ, đời ta tiện nghi lão cha không rõ sống chết, sư muội cả ngày đều lo lắng tiểu phúc bảo thân thể, tiểu phúc bảo cả ngày nằm tại tu hộ trong trương ta nhàn rỗi thời điểm, sẽ cùng hắn tâm sự, còn mặt tả giấy tiểu phúc. Bảo Luôn luôn ông cụ non cùng ta bàn giao hậu sự, ta từ tiểu phúc bảo lao thao trong giọng nói, có thể cảm giác ra hắn là thật rất không nỡ sư muội hắn kỳ thật còn không có sống đủ đâu từ lúc này ta cũng biết tiểu phúc bảo cũng không đơn giản hắn dường như cũng mang đời trước ký ức ta có thể cảm thụ ra tới hắn là thuần túy cổ nhân mà lại thân phận còn không thấp khi đó ta vẫn không rõ tiểu phúc bảo vì cái gì như thế thích sư muội giống như tại tiểu phúc bảo thế giới bên trong sư muội cái này mẫu thân là trọng yếu nhất mặc dù ta đã một tuổi nhiều ta kỳ thật vẫn là rất hoảng hốt ta cùng sư huynh cũng không thành được đáng tin cậy sư muội hài tử về sau tiểu phúc bảo thân thể tốt lão cha cũng trở về chúng ta người một nhà rốt cục triệt hồi vẻ lo lắng vinh vương phủ rất lớn cả ngày cũng là cãi nhau ta kỳ thật càng thích đợi tại viện tử của mình bên trong mặt khác ta kỳ thật còn ghi nhớ đời trước ta không làm xong thí nghiệm đời này không cần làm xả súc nhưng ta vẫn là nghĩ có một phen thành tựu ta tại nhà của ta bên trong đều trồng hoa cỏ những cái này đều không phải phổ thông thực vật đều là ta theo thầy muội trong phòng thí nghiệm lấy ra hạt giống hết thảy đều tiến hành nhiều thuận lợi chỉ cần bảo vệ tốt tiểu diệp tử cái này phá hư vương ta cảm thấy tiểu diệp tử không giống bề ngoài như thế tiểu nha đầu này trong đầu não nhân lớn lên từ khi nàng sẽ đi về sau đầu tiên là tranh thủ tình cảm nhìn nàng kia nhiều kiểu chồng chất trò cười cho ta cuộc sống yên tĩnh mang đến một chút dị dạng sắc thái có đôi khi ta cũng sẽ cùng tiểu diệp tử đánh nhau thật đến lúc này đó chính là tiểu diệp tử quá muốn ăn đòn duy nhất tốt một điểm chính là sư muội cùng tiện nghi lão cha không sai không kém sư muội cũng không có bởi vì ta có thành niên linh hồn liền nói ta để cho tiểu diệp tử bởi vì ta phát hiện ta cùng tiểu diệp tử đánh nhau sư muội ngược lại là có chút hưng phấn xem náo nhiệt sư muội vẫn là người sư muội kia cái kia tại phòng thí nghiệm nhỏ nhất có náo nhiệt nhất định xong trước nhất đầu người kỳ thật ta rất ít hô sư muội nương chủ yếu là thật không kêu được nhưng là có người ngoài ở thời điểm vẫn là sẽ hô vài tiếng sư muội có một chút không tốt đó chính là trong phủ đến tiểu bằng hữu, nhất định phải gọi nhũ mẫu, đem ta cùng tiểu diệp tử ôm ra đi, kỳ thật, ta rất chán ghét tiểu hài, đời trước ta đến 30 tuổi còn chưa kết hôn, càng không có đàm bạn trai, kỳ thật ta đối hôn nhân không hứng thú, ta chán ghét loại kia bởi vì nguyên thủy xúc động, liền tùy ý sinh con, sinh hài tử còn không hảo hảo nuôi cái chủng loại kia phụ mẫu, nói đến đây một điểm, ta kỳ thật muốn cảm tạ sư muội tại Vinh Vương Phủ, ta kỳ thật có tại sư muội trên thân cảm. Thụ tình thương của mẹ, Mặc dù ta chưa từng có cùng sư muội nói qua, đời này rất thần kỳ, ta vậy mà cùng sư muội rất giống, hai người chúng ta ra ngoài, đều sẽ nghe được người ngoài nói hai mẹ con chúng ta giống nhau, mỗi lần nghĩ đến hai mẹ con, cái này từ ngữ, ta chính là cảm giác có ý tứ, mặc kệ ta có nguyện ý hay không thừa nhận, tại ta lựa chọn đầu thai về sau, ta liền lựa chọn chúng ta một thế này thân phận, quả nhiên, có một ngày, ta lại bị nhũ mẫu ôm ra ngoài tại vương phủ trong hoa viên. Ta nhìn thấy một cái chảy nước mũi cậu bé, lúc ấy ta nhìn thấy tiểu hài này thời điểm, liền nghĩ tránh xa một chút, thế nhưng là, tiểu hài này dường như rất muốn cùng ta chơi, nhưng ta nhìn thấy nước mũi của hắn, liền nghĩ thoát đi, về sau tiểu hài này tự giới thiệu, hắn gọi Dương Thiệu Kỳ, phụ thân hắn là quy đức tướng quân Dương Sách, ta biết Dương Sách, là cái lợi hại đại tướng quân, nghe sư muội nói qua, Dương Gia là vương phủ hàng xóm cũ. Dương Thiệu Kỳ so tiểu phúc bảo còn lớn 2 tuổi đâu. Nhưng vẫn là cái hùng hài tử, hắn chủ động tới gần ta, bị ta ghét bỏ về sau, cũng không tức giận, một mực cầm hắn tiểu một kiếm, Tại trước mắt ta khoa tay múa chân chơi, ta kỳ thật lúc ấy có chút sợ hãi, cũng không là sợ hắn tổn thương mình, là sợ hắn tổn thương ta, về sau hắn tựa như là nhìn ta không cùng hắn chơi, liền đi đoạt tiểu diệp tử chó kéo xe, quả nhiên, hắn bị bị hù oa 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 khóc lớn, lúc ấy thật sự là nước mắt nước mũi dán một mặt, ta lúc ấy chỉ có một cái ý nghĩ, chính là tiểu tử này, thật là lại đồ ăn lại thích khóc, về sau, chúng ta đều đi phúc bảo thư viện đọc sách, Dương Thiệu Kỳ cùng ta thành đồng học, ta là kỳ thật muốn để hắn đi tìm chu dục an cùng nhau chơi đùa thế nhưng là hắn cùng chu dục an giống như không đối bàn chu dục an kia tiểu mập mạp càng thích truy tại tiểu diệp tử bên người chúng ta cứ như vậy chậm rãi lớn lên ta chậm rãi cũng quen thuộc dương thiệu kỳ bồi tiếp ta ta quen thuộc hắn hầu ở bên người quen thuộc hắn giúp ta mang đồ cũng quen thuộc hắn dắt ta tay ta chưa từng nghĩ đến chúng ta sẽ dắt tay cả một đời chương bảy trăm phi ngoại hoa hoa nội tâm hai chúng ta đều đang lớn lên từ ta nghiên cứu ra cao sản lúa nước về sau Hoàng bá phụ đại hỷ, hắn để ta đi ti nông ti, để ta quản lý toàn bộ kinh thành triều thần chức ruộng, ta vốn cho rằng hoàng bá phụ đề nghị này, nhất định sẽ bị đám đại thần phản đối, ai ngờ trong triều những cái kia thần tử, không có phản đối không nói, bọn hắn còn tranh nhau chen lấn, rất sợ lạc hậu một bước, dù sao hạt giống có hạn, thế là, ta từ cái này về sau, rất ít đi học. Đường, ta trực tiếp đi ti nông ti, hai năm sau, ta nghe nói Dương Thiệu Kỳ cũng rời đi phúc bảo thư viện, hắn cũng đi theo Dương tướng quân bên cạnh thân, khi đó, ta cũng không có suy nghĩ nhiều. Chúng ta chỉ là không bao lâu bạn chơi, mà Dương Thiệu Kỳ chỉ là một mực bồi tiếp ta tiểu bằng hữu thôi, chờ ta đến lúc 13 tuổi, Dương Thiệu Kỳ trở về, lúc này, chúng ta đã có 6 năm không gặp, lần nữa nhìn thấy Dương Thiệu Kỳ, ta phát hiện hắn biến hóa thật lớn, 16 tuổi hắn vóc dáng rất cao, ta thân cao có chừng một thước 65, hắn cao hơn ta ra một cái đầu, ta đang nhìn hắn thời điểm, muốn ngước cổ khả năng nhìn thấy mặt của hắn. Hắn nhìn ánh mắt của ta vẫn như củ lóe sáng, chỉ là trong này phun trào khác cảm xúc kỳ thật ta không nói dương thiệu kỳ rời đi ta vẫn là thỉnh thoảng sẽ nhớ tới hắn tới mặc dù lúc này ta đã có bạn mới tứ công chúa tứ công chúa cũng thích hoa hoa thảo thảo nàng thích nhất ghép thuật nàng thích một đóa hoa bên trong mở ra ba cái nhan sắc hoa kỳ thật về sau ta mới biết được tứ công chúa ghép cúc hoa đều lấy ra đi len lén bán lúc bắt đầu ta không biết bởi vì ta coi là công chúa sẽ rất có tiền dù sao cha nàng là hoàng thượng thế nhưng là ta nghĩ sai, hoàng bá phụ sinh quá nhiều hài tử, tư kho bạc rất ít, ta biết cứ công chúa mục đích về sau, cũng không tức giận, mà là giáo nàng càng nhiều làm vườn kỹ xảo, lần nữa nhìn thấy Dương Thiệu Kỳ, ta rất kích động, ta lập tức cho hắn một cái ôm, Dương Thiệu Kỳ bắt đầu có chút sững sờ, sau đó hắn đem ta bế lên, chuyển vài vòng, lúc này bồi tiếp hắn cùng đi tiểu diệp tử cùng Chu Dục An, vẫn là nhịn không được, bật cười. Ta lúc ấy lớn quính, mặt đều là hồng hồng, ta kỳ thật không có ý. Tứ gì khác, chính là bằng hữu quá lâu không gặp, đây chỉ là ở giữa bạn bè chào hỏi thôi, thế nhưng là, từ khi cái này về sau. Tất cả mọi người cho là chúng ta là một đôi, bao quát Dương Thiệu Kỳ, 16 tuổi Dương Thiệu Kỳ, dáng dấp cao, thân thể rắn chắc, trên chiến trường rèn luyện qua người, cùng kinh thành những cái này không có đi ra kinh Nam hài tử không giống, Tiểu Phúc Bảo cũng là thường xuyên tập võ, nhưng ta cảm thấy Dương Thiệu Kỳ muốn so Tiểu Phúc Bảo soái khí, có điều, lời này ta không dám cùng Tiểu Phúc Bảo nói, bởi vì lúc này Tam Bào Thai vóc dáng sắp gặp phải Tiểu Phúc Bảo. Tiểu Phúc Bảo tính tình có chút Lớn, từ cái này về sau, Dương Thiệu Kỳ lại xuất hiện tại bên cạnh ta, ta đi ruộng thí nghiệm hắn đi theo, ta đi trên núi đào đất hắn cũng đi theo, càng là có thể theo giúp ta đi núi rừng bên trong chọn ta muốn thực vật, mà lại Dương Thiệu Kỳ tốt nhất một điểm, chính là hắn sẽ khinh công, hắn có thể bay, đương nhiên, không phải phim truyền hình loại kia, không có bằng vào vật thể, ở trên bầu trời xuyên qua, kia là drone làm sự tình. Dương Thiệu Kỳ có thể nhẹ nhàng vọt lên, chui lên nóc phòng, lại có. Thể nhanh chóng leo lên vách núi, mỗi đến lúc này ta liền ta cảm giác giống như là đang nhìn Spider-Man, có đôi khi ở trong núi gặp được nguy hiểm, hắn sẽ nắm ở eo của ta, đem ta đặt ở trên cây, hắn tại đi cùng giả thú chiến đấu, ta cảm thấy, sau khi lớn lên Dương Thiệu Kỳ, sau khi còn bé cái kia hắn lợi hại rất nhiều, ta hiện tại không cách nào đem hắn cùng lúc trước cái kia lưu nước mũi tiểu hài liên hệ đến cùng một chỗ, tại ta khi 16 tuổi, Dương phu nhân liền xin nhờ quan môi bên trên chúng ta. Phủ thượng cầu hôn, sư muội hỏi ý kiến của ta, ta gật đầu đáp ứng, kỳ thật, đời trước ta một thân một mình không phải ta không nghĩ kết hôn, chỉ là không có gặp được cái kia đúng người, đời này ta tương đối may mắn, người kia sớm liền xuất hiện, trong phủ cũng chỉ có ta cùng tiểu Diệp Tử hai nữ hài đính hôn, tiểu Phúc Bảo cùng Tam Bào Thai hôn sự đều bó tay rồi, nhưng cho sư muội gấp xấu, chính là tiện nghi lão cha cũng muốn đem ba cái đệ đệ phân đi ra, chỉ là Tam Bào Thai có chút bất bẻ, ứng cử viên cũng không tốt chọn. Còn có là ta đoán là trong triều không có quan viên muốn cùng Vinh Vương phủ kết thân, bởi vì tiểu Phúc Bảo lớn lên rất nhiều người sợ hãi Tiểu Phúc Bảo cùng Thái tử đấu, kỳ thật, ta muốn nói, bọn hắn đều lo ngại, Tiểu Phúc Bảo sẽ không muốn làm hoàng đế, hắn đối Thái tử rất tốt, dù sao mới 3 tuổi Tiểu Phúc Bảo liền có thể huấn Thái tử, giống như là huấn cháu trai đồng dạng, gia gia làm sao có thể cùng cháu trai đoạt đâu, quả nhiên, tại chúng ta một nhà hàng hải lữ hành trở về về sau, năm thứ hai mùa xuân, triều đình phát sinh một kiện đại sự, đó chính là Hoàng bá phụ thoái vị, hắn đem hoàng vị truyền cho Thái tử. Ca ca, hắn làm thái thượng hoàng, trong triều thần tử đều không nghĩ tới, thế nhưng là cái này đã sớm tại dự liệu của ta bên trong, bởi vì ta nghe được nội tình tin tức, hoàng bá phụ muốn đem hắn cục diện rối rắm ném cho thái tử ca ca, tiểu phúc bảo hiện tại nhìn thấy hoàng thượng cho hắn sinh nhiều như vậy đường đệ, cũng là rất đau đầu, ta rất thích xem tiểu phúc bảo náo nhiệt, hắc hắc, ngày mai ta liền phải đại hôn, ta là chúng ta lục huynh muội bên trong, trước hết nhất thành thân người, tất cả. Mọi người chúc mừng ta đi. Chương 730 Phiên ngoại tiểu diệp tử cưới hậu sinh sống, một, tiểu diệp tử là tại hoa hoa đại hôn về sau nửa năm sau. Mới thành cưới, hiện tại Vinh Vương Phủ hai cái tiểu quận chúa đều xuất giá, hoa hoa bây giờ đã có ba tháng mang thai, từ khi mang thai về sau, nàng đi ti nông ti thời gian cũng ít, mặc dù nàng là ti nông ti thiếu khanh, nhưng cái này thiếu khanh chức vị là có hai cái, trừ hoa hoa, còn có một tên là tân khoa tiến sĩ đảm nhiệm, tiểu diệp tử sau khi kết hôn, hai tỷ muội ngược lại là có thể ngồi xuống nói chuyện phím, hoa hoa đi vào rộng an hầu phủ làm khách thế nào, thành thân, có được hay không? Hoa hoa tại tiểu diệp tử lại mặt thời điểm gặp qua nàng một mặt, nhưng là ngày đó tiểu diệp tử ngay tại vương phủ đợi mấy canh giờ, người một nhà vô cùng náo nhiệt, hai tỷ muội cũng không có nói thể mình lời nói thời điểm dương phủ hậu trạch đơn giản, chỉ có dương thiệu kỳ một cái dòng độc đinh miêu, dương thiệu kỳ hai người tỷ tỷ đã sớm gả đi, bởi vậy hoa hoa cũng không có một chút chị em dâu muốn đối mặt, thế nhưng là tiểu diệp tử không giống, trọng an hầu có hai đứa con trai, chu dục an còn có. Người ca ca chu dục minh, Chu Dục Minh thê tử cũng là kinh thành quý nữ, nàng là khổng gia nữ nhi, hoa hoa lo lắng tiểu diệp tử cùng chị dâu chỗ không đến, mới cố ý vào phủ hỏi một chút, tiểu diệp tử nghiêng dựa vào trên giường êm, cười nhìn xem hoa hoa, thành thân nha, đương nhiên được nha. Nàng nháy mắt ra hiệu nhìn thoáng qua hoa hoa, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thành thân tốt. Hoa hoa. Hoa hoa náo một cái đỏ chót mặt, nàng liếc một cái tiểu diệp tử, ta nghe nói ngươi đại tẩu là cái thích nói giáo, ta đây không phải hỏi một chút, ngươi cùng nàng quan hệ thế nào sao? Tiểu Diệp Tử điều chỉnh một cái tư thế ngồi. Nhìn xem tựa như là không có xương cốt đồng dạng, cười hắc hắc, ta ngược lại là không có gì, ngươi không biết, ta bà bà thảm đi. Hoa Hoa tìm tòi nghiên cứu nhìn lại, cầm lấy một viên nho, nàng hiện tại mang thai, liền thích chua, ồ. Nói thế nào? Tiểu Diệp Tử nghĩ đến trong phủ tình cảnh, đầu tiên là ha 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 cười một hồi, ha ha ha, Hoa Hoa, ngươi cũng không biết, ta bà bà tại đại tẩu không có gã lúc tiến vào không ít cùng ta tán dương đại tẩu người con dâu này chọn tốt, đại tẩu xuất từ khổng gia, thúc tổ phụ lại là quốc tử giám tế tử, khổng gia cô nương cỡ nào có tri thức hiểu lễ nghĩa, tóm lại, nhìn ý kia, đại tẩu nhưng so với ta cái này bướng bỉnh mạnh gấp trăm lần, ha ha ha, thế nhưng là, hiện tại bà bà có nếm mùi đau khổ, hắc hắc. Tiểu diệp tử không có chút nào đồng tình tâm bật cười, chu dục minh cùng chu dục an không giống. Hôn sự của hắn không có đệ đệ trôi chảy, Chu Dục Minh lúc trước là rộng an hầu Chu Hoàng tự mình dạy bảo, hắn cũng là tuấn tú lịch sự, nhưng là việc hôn nhân bên trên lại không quá thuận lúc trước chu dục minh định một môn thân thế nhưng là cô nương kia về sau những tật bệnh qua đời mặc dù cùng chu dục minh quan hệ không lớn nhưng là chu dục minh liền có một chút khắc vợ lời đồn truyền ra rộng an hầu phủ cũng đi ra biết chính là rộng an hầu đối thủ làm chỉ là lúc này cũng không có cách dù sao vị hôn thê của hắn đúng là chết rồi nhưng là chu dục minh là tương lai thế tử kinh thành người đều biết bởi vậy hôn sự vẫn là không lo lúc này chu hoàng đã qua đời chu công bằng kế thừa rộng an hầu phủ tước vị vinh đăng hầu phu nhân ninh thi tịnh đương Nhưng phải tự mình chọn cái này con trai cả nàng dâu lúc trước hai vóc nàng dâu một cái là công công chọn một cái là trượng phu chọn để ninh thi tịnh rất không có có cảm giác thành công hiện tại tiểu nhi nàng dâu đã định ra đến là người quen biết cũ con trai cả nàng dâu ứng cử viên nàng có thể tự mình chọn ninh thi tịnh vẫn là rất kích động vì thế nàng không ít đeo lấy chu dục minh đi nhìn nhau liền tiểu diệp tử khi đó đều đi theo ninh thi tịnh tham gia mấy lần tiệc rượu mục đích đúng là giúp nàng nghe ngóng nhà gái nhân phẩm không có cách nào, ninh thi tịnh mình không có nữ nhi, tương lai tiểu nhi con dâu tương đương với nàng nửa cái khê nữ, tự nhiên phải giúp đỡ nàng. cuối cùng khổng gia cô nương nhập ninh thi tịnh pháp nhãn, tiểu diệp tử lúc trước liền nghe qua khổng gia cô nương phẩm hạnh, khổng gia thi thư gia truyền dạy bảo khê nữ tự nhiên không sai, có tri thức hiểu lễ nghĩa không nói, văn thải càng là nổi bật. tiểu diệp tử khi đó đã cảm thấy dạng này nữ tử nàng là không chơi được một khối đương nhiên cùng nàng là cùng một loại hình bà bà nhất định cũng không được nàng cùng bà bà hai người đều là tự do tản mạng không phải đâu ra đấy người nhưng là khổng gia cô nương không giống kia là ngồi đều rất giống có cây thước lượng lấy đồng dạng vẻn vẹn là như thế này cũng không quan trọng dù sao người ta hiểu lễ nghi không thể tốt hơn nhưng là vị này lỗ lục cô nương là cái thích nói giáo nàng không chỉ có dạng này yêu cầu mình nàng còn dạng này yêu cầu người khác tiểu diệp tử lúc ấy liền không lớn muốn dạng này chị em dâu nhưng là nàng tương lai bà bà bị khổng gia cô nương thanh danh dáng mắt cảm thấy nàng tốt vạn tốt hoàn toàn không để ý tới tiểu diệp tử nhắc nhở cuối cùng còn chua tiểu diệp tử vài câu ý tứ chính là không muốn đố kỵ con gái người ta có văn thải tiểu diệp tử khi đó liền mặc kệ nàng liền đợi đến xem náo nhiệt đâu nàng thành thân thời gian sau hoa hoa muộn chính là chu dục minh sắp kết hôn nàng cùng chu dục an hôn sự liền phải dựa vào sau nhưng là tiểu diệp tử lại sốt ruột vào phủ xem náo nhiệt cho nên nửa năm sau liền gã tiến đến hoa hoa thấy tiểu diệp tử mình cười ha ha liền hiếu kỳ truy vấn ngươi đừng chỉ mình cười nha ngươi ngược lại là nói một câu là chuyện gì xảy ra tiểu diệp tử lúc này mới giải thích nói hoa hoa ngươi cũng không biết hiện tại đại tẩu cả ngày cầm cái nhỏ cây thước hợp quy tắc bà bà tư thế ngồi mặt khác bà bà đồ ăn vặt điểm tâm đều bị đại tẩu thu vào bà bà cũng không còn có thể thích làm gì thì làm ăn hoa hoa hiếu kỳ truy vấn không thể đi ngươi bà bà tốt xấu là hầu phu nhân, còn trưởng nhà đâu. Tiểu Diệp tử vương tay, hơi lung lay một chút, ngươi đây cũng không rõ ràng, bây giờ hầu phủ là ta đại tẩu trưởng nhà. Hoa hoa sững sờ, làm sao lại, ngươi đại tẩu đoạt quyền rồi. Hoa hoa hỏi tương đối nghiêm túc, nàng cũng không lo lắng hầu phu nhân, nàng lo lắng tiểu Diệp tử qua thụ câu thúc, nàng biết tỷ tỷ này, lúc trước liền có chút tùy hứng, sống càng là tự tại, vậy còn ngươi? Nàng! Tiểu Diệp tử thấy hoa hoa lo lắng, vội vàng nói, hoa hoa, không cần phải lo lắng ta, ta thế nhưng là quận chúa, đại tẩu còn không dám ở trước mặt ta sĩ diện, hừ. Tiểu diệp tử một tiếng này hừ, cũng là khí thế mười phần, hoa hoa thấy thế, rốt cục yên lòng, vậy là tốt rồi. Vậy ngươi bà bà làm sao bây giờ? Trọng An Hầu liền mặt cho sự tình dạng này. Tiểu diệp tử thấy hoa hoa truy vấn, nhúng vai, cũng cầm một viên nho bắt đầu ăn, sau đó lập tức liền to chặt mặt, hoa hoa, đây cũng quá chua. Không thể ăn. Hoa hoa lại là thích ăn thật nhiều, ta thích, chờ ta thời điểm ra đi ngươi mang cho ta một chút đi tiểu diệp tử lập tức nói tất cả đều lấy cho ngươi đi ta không có chút nào lưu hoa hoa thấy tiểu diệp tử lệch ra lâu vội vàng truy vấn sau đó thì sao nói tiếp tiểu diệp tử ngồi thẳng thân thể cười giải thích nói đại tẩu cái này người đầu thông minh đâu nàng nói bà bà lớn tuổi lại ăn cao đường dầu mỡ đồ ăn không tốt lão dễ dàng nhiễm bệnh cha chồng cùng đại ca nghe xong đâu còn có không duy trì thế là lập tức đồng ý đại tẩu trông coi bà bà Tiểu Diệp Tử lúc nói, cũng là mặt mày hớn hở, hoa hoa nghe xong là chuyện như vậy, nhẹ gật đầu, nếu là dạng này, người đại tẩu cũng là không xấu. Chương 731, phiên ngoại tiểu Diệp Tử cưới hậu sinh sống, hai. tiểu Diệp Tử cười nhạt một tiếng, đúng nha, đại tẩu dạng này, người ngoài đầu tiên nghĩ đến chính là đại tẩu người không xấu, coi như trông coi bà bà, nhưng mỹ danh cũng có, thật đúng là lớp vải lót cùng mặt mũi tất cả đều chiếm. Tiểu Diệp Tử kỳ thật không lớn vừa ý cái này chị dâu, quá có tâm cơ, một lòng làm nghiên cứu khoa học hoa hoa cũng không có tiểu diệp tử nhiều như vậy tâm nhãn, hoa hoa cũng liền tại trước 3 tuổi, trí lực nghiền ép tiểu diệp tử, vậy vẫn là hoa hoa có trưởng thành tư tưởng, thế nhưng là tiểu diệp tử không giống, nàng coi như nho nhỏ một cái tiểu nhân, liền biết tranh thủ tình cảm, sẽ xem sắc mặt. Sau đó đang len lén mình tổng kết, cùng hoa hoa thích nghiên cứu thực vật không giống, tiểu diệp tử thích suy nghĩ người, năm tuổi sau tiểu diệp tử, tâm nhãn càng ngày càng nhiều, nàng lâu dài trà trộn từng cái phủ đệ, hậu trạch sự tình. Nàng hiểu nhưng so sánh hoa hoa nhiều hơn, nàng cùng thẩm vĩ không giống, tiểu diệp tử thế nhưng là hậu trạch tiểu năng thủ, lỗ lệnh nghi thủ đoạn, nàng vẫn có thể nhìn ra, muốn nói mục tiêu của nàng là bà bà, không bằng nói là bọn hắn nhị phòng, nàng gấp gáp như. Vậy cầm xuống trưởng gia quyền, chính là sợ hãi nhị phòng được hầu phủ tước vị, dù sao nàng là quận chúa xuất thân, nhà mẹ đẻ thế lực quá cao, lỗ lệnh nghi là sợ hãi nàng cái này thế tử phu nhân, lúc nào liền làm được đầu, hoa hoa nhìn xem tiểu diệp tử giống như cười mà không phải cười ánh mắt, làm sao? Trong này còn có cái gì ẩn tình hay sao? Tiểu Diệp tử nhìn xem hoa hoa bụng, mặc dù còn không có hiển mang, nhưng không thể để cho phụ nữ mang thai lo lắng nhiều, nào có ẩn tình, hậu viện này, chỉ có ngần ấy người, nàng cũng làm không ra hoa tới, huống hồ, ta đồ cưới, ngươi cũng không phải không biết, nhiều tiền như vậy, ta sợ cái gì. Hoa hoa nghĩ cũng phải, ngươi nói đúng. Hoa hoa cùng Tiểu Diệp tử thành thân, thẩm phỉ phi thường lớn thủ bút, một người cho 120 đài đồ cưới bên ngoài, còn cho mỗi người 10 vạn lượng ngân phiếu, tóm lại, thẩm phỉ gã nữ nhi thủ bút rất ngang tàn lúc này liền có tiểu nha hoàng bẩm báo nói hai thiếu phu nhân hầu phu nhân đến đã đến ngoài cửa viện tiểu diệp tử nói mời mẫu thân vào đi rất nhanh liền có một béo phụ nhân hùng hùng hổ hổ đi đến tự như là đằng sau có chó rượt nàng đồng dạng tiểu diệp tử tiểu diệp tử ngươi cần phải hầu phu nhân nhìn thấy hoa hoa cũng tại bước chân chậm lại thân gia nhị tiểu thư cũng tại nha hoa hoa đứng dậy thi lễ một cái hầu phu nhân tốt hầu phu nhân là trưởng bối, lại là tiểu diệp tử bà bà, hoa hoa vẫn là rất hiểu phép tắc, hầu phu nhân đi mau mấy bước, nhị tiểu thư đa lễ, nghe nói ngươi đã có bầu, nhanh ngồi xuống. Hoa hoa thuận thế ngồi xuống, hầu phu nhân như quen thuộc đi đến tiểu diệp tử bên kia, về sau lốc bốt nàng một chút, nhỏ giọng nói, cho nương một điểm địa phương. Hoa hoa cùng tiểu diệp tử vốn là tại trên giường êm, ở giữa bày một cái cái bàn nhỏ, phía trên bày một chút ăn uống, hầu phu nhân đến, tiểu diệp tử cũng không có lên, ngồi tại trên giường em bất động, Hầu phu nhân tự nhiên chen vào, đó chính là hai người lúc trước cứ như vậy chung đụng, Tiểu Diệp Tử cùng Hầu phu nhân hai người, đúng là quen thuộc, dù sao nhận biết hơn 10 năm, lẫn nhau là tính cách gì đều biết, Tiểu Diệp Tử lúc trước đến Trọng An Hầu phủ số lần cũng nhiều. Tiểu Diệp Tử hướng một bên. Chuyển một khối lớn, Trọng An Hầu phu nhân mới ngồi xuống, nàng nhìn thấy trên mặt bàn bánh ngọt, ánh mắt sáng lên, lập tức vươn tay mập ra, cầm một khối, "Nhị tiểu thư, ăn bánh ngọt nha." Làm sao không ăn đâu? Tiểu Diệp Tử những thứ kia ăn thật ngon. Hậu phu nhân hận không thể ngày ngày đều có thể đến ăn nhờ ở đậu, hoa hoa nở nụ cười, ta vừa mới ăn không ít, phu nhân nếu là đói, có thể nếm thử. Hậu phu nhân chính là khách khí một chút, nàng đột nhiên giảm bất lượng cơm ăn, thật sự là bị tội. Ừm, ta thích nhất hạt dẻ bánh ngọt. Tiểu Diệp Tử, vẫn là hai mẹ con chúng ta khẩu vị đồng dạng. Tiểu Diệp Tử nhìn hầu phu nhân ăn gấp, khuyên nhủ, ăn từ từ, bao no. Hầu phu nhân nhiều năm như vậy, tại thẩm vĩ bên kia uống qua trân châu trà sữa, còn có mật ong trái bưởi trà về sau, nhiều năm như vậy đều quen thuộc, thế nhưng là con trai cả nàng dâu dài nhà về sau, phòng bếp liền không có. Tiểu Diệp Tử, đến điểm trân châu trà sữa đi. Hầu phu nhân lần nữa đưa yêu cầu, Tiểu Diệp Tử nhàn nhạt mở miệng, thu lộ, đi nói cho phòng bếp nhỏ một tiếng, làm chút trân châu trà sữa, đưa tới. Vâng, hai thiếu phu nhân. Tiểu nha hoàng rời đi về sau, hầu phu nhân bật cười, Tiểu Diệp Tử vẫn là đến ngươi nơi này thoải mái, ngươi cũng không biết hầu phu nhân mới muốn ôn oán ý thức được hoa hoa vẫn còn vẫn là im miệng chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài huống hồ là nàng kinh ngạc sự tình không thể ra bên ngoài nói hoa hoa ngược lại là không để ý hầu phu nhân kinh ngạc nàng nhìn thấy tiểu diệp tử cùng bà bà chung đụng hòa hợp cũng yên lòng biết nàng tại rộng an hầu phủ qua tốt nàng cũng yên lòng hầu phu nhân tiểu diệp tử ta ra tới cũng lâu là thời điểm trở về tiểu diệp tử cũng không có lưu hoa hoa đều là ở kinh thành ở tùy thời có thể gặp mặt tiểu diệp tử tự mình đem hoa hoa đưa ra ngoài cửa lớn hoa hoa ngồi lên xe ngựa rời đi về sau tiểu diệp tử lúc trở về gặp phải đại tẩu lỗ lệnh nghi đại tẩu nhị đệ muội hai người lẫn nhau chào hỏi một tiếng tiểu diệp tử quay người liền nghĩ rời đi lỗ lệnh nghi lúc này gọi lại tiểu diệp tử nhị đệ muội xin dừng bước tiểu diệp tử quay người đại tẩu thế nhưng là có chuyện gì lỗ lệnh nghi kỳ thật rất không thích tiểu diệp tử biểu lộ nàng cảm thấy cái này nhị đệ muội quá chắc chắn kỹ vào thân phận của nàng, vẫn luôn không đem nàng để vào mắt. Nhị đệ muội, ta hy vọng ngươi không muốn dung túng bà bà, bà bà ẩm thực quen thuộc không đúng, nhất định phải sửa đổi tới, không thể ta bên này vừa có chút hiệu quả, ngươi ngay tại phía sau vụn trộn cho nàng ăn, dạng này ta rất khó làm. Tiểu Diệp tử giống như cười mà không phải cười nhìn xem lỗ lệnh nghi, đại tẩu, ta muốn hỏi hỏi, ngươi cùng bà bà hai người, ai là bà bà? Ai là nàng dâu? lỗ lệnh nghi nghi hoặc nhìn tiểu diệp tử, nhị đệ muội nói đùa, đương nhiên ta là nàng dâu. Tiểu diệp tử cười nói, ồ, ta còn tưởng rằng đại tẩu quên nữa nha, đại tẩu làm như thế, người không biết, còn tưởng rằng ngươi đang giáo húng cháu trai đâu. Lỗ lệnh nghi sắc mặt cứng đờ, nhị đệ muội ngươi sao có thể nói như vậy ta, ta cái này hoàn toàn là vì bà bà tốt. Tiểu diệp tử cùng hầu phu nhân tình cảm là không giống. Nhiều năm như vậy tương đương với nửa cái mẫu nữ tình cảm, nàng thích xem náo nhiệt không giả, kia là muốn để hầu phu nhân ăn chút đau khổ, để nàng biết lúc trước không nghe ý kiến của nàng, cho nàng điểm trừng phạt thôi, nhưng lại là không thể để cho lỗ lệnh nghi một mực như thế đối phó bà bà, hầu phu nhân từ nhỏ là trong nhà ấu nữ, từ nhỏ đã được sủng ái, bởi vậy không phải cái tinh thông hậu trạch. Đại tẩu, ai cũng không phải người ngu, bà bà nhiều năm đều là cái thói quen này, đã thành thói quen như thế ẩm thực, mặt khác mỗi người ẩm thực không giống, người dạng này đột nhiên không cho nàng ăn no, thân thể của nàng cũng chịu không nổi. Lỗ Lệnh Nghi nhíu mày, nhị đệ muội, bà bà vốn là sao phụ nhân khác béo, ăn ít giảm trọng mới là đúng lý. Lỗ Lệnh Nghi cảm thấy, nàng nhất định phải tại Hầu phủ dựng nên uy tín, đem cái này em dâu đè xuống, em dâu là quận chúa, nàng không thể trực tiếp đối đầu, thu phục bà bà chính là bước đầu tiên. Chương 732, phi ngoại tiểu diệp tử cưới Hậu sinh sống, 3, Lỗ Lệnh Nghi trưởng lấy trưởng tẩu thân phận, cảm thấy nhất định phải ép tiểu diệp tử một đầu, tiểu diệp tử giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Lỗ Lệnh Nghi, đại tẩu bà bà bây giờ đều số tuổi này ta cảm thấy dựa theo thói quen của nàng liền tốt có chút sự tình dục tốc bất đạt thuận theo tự nhiên là tốt tiểu diệp tử có ý riêng mặc dù không có nói rõ nhưng là lỗ lệnh nghi sẽ hiểu tiểu diệp tử trước một câu nói là hầu phu nhân sau một câu thì là tại điểm lỗ lệnh nghi quá mức chỉ vì cái trước mắt lỗ lệnh nghi nghe được tiểu diệp tử nói như vậy trong lòng đùng một cái nàng không biết tiểu diệp tử có phải là biết nàng chân thực ý đồ kỳ thật tại biết tiểu diệp tử là nàng chị em dâu thời điểm nàng không có đem nàng để vào mắt. Bởi vì vinh thân vương cùng vinh vương phi như thế, coi như thân. Phận cao. Nhưng là tại bọn hắn thế gia trong mắt, cũng không quan trọng bao nhiêu, huống chi bọn hắn khổng gia, thế nhưng là thi thư gia truyền khổng gia, văn nhân mặt khách hướng về phía cái này âm thanh, lỗ, đều muốn kính trọng mấy phần, lỗ lệnh nghi cho tới nay, đều là tự hào, nàng gã tiếng hầu phủ, chính là muốn đem tiểu diệp tử làm hạ thấp đi, muốn quản lý toàn bộ hầu phủ, bà bà cái này người rất tốt nắm, Trưởng phu ngưỡng mộ nàng, cha chồng không quản sự, chỉ còn lại người quận chúa này chị em dâu muốn. Thu thập, tiểu diệp tử không có tiếp tục cùng lỗ lệnh nghi nói tiếp ý tứ, đại tẩu, ta còn có việc, trước cáo từ. Nói xong, không đợi lỗ lệnh nghi phản ứng, trực tiếp mang theo nha hoàng bà tử rời đi, lỗ lệnh nghi nhìn thấy tiểu diệp tử dạng này, liền tức giận phi thường, đến ban đêm, trọng an hầu thế tử chu dục minh hạ chức trở về, lỗ lệnh nghi liền ra đón, phu quân, ngươi trở về. Chu Dục Minh đối phu nhân này là hài lòng, hắn nhẹ gật đầu từng bày cơm đi chu dục minh cái này thế tử nhưng cùng cha của hắn khi đó không giống chu côn bằng đương thời tử lúc đó thế nhưng là thanh lâu sở quán khách quen ban đêm gần như không trở về nhà ăn cơm thế nhưng là chu dục minh không giống hắn là chính trực tốt đẹp thanh niên tại đại lý tự cũng đã làm cẩn trọng lỗ lệnh nghi lập tức sai sử tiểu nha hoàng bày đồ ăn cái này một thức ăn trên bàn có món mặn có món chay món ăn làm cực kỳ tinh xảo cùng nàng cho hầu phu nhân an toàn làm hoàn toàn không giống lỗ lệnh nghi vẫn là hài lòng cái này trượng phu gã tiến đến hơn nửa năm đem chu dục minh ẩm thực mò được cực kỳ rõ ràng hai người ngồi xuống về sau lỗ lệnh nghi cho chu dục minh kẹp một khối thịt cá chu dục minh cũng rất hài lòng lỗ lệnh nghi tri kỷ tán thưởng nhìn nàng một cái hôm nay ở nhà thế nào mẫu thân bên kia đã hoàn hảo chu dục minh thuận miệng hỏi một câu lỗ lệnh nghi buông xuống chia thức ăn động tác muốn nói lại thôi nhìn xem chu dục minh chu dục minh hỏi làm sao rồi có chuyện gì ngươi không ngại nói thẳng lỗ lệnh nghi dáng vẻ rất đắn đo được rồi ta vẫn là không nói chu dục minh lúc này cũng buông đổ xuống trong phủ chuyện gì xảy ra ngươi nói thẳng lỗ lệnh nghi lúc này mới nói phu quân bà bà không có việc gì chính là nhị đệ muội bên kia nàng dường như tự hồ đối với ta có ý kiến lỗ lệnh nghi nói xong lời này về sau còn cẩn thận nhìn thoáng qua chu dục minh ánh mắt nàng coi là chu dục minh sẽ hỏi nàng nguyên nhân ai ngờ chu dục minh lại bật cười Ngươi nói tiểu diệp tử nha, sẽ không, nha đầu kia tính tình đơn thuần, vô luận nàng nói cái gì, ngươi đều không cần để ở trong lòng, nàng tuổi còn nhỏ, ngươi cái này đại tẩu muốn bao nhiêu để cho nàng. Lỗ lệnh nghi. Lỗ lệnh nghi trợn mắt hốc mồm, nàng cho tới bây giờ không biết, phu quân của nàng, vậy mà đối tiểu diệp tử tốt như vậy, còn có tính tình đơn thuần, bọn hắn nói là một người sao, lỗ lệnh nghi tâm chìm xuống, giả vờ như dáng vẻ lơ đảng, hỏi, phu quân đối nhị đệ muội tựa như rất quen thuộc nha. Chu Dục Minh không có suy nghĩ nhiều, tiểu diệp tử là cha hắn tự mình cho đệ đệ chọn nàng dâu, hắn 7 tuổi thời điểm liền biết, tiểu diệp tử với hắn mà nói là muội muội đồng dạng tồn tại, đối Chu Dục Minh đến nói, đệ đệ Chu Dục. An cùng tiểu diệp tử đều là hắn nhìn xem lớn lên, tiểu diệp tử chợt có tinh nghịch, tại Chu Dục Minh trong mắt đều là đáng yêu biểu tượng, Chu Dục Minh cười nói, tiểu diệp tử hiện tại thật nhiều, khi còn bé đó mới là tinh nghịch đâu, nha đầu này có chút mưu ma trước quỷ, nhưng là không có ý xấu, nàng thích nói đùa, coi như nói cái gì Ngươi cũng đừng để ý, nàng không phải cố ý, ngươi cái này làm đại tẩu, bình thường muốn để lấy nàng. Lỗ Lệnh Nghi, Lỗ Lệnh Nghi không ăn cơm một hơi đâu, liền bị nghẹn lại, nàng liền nói một câu tiểu diệp tử, phu quân liền nói như thế một nhóm lớn, còn có, dựa vào cái gì nàng liền phải để cho tiểu diệp tử, Lỗ Lệnh Nghi nội tâm là bảy cái không phục tám cái không cam lòng, nhưng là bên ngoài còn không dám biểu hiện ra ngoài, nàng lúng túng cười một tiếng, đúng không, khả năng này là ta hiểu lầm đệ muội. Chu Dục Minh lại cầm lấy đũa tiếp tục bắt đầu ăn, từng Lỗi lệnh nghi bữa cơm này hoàn toàn là không tâm tình ăn một bên khác chu dục an cũng hạ chức trở về hắn hiện tại cũng treo một cái chức quan nhàn tản hắn công việc mỗi ngày đều rất thanh nhàn hầu phu nhân vẫn không có rời đi chính là muốn ở chỗ này ăn chực nhìn thấy tiểu nhi tử trở về lập tức vui vẻ ra mặt sông tới dục an ngươi trở về mới tân hôn chu dục an rất muốn cùng tiểu diệp tử một mình cũng không muốn mẫu thân tổng tới quấy rầy bọn hắn mẹ ngươi tại sao lại ở đây không trở về chủ viện bồi tiếp cha đâu hầu phu nhân lật một cái liếc mắt cha ngươi dạng gì ngươi còn không hiểu rõ ta có thể bắt được bóng người của hắn coi như ta thua chu dục an nghĩ cũng phải mẹ ta cùng tiểu diệp tử mới tân hôn đâu chúng ta cần một mình ngươi đều ở cái này quấy rầy chúng ta có còn muốn hay không ôm cháu trai hầu phu nhân hầu phu nhân do dự nửa giây cười ha hả nói kỳ thật đi ta còn trẻ cũng không phải vội vã như vậy ôm cháu trai hắc hắc chu dục an chu dục an không biết hầu phu nhân ban ngày qua là ngày gì chính là cảm thấy mẫu thân trở nên rất dính người tiểu Diệp tử tự nhiên biết nguyên nhân nàng cười nói mẫu thân ta dự định đi suối nước nóng sơn trang chơi mấy ngày mẫu thân muốn hay không cùng đi với ta hầu phu nhân ánh mắt sáng lên đương nhiên đương nhiên nguyện ý nàng hiện tại cảm thấy nơi nào đều tốt chỉ cần không tại hầu phủ đợi lão đại nàng dâu miệng quá lợi hại nàng liền xem như cùng trượng phu cùng nhi tử tố cáo điều kiện không thắng bây giờ có thể đi ra ngoài là không còn gì tốt hơn hầu phu nhân tại nhị phòng bên này dùng một bữa ăn tối thịnh soạn về sau vui sướng rời đi lúc buổi tối chu dục an ôm lấy tiểu diệp tử hỏi nói một chút đi vì cái gì đột nhiên muốn dẫn nương đi trang tử tiểu diệp tử cười giả dối nữ nhân chúng ta ở giữa sự tình ngươi đừng quản chu dục an nghe tiểu diệp tử nói như vậy quả thật không hỏi hắn biết tiểu diệp tử không ăn thiệt thòi được vậy ta liền mặc kệ chúng ta tiếp tục hôm sau Tiểu Diệp Tử liền mang theo bà bà đi ra ngoài, cái này khiến lỗ lệnh nghi vô hụt, sau đó lỗ lệnh nghi có cái phát hiện kinh người, đó chính là Tiểu Diệp Tử không phải cái an phận, nàng lúc ở bên ngoài rất nhiều, không chỉ có là chính nàng đi liền bà bà cũng đều mang đi, lớn như vậy hầu phủ. Vẫn thật là còn lại nàng một cái nữ chủ tử, lỗ lệnh nghi muốn cũng không phải là kết quả này, thế nhưng là mỗi lần nàng cùng Chu Dục Minh phàn nàng, Chu Dục Minh tựa như đều nghe không hiểu đồng dạng, cho nàng nghẹn không được, có lúc nàng thật hoài nghi, trượng phu là thật không hiểu, hay là giả không hiểu. Chương 733, phiên ngoại Tuân Nhi, một Tuân Nhi sáng sớm dậy về sau, liền có tiểu tư ở bên ngoài bẩm báo. Tam công tử, Thái hậu nương nương phái tiểu thái giám đã chờ ở bên ngoài đợi đã lâu. Hoàng thượng thành thái thượng hoàng, hoàng hậu cũng vinh sinh thái hậu, Tuân Nhi hỏi, nói không nói là chuyện gì. Tiểu tư dừng lại sau một lát, lắc đầu nói, tiểu nhân cũng không biết. Tuân Nhi khoát tay áo, được rồi, nói cho hắn, ta một hồi liền đến. Tuân Nhi hiện tại có một ít sầu, hắn là thật sự là tham gia tiệc trụ tham gia chán dính từ khi hai người tỷ tỷ gả sau khi ra ngoài phụ thân cùng mẫu thân liền bắt đầu nghiên cứu bọn hắn tam bào thai hôn sự hoàn toàn mặc kệ đã 20 tuổi ca ca tiểu phúc bảo mặc cho ca ca tự do tự tại ánh mắt ngược lại là để mắt tới hắn tuân nhi trừ thẩm phỉ cùng đường chi lăng bên ngoài còn thêm một người đó chính là thái hậu nương nương nói đến thái hậu muốn so thẩm phỉ còn muốn nhọc lòng cung trong tổ chức tiệc trụ thật nhiều lần đều là vì tuân nhi chuẩn bị thái thượng hoàng nhi tử đãi ngộ đều không có tuân nhi cao dù sao thái thượng hoàng không có thái hậu hiểu rõ trong kinh thành trạch tiểu thư bởi vậy tuân nhi nhiều cái này một phần nặng nề yêu mến hằng nhi cùng dực nhi hai người thì là không giống bọn hắn hơi lớn một chút cũng không cùng tuân nhi đồng dạng tiến cung tuân nhi mặc tốt về sau liền theo tiểu thái giám tiến cung thái hậu cùng thái thượng hoàng không giống thoái vị thái thượng hoàng thích đi theo tiểu phúc bảo đi ra ngoài khi càng là không thích đợi ở kinh thành hắn từ nhỏ trong cung lớn lên đi ra cơ hội rất ít hiện tại thoái vị về sau vứt bỏ bao quần áo của hắn, hiện tại đi ra ngoài bên ngoài tiêu sái đâu, hoàng thái hậu không giống, nàng tại hậu cung quen thuộc, huống hồ nàng tiểu nhi tử, năm nay cũng mới 8 tuổi, nàng có thể đi đâu, hiện. Tại làm hoàng đế chính là con trai của nàng, nhưng so sánh trượng phu nàng làm hoàng đế thời điểm thoải mái nhiều, chí ít thái thượng hoàng những cái kia phi tử, đều để nàng đuổi đi, toàn diện đem đến hoang vu cung điện, không có trượng phu tiểu lão bà ở bên người chói mắt. Hoàng Thái Hậu thời gian trôi qua không nên quá thoải mái, Thái tử kế vị, đại nữ nhi gả đi, còn lại ba cái niên kỷ đều nhỏ hoàng thái hậu cũng không phải đem tinh lực của nàng đặt ở tuân nhi trên thân hoàng thái hậu biết thẩm phỉ tại cho tam bào thai nhìn nhau nàng dâu nhưng là hoàng thái hậu căn bản tin không được thẩm phỉ ánh mắt nàng sợ thẩm phỉ cho tuân nhi chọn cái không tốt cho nên nàng liền tự mình cầm đao vì cho tuân nhi chọn cái thích hợp phần này tâm lực sau so năm đó cho thái tử chọn thái tử phi tất cả dụng tâm năm đó cho thái tử chọn thái tử phi thời điểm hoàng thái hậu tâm còn ghi nhớ tại trượng phu trên thân còn đối kia một phần tình yêu trong lòng còn có ảo tưởng. Hiện tại nàng hận không thể thái. Thượng hoàng cách xa nàng xa, tuyệt đối đừng truyền cho nàng lão nhân vị, thế là tuổi tác vừa phải tuân, đền bù thái hậu nhiều năm trong lòng trống chỗ. Thái hậu năm đó sinh bệnh, lại hại hoàng hậu sinh non, rất nhiều cung phi đều nói thái hậu được bệnh điên, thậm chí, có phi tử, cũng không dám mang hài tử đến thái hậu bên người, thái hậu thời điểm đó buồn khổ, là không ai có thể hiểu, thế nhưng là, tiểu thiên sứ tuân nhi đến, hắn không chỉ có bổ sung nàng trống trống tâm, còn tốt vận, cho nàng lại mang đến ba đứa hài tử từ ninh cung tuân nhi tiến cung sao thái hậu lần nữa hỏi ra miệng thái hậu nương nương nghe nói tiến cung còn chưa tới đại cung nữ trả lời ngươi lại đi hỏi một chút nhìn xem là chuyện gì chậm trễ rồi thái hậu hôm nay tuyên rất nhiều tiểu cô nương tiến cung công chúa sở ngàn hàm đã bồi tiếp những cái kia tiểu thư đi vâng thái hậu nương nương lúc này tuân nhi ngay tại không ninh cung hắn cũng là không rõ thật tốt hoàng hậu tại sao phải gặp hắn, hắn thật nhiều hiếm thấy bây giờ hoàng hậu nương nương, hắn lúc nhỏ, nghe nói thái tử ca ca, cũng không có nhiều cưng chiều cái này thái tử phi biểu muội Đệ đệ, bái kiến hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương trên dưới dò xét tuân, nhìn trước mắt thiếu niên túng tú lan, nếu là con của nàng, cũng có như thế lớn, hoàng hậu nhìn tuân, tựa như xuyên thấu qua hắn, đang nhìn một người khác, nàng nhiều năm như vậy, một mực hiếu kỳ cô mẫu vì cái gì đối vinh vương phủ tam bào thai nhìn với con mắt khác kỳ thật nàng nhận nuôi nhị hoàng tử đem hắn làm con trai nuôi, nhưng cuối cùng không phải con của nàng, gần đây, hoàng hậu rốt cuộc biết cô mẫu đối Tuân Nhi nhìn với con mắt khác nguyên. Nhưng, nguyên lai, cô mẫu hoài nghi, Tuân Nhi là năm đó nàng rơi đứa bé kia, hoàng hậu cẩn thận nhìn Tuân. Nàng cũng càng nhìn càng là Tuân Nhi bị cái ánh mắt này giật nảy mình, hoàng tẩu. Hoàng hậu ôn hòa mà nói, Tuân, ngươi về sau muốn thường đến cung trong. Tuân Nhi. Tuân Nhi mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi, hắn không biết hoàng hậu nương nương đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc trước nàng là cũng không nhìn hắn cái nào hôm nay ánh mắt này làm sao như thế tự ái không sai chính là tự ái ánh mắt này hắn nhất thường tại thái hậu trong mắt nhìn thấy liền mẫu thân bên kia đều không có hiện tại lại nhiều một cái chị dâu là chuyện gì xảy ra tuân nhi trong lòng mau mau hoàng tẩu không biết ngài gọi ta tới là làm cái gì bá nương hẳn là còn đang chờ ta tuân nhi vẫn cảm thấy cùng hoàng thái hậu cùng một chỗ an toàn một chút, Tuân Nhi nhìn một chút cổ quái kỳ lạ họa sách, hoàng hậu đều có thể làm mẹ hắn, hắn sắc rụt lại, hoàng hậu ôm nhu cười một tiếng, Tuân, ngươi về sau nhiều cùng cảnh diệu cùng nhau chơi đùa, các ngươi đều là người đồng lứa. Tuân Nhi thấy hoàng hậu là yêu cầu này, thở dài một hơi, hoàng tẩu yên tâm, ta cùng cảnh diệu quen thuộc, về sau ta sẽ dẫn lấy hắn cùng nhau chơi đùa. Thái thượng hoàng nhi tử nhiều, nhưng là hoàng thượng nhi tử không nhiều nhiều năm như vậy, hoàng thượng vẫn là chỉ có năm con trai, hoàng hậu hài lòng, vậy thì tốt vậy ngươi đi từ ninh cung đi ta phái người đưa ngươi đi tuân nhi đối hoàng cung cùng đối vinh vương phủ đồng dạng quen thuộc nhất là từ ninh cung cùng không ninh cung tuân nhi rời đi không ninh cung thời điểm còn nhìn thấy hắn khi còn bé chơi ao nhỏ nơi này vẫn là hắn lúc nhỏ bá nương thay hắn dựng đây này chờ hắn đến từ ninh cung thời điểm cung nữ lập tức đi vào bẩm báo thái hậu tại tuân nhi sau khi đi vào vẫy lui trái phải mới hỏi tuân hoàng hậu không có đối với ngươi như vậy a à? thái hậu biết tuân nhi nửa đường bị hoàng hậu cướp đi về sau giật nảy mình tuân nhi lắc đầu bá nương yên tâm hoàng tẩu chính là để ta mang nhiều lấy cảnh diệu chơi không có khác sao tuân nhi lắc đầu trừ cái này hoàng tẩu còn để ta nhiều tiếng cung thái hậu cũng cảm thấy những lời này rất bình thường nhiều năm như vậy thái hậu cùng hoàng hậu cái này hai hai cô cháu quan hệ cũng không có hòa hoãn thái tử kế vị về sau vẫn là lập thái tử phi làm hoàng hậu thái tử phi không con không phải nàng nguyện ý hoàng gia coi như đền bù nàng cũng không thể không lập nàng có điều Trịnh Thanh Đồng làm hoàng quý phi. Chương 734, phi ngoại Tuân Nhi, hai Thái hậu rốt cục buông xuống, nhớ tới hôm nay gọi Tuân Nhi đến chính đề, cười hiếp mắt nói, Tuân, hôm nay thời tiết rất tốt, vừa vặn ngươi bồi tiếp ai gia đi ngự hoa viên đi một chút. Tuân Nhi gật đầu, được, làm sao không gặp tiểu thập chính đâu. Thái hậu tiểu nhi tử xếp hạng 19, gọi sở hạo hành. Hắn tại hoàng tử chỗ đâu, rất nhanh liền sẽ trở về. Quả nhiên, sở hạo hành trở về, cùng hắn đồng thời trở về còn có Long Phượng thai sở hạo gia. Tuân ca ca. Sở hạo hành cùng Tuân Nhi vẫn là rất giống, nhất là bọn hắn đều có sở gia nhân đồng dạng con mắt, ngũ quan bên trong, chỉ cần con mắt cùng lông mày tương tự, coi như mũi cùng miệng không giống, nhưng người toàn thân là giống, sở hạo hành miệng cùng Tuân Nhi còn giống, bởi vậy cái này hai huynh đệ, ngược lại là có bảy phần tương tự. Ngược lại là sở hạo gia càng giống hoàng hậu một chút, hoàng hậu mỗi lần nhìn thấy tiểu nhi tử cùng Tuân Nhi cùng một chỗ, trong lòng liền rất vui mừng, Tuân Nhi xoa bóp một cái tiểu thập chính đầu, "A Hành, ngươi nhìn ngươi cái này một đầu mồ hôi." Sở Hạo Hành chính là thích động thời điểm, hắn cầm Tuân Nhi tay, "Tuân ca ca, chúng ta đi ngự hoa viên." Mười tứ hoàng tử Sở Hạo gia cũng gật đầu, hắn đã được tỷ tỷ ám chỉ, "Đúng nha, Tuân ca ca, chúng ta đi nhanh đi." Đã 11 tuổi Sở Hạo gia, như cái tiểu đại nhân đồng dạng, bởi vì Tuân Nhi luôn luôn tiến cung đến, bởi vậy Sở Hạo gia đối Tuân Nhi cái này đường huynh sau nó anh em ruột của hắn đều thân cận một chút, Tuân Nhi nhìn thấy cái này hai tiểu nhân, trăm phương ngàn kế đi nói ngự hoa viên, liền biết Thái Hậu ý tứ, có điều, Tuân Nhi có một cái ưu điểm, chính là hắn là cái cổ động người, chỉ cần cái này người là hảo tâm, hắn đều nguyện ý phối hợp, thế là, Tuân Nhi bị hai cái đệ đệ nắm đi ngự hoa viên, lúc này, một chút tiểu cô nương vây tại một chỗ, chơi đánh trống truyền hoa, 12 công chúa sở ngàn hàm một bên chơi, cái đầu nhỏ còn tại nhìn chung quanh, nàng cùng tam công chúa mặc dù là ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng 12 công chúa không có tam công chúa ương ngạnh, ngược lại như cái mặt trời nhỏ nữ hài, 12 công chúa bị thái hậu giáo dục rất hiểu lễ phép, tuân nhi mới vừa xuất hiện, tiểu nha đầu này con mắt chính là sáng lên, nàng lập tức ngừng lại, a nha, thật khéo, ta đường ca. Đến. Hôm nay tiếng cung tiểu cô nương, đều bị trưởng bối trong nhà dặn dò qua, các nàng liếc nhìn nhau, có người lặng lẽ ngồi thẳng thân thể, chỉ. Có một cái niên kỷ chỉ có 13 tuổi tiểu cô nương, nàng là đến gấp đủ số, nàng là bồi tiếp tỷ tỷ đến nàng cẩn thận xích lại gần đường tỷ bên người tam tỷ tỷ vinh vương phủ công tử đang ở đâu ta làm sao không thấy đâu cả tiểu cô nương hỏi xong còn cầm một khối bánh ngọt đặt ở miệng bên trong quay hàm ăn một trống một trống tiểu cô nương này chính là lại bộ thị lan cháu gái chim ngọc nhàn người trong nhà đều gọi nàng nhàn chị em chim ngọc yến nhìn thấy đường muội trên người bánh ngọc mảnh vụn nhíu mày muốn răng dậy vài câu lại phát hiện đây là trong hoàng cung thế là liền nhịn xuống nói khẽ ăn ít một chút đây là trong hoàng cung chú ý một chút chim ngọc nhàn co rụt lại nhỏ cổ do dự một chút không có buông xuống bánh ngọt ngược lại là tất cả đều nhét vào miệng bên trong hàm hồ nói tam tỷ tỷ ngươi nhìn không có chim ngọc yến cái này nếu là tại chim phủ nàng nhất định sẽ răng dậy một chút đường muội hiện tại chỉ có thể đè xuống bất mãn trong lòng đồng thời cũng đối để nàng mang theo đường muội đến tam thẩm rất không hài lòng được rồi ngươi nhanh nuốt xuống đi chim ngọc yến nói xong cũng mặc kệ đường muội tầm mắt của nàng nhìn về phía tuân nhi bên kia vinh phủ thân vương ở kinh thành vẫn rất có tên đặc biệt là vinh vương phủ tam bào thai dáng dấp đều rất anh tuấn huống hồ hiện tại hoàng tử đã không đáng tiền thái thượng hoàng nhi tử quá nhiều ngược lại là vinh vương phủ gia đại nghiệp đại sản nghiệp nhiều tân hoàng kế vị thái tử cùng tiểu phúc bảo không có tranh đấu vinh vương phủ lại thành bánh trái thơm ngon nhất là vinh vương phủ tam công tử rất quá sau cưng chiều tuân nhi nhìn thấy những cái này tiểu cô nương một chút cũng không có nhăn nhó hắn hào phóng cùng đám người chào hỏi, 12 công chúa sở ngàn hàm bắt đầu giới thiệu, tuân ca ca, đây là đặng thượng thư nhà tôn nữ đặng nhị. Đây là kiến an bá gia tiểu thư, an như phương. Đây là hình bộ thị lan nhà tiểu thư, đậu hải lan. Cuối cùng, giới thiệu nói, đây là lại bộ thị lan nhà tiểu thư chim ngọc yến. 12 công chúa mỗi giới thiệu một cái, một cái tiểu thư liền đứng lên chào hỏi, tuân nhi cũng hào phóng đáp lại, chim ngọc yến doanh doanh cúi đầu, ngọc yến, gặp qua tam công tử. Tuân Nhi nhàn nhạt gật đầu, chim tiểu thư tốt. Chim Ngọc Yến mỉm cười, lộ ra tiêu chuẩn tám viên răng, chim Ngọc Yến hoàn toàn là đại gia tiểu thư diễn xuất, vô luận là hành vi cử chỉ, đều là quy phạm vô cùng, nàng rất có tự tin, đem mấy người khác làm hạ thấp đi, Tuân Nhi không hề quan tâm quá nhiều chim Ngọc Yến, hắn đưa ánh mắt đối đầu chim Ngọc Nhàn, vị tiểu thư này, tự như là không có giới thiệu. Chim Ngọc Nhàn thấy Tuân Nhi nhìn mình, cười hỏi, ngươi là hỏi ta sao? Ta gọi chim Ngọc Nhàn, ta hôm nay cùng đường tỷ cùng đi, trong cung bánh ngọt ăn ngon thật chim ngọc nhàn miệng nhỏ còn muốn tiếp tục bá bá liền bị một bên chim ngọc yến bấm một cái ai nha đau mọi người khác cái khác tiểu thư lúc này đều nắm bắt khăn nở nụ cười các nàng xem hướng chim ngọc nhàn ánh mắt có ghét bỏ có xem thường còn có người nhíu mày tóm lại đều cảm thấy chim ngọc nhàn không có bị giáo tốt phép tắt liền đưa đến trong cung đây là tới mất mặt đến chim ngọc nhàn nhớ tới nàng trước khi đến mẫu thân từng dặn dò nàng mới lớn lá gan lại yếu xuống dưới hỏng bét nàng tự như là làm hư chim ngọc yến trong lòng tức giận nhưng vẫn là đè ép tính tình nàng lại không lưng thi lễ một cái tam công tử rất xin lỗi ta đường muội mới từ vĩnh châu trở về đối kinh thành phép tắc cũng đều không hiểu mời tam công tử tha thứ tuân nhi mỉm cười hắn ôn hòa nhìn xem chim ngọc nhàn không ngại bá nương bên này bánh ngọt là rất mỹ vị ta cũng thích ăn tiểu cô nương phẩm vị không sai chim ngọc nhàn thấy tuân nhi cười nàng cũng cười quý nhân đều vui vẻ đó chính là không có sinh khí khi nàng liền không có gặp rắc rối hắc hắc tiểu nha đầu cũng đi theo hắc hắc bật cười lộ ra hai cái lúng đồng tiền nhỏ tuân nhi cũng chú ý tới tiểu nha đầu lúng đồng tiền nhìn nhiều mấy lần chờ chú ý tới miệng nàng bên cạnh bánh ngọc mảnh vụn nhắc nhở bên này chim ngọc nhà nhìn thấy tuân nhi chỉ vào mặt của hắn không rõ ràng cho lắm hắn chẳng lẽ là để hắn thân hắn sao chim ngọc nhàn cảm thấy không đúng nàng là cô nương gia thế nhưng là lại nghĩ tới mẫu thân bàn giao nàng đến trong cung muốn nghe quý nhân không thể đắc tội bất luận kẻ nào, cha nàng mới là cái lục phẩm quan, không giống đại bá, là đại quan, chim ngọc nhàn do dự một chút, liền đi tới Tuân Nhi bên người, sau đó nhón chân lên, tại Tuân Nhi trên gương mặt hôn một cái, Tuân Nhi. Trong hoa viên cái khác tiểu thư, các nàng cả đám đều trợn mắt hốc mồm. Chương 735, phi ngoại Tuân Nhi, ba, Tuân Nhi không nghĩ tới tiểu nha đầu này to gan như vậy, hắn còn không có bị như thế lớn tiểu cô nương hôm qua, hắn có thể cảm nhận được vừa rồi, Tiểu cô nương kia đôi môi mềm mại, chim ngọc nhàn hôn xong về sau, liền lui ra phía sau mấy bước, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn xem nàng, nàng có chút sợ hãi, nàng không biết nàng có phải là gặp rắc rối, nàng nhìn về phía chim ngọc yến, tam tỷ tỷ. Chim ngọc yến sắc mặt trắng bệch, có tức giận, có sợ hãi, nhưng nàng cũng chỉ so đường muội lớn 2 tuổi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào, vẫn là tuân cuốn lưỡi cuối vần giải đám người xấu hổ, hắn đem lòng bàn tay tại bên môi, lúng túng ho nhẹ một tiếng, chim ngọc nhàn đúng không? Chim Ngọc Nhàn gật đầu, từng ta tại. Tâm nhãn giống như là tổ ông đồng dạng nhiều tuân, kỳ thật thật đúng là thích loại hình này cô nương, hắn không thích kinh thành đâu ra đấy khuê tú, bởi vì như vậy cô nương, cùng nàng nương nhất định là ở chung không đến, trước mắt hơi ít cân tiểu cô nương, không hiểu cùng bọn hắn vinh vương phủ gia phong rất xứng đôi. Ngươi trở về chờ tin tức đi, mấy ngày nữa, chúng ta vinh vương phủ sẽ lên cửa. Tuân Nhi nói xong lời này về sau, liền xoay người rời đi, Tuân Nhi hôm nay đến mục đích, tất cả mọi người là có phổ, biết mục đích là có ý gì, các vị không nghĩ tới tuân nhi sẽ coi trọng cái vĩnh châu đến đồ nhà quê, mà lại cha nàng vẫn chỉ là cái lục phẩm tiểu quan, chim ngọc nhàn vẫn không rõ, nàng chỉ biết tới tham gia tiệc rượu, nàng là đến đi theo đường tỷ từng trải tam tỷ tỷ, quý nhân nói lên cửa, bên trên ai cửa, chim ngọc nhàn vừa mới hỏi ra lời, liền nghe được cười nhạo âm thanh, ai nha, chim phủ thật đúng là tốt gia giáo, giáo dục ra tới cô nương chính là không giống, chim ngọc yến hôm nay trước khi đến nàng là ôm rất lớn chờ mong đến ai ngờ kết quả là nàng đường mùi tuyển chọn nàng mặc dù trong lòng cảm giác khó chịu nhưng là cũng không cho phép người khác khi dễ các nàng chim phủ cô nương đậu hải lan ngươi là có ý gì đậu hải lan khinh thường nhìn thoáng qua chim ngọc nhàn hôm nay chim phủ cô nương lớn mật ta xem như lĩnh giáo qua hừ ngươi chim ngọc yến vận vận khí đậu hải lan vinh vương phủ tam công tử rõ ràng là thích ta đường muội chúng ta nhiều như vậy người tại tam công tử chỉ cùng ta đường muội nói chuyện ngươi không muốn mình không có tuyển chọn ngay ở chỗ này nói chua lời nói chim ngọc yến nói cũng không phải rất có lực lượng nhưng là nàng không thể để cho người khi phụ nàng đường muội chỉ là đường muội hôm nay lại quá lớn mật có điều bọn hắn chim phủ cùng vinh vương phủ dính líu quan hệ cũng coi là không sai chim ngọc yến chỉ là lúc mới bắt đầu nhất chua như vậy lập tức hiện tại cùng đậu hải lan đối đầu ngược lại là đối chim ngọc nhàn nộ khí tiêu tán không ít có điều nhàn chị em phép tắt vẫn là muốn thật tốt giáo sao có thể động một chút lại thân ngoại Nam đâu, đầu Hải Lan rất muốn phản bác, bị cái khác tiểu thư kéo một chút, sau đó cũng dừng tính tình, rất nhanh, liền có cung nhân hộ tống các vị tiểu thư rời đi hoàng cung. Thái hậu thật sự là không nghĩ tới Tuân Nhi sẽ chọn như thế một cô nương. Tuân Nhi đã rời đi hoàng cung, Thái hậu cùng 12 ông công chúa oán, Tuân Nhi ánh mắt, giống như không được tốt, muốn hay không cho hắn thay cái cô nương. Tiểu đại nhân 12 công chúa, vội vàng ngăn lại, mẫu hậu, tuyệt đối đừng. Tuân ca ca rất kén chọn, thật không cho tuyển chọn một cái đâu. Thái hậu rầu rĩ nói, cô nương này giống như không đáng tin lắm, hơi ít gân, cảm giác này làm sao cùng Vinh Vương Phi có điểm giống đâu. 12 công chúa một mặt không thể tin, mẫu hậu, làm sao lại như vậy? Lục thẩm nhìn xem không có ngốc như vậy đi. Thái hậu lắc đầu, nhớ tới 20 năm trước, lần thứ nhất nhìn thấy thẩm phỉ tình cảnh, cười nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lục thẩm thời điểm, nàng cũng mới 15 tuổi, nàng lần đầu tiên tới hoàng cung, trước ngực cổng tiểu phúc bảo, đến trên yến tiệc, hai mẹ con liền vào xem lấy lấy ăn, 12 công chúa cười hỏi, mẫu hậu, trước ngực làm sao lưng hài tử. Thái hậu thổi phù một tiếng bật cười, liền trói gô cột. 12 công chúa 12 công chúa rất khó tưởng tượng lúc trước tình cảnh, nàng cảm thán nói, mẹ, phúc bảo ca ca khi còn bé, cũng là chịu khổ. Thái hậu nghĩ đến trước sớm không đáng tin cậy Vinh Vương Phi, cũng bật cười, nàng nha, trò cười nhiều nữa đâu. 12 công chúa tò mò, mẫu hậu, ngươi cùng ta nói một câu thôi. Thái hậu đến cái tuổi này, cũng như trước Thái hậu đồng dạng, thích hồi ức lúc còn trẻ sự tình, Thái hậu liền chọn một chút ký ức khắc sâu sự tình, cùng 12 công chúa nói một lần, 12 công chúa nghe cười ha ha, cảm thán nói, mẫu hậu, ta nếu là ra đời sớm một chút năm liền tốt, còn có thể xem náo nhiệt, hắc hắc. Thái hậu cười nói, không vội, ngươi nhìn Tôn Nhi a. À? 12 công chúa nghĩ đến trên yến hội một màn, thổi phù một tiếng bật cười, cũng được. Hắc hắc. Tôn Nhi về đến nhà về sau, liền đi chủ viện Thẩm Phỉ nhìn thấy Tuân Nhi trở về, rất là hiếu kỳ. Ai nha? Khách hiếm thấy nha. Ngươi làm sao lại lúc này hồi phủ? Tuân Nhi đã sớm đem đến lúc trước Thái hậu ban cho hắn tòa nhà. Bình thường không có việc gì không trở lại. Tuân Nhi tùy ý ngồi tại trong ghế. Ta cho ngươi tìm một cái con dâu. Thẩm Phỉ con mắt vèo bắn phá tới. Cái gì? Con dâu. Lúc nào tìm? Tuân Nhi ho nhẹ một tiếng. Hôm nay quyết định. Tuân Nhi nghĩ đến tiểu cô nương kia, mặt có chút đỏ. Hắn đã lớn như vậy thật không có cùng một cái tiểu cô nương như thế thân cận qua. Con gái nhà ai thế, nhân phẩm thế nào? Cùng ta có thể chung đụng tới sao? Thẩm phỉ gả đi hai cái cô nương, hậu trạch kinh nghiệm nhiều như vậy một chút xíu, nàng không nghĩ tới tiểu diệp tử lại còn gặp trạch đấu, nghe được tiểu diệp tử nói nàng đại tẩu tính cách, thẩm phỉ cảm thấy nàng cùng những cái kia đại gia khuê tú nữ hài, ở chung không tới, thẩm phỉ vẫn là tự do tản mạn nhiều năm như vậy, nàng lại không có học thời đại này phép tắc, nếu là cùng đâu ra đấy con dâu ở chung, nàng không phải rất có lòng tin, tuân nhi xem xét thẩm phỉ như thế, liền biết nàng đang suy nghĩ gì. hắn khẽ cười nói, yên tâm, cái này cùng ngươi nhất định chung đụng đến. nàng tính tình có điểm giống ngươi. thẩm phỉ sờ lên cầm, nếu là giống ta, kia nhất định là cái tốt. giống ta thông minh như vậy mỹ mạo nữ tử, thật sự là không nhiều. thẩm phỉ tự hào nhất chính là chính mình thông minh tài trí. đời trước nàng thế nhưng là mỗi năm nhảy lớp học sinh xuất sắc là bọn hắn khoa nghiên sở trẻ tuổi nhất tiến sĩ cũng là trẻ tuổi nhất nhân viên nghiên cứu khoa học, đương nhiên. Thẩm phỉ hoàn toàn quên, nàng cũng là khó tin cậy nhất một cái, bởi vì nàng một người sai lầm, trực tiếp đưa tiễn bốn người, nếu không là ngày nghỉ, người không nhiều, nếu không sẽ đưa tiễn càng nhiều. Tuân Nhi nghe được thẩm phỉ khoe khoang, đã sớm miễn dịch, hắn cũng không phá, tóm lại, sự tình phía sau, liền giao cho ngươi. Thẩm phỉ vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm đi, Nhi tử, cam đoan cấp cho ngươi thỏa thỏa. Làm thẩm phỉ mang theo quan môi vào cửa, phát hiện người ta tiểu cô nương mới lúc 13 tuổi, thẩm phỉ một cái ngã ngửa, kém một chút không có quyết đi qua, đây không phải tai họa tổ quốc đóa hoa sao, chẳng qua tuân nhi số tuổi là 17 tuổi, nhưng là hắn sinh nhật rất nhỏ, tuổi tròn cũng mới 15 tuổi, hai người hoàn toàn trước tiên có thể đính hôn, qua mấy năm lại thành thân, thẩm phỉ thấy tiểu cô nương, bề ngoài ngược lại là hài lòng, đặc biệt là hai cái nhỏ lúng đồng tiền, nhìn xem rất đáng. Yêu, nhưng là nàng không thừa nhận tiểu cô nương này giống nàng, bởi vì nàng thật so tiểu cô nương này thông minh, nàng cảm thấy Tôn Nhi nói chuyện có lượng nước, thẩm phỉ chưa từng có nghĩ tới, nàng tại con trai của nàng trong mắt, lại là cái dạng gì? Chương 736, phi ngoại Hằng Nhi, một Hằng Nhi vẫn là tại Tôn Nhi hôn sự đều định ra đến về sau, mới biết được cái này sự tình, hắn chạy đến Tôn Nhi viện tử, tò mò nhìn cái này đệ đệ, làm sao nhanh như vậy liền đính hôn, không phải nói chúng ta ba huynh đệ từ chết đến lết sao? Hằng Nhi lúc trước nguyện ý phối hợp thẩm phỉ, đều là bởi vì tiểu phúc bảo hạ lợi lớn, hắn xem ở có chỗ tốt phân thường mới đáp ứng phối hợp nếu không hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng thẩm phỉ theo nàng đi tham gia kia nhàm chán yến hội cũng may thẩm phỉ là cái không có thường tính người chính nàng đi mấy lần cảm thấy nhàm chán liền từ bỏ hằng nhi mới như vậy giải thoát ra tới bởi vậy hắn hiện tại thời gian cũng là qua tiêu sái hằng nhi hiện tại danh hạ sản nghiệp không ít không chỉ có nông trường có trại chăn nuôi còn có tiệm sách hằng nhi hiện tại cảm thấy kiếm tiền rất có ý tứ hắn càng nhiều thời điểm đem tinh lực đều thả ở trên đây mặt khác nghiên cứu của hắn thế nhưng là So hoa hoa phí tiền hoa hoa chính là thực vật nghiên cứu lúa nước cũng là ưu bên trong lấy ưu thế nhưng là hắn động vật phương hướng động vật là sẽ chết hắn cũng là lãng phí không ít tiền tuân nhi nghe trên người hắn phân ngựa vị ghét bỏ nói ngươi cách ta xa một chút ngươi quá mùi vị hằng nhi trợn nhìn tuân nhi liếc mắt sau đó từ trong ngực lấy ra một xấp ngân phiếu phiến lên ai nha thời tiết này nóng quá nha tuân nhi tuân nhi tưởng tượng đến chia hoa hồng thời gian nha tuân nhi lập tức thay đổi lấy lòng biểu lộ nhị ca nhị ca hằng nhi hướng bên cạnh chuyển một chút ai nha có người ghét bỏ ta mùi vị đâu tuân nhi lập tức lấy lòng nói người kia miệng thúi như vậy lấy đánh hằng nhi thấy tuân nhi nói như vậy thổi phù một tiếng bật cười được rồi đi cho ngươi hằng nhi vì sao lại cho đệ đệ chia tiền đó cũng là lúc trước nông trường địa bàn là tuân nhi lấy được chỗ này vị trí nhưng là bây giờ thái hậu thưởng cho tuân nhi kinh thành chính là như vậy không chỉ có hoàng gia, còn có thế gia, ngươi coi như muốn mua cánh đồng, cũng mua không được nơi tốt. Lúc này, liền không thể không sách Tuân Nhi được sủng ái, hoàng hậu triệu gia là uy tín lâu năm gia tộc, hoàng hậu mình cũng là có sản nghiệp về phần vinh vương phủ ngoài thành chuồng ngựa, bên kia đã thành du lịch quẹt thẻ địa, không thích hợp hàng nhi làm nuôi dưỡng. Hắn chỉ có thể mặc khác chọn địa phương, về phần Hằng Nhi lúc trước vì cái gì không có bị hoàng đế đại bá hợp nhất, cũng là Hằng Nhi mình không nguyện ý, Hằng Nhi không thích quan trường ngươi lừa ta gạt, tăng thêm hoàng thượng cho danh hiệu của hắn cũng không tốt nghe, hắn quả quyết cự tuyệt Hằng Nhi cảm thấy hiện tại cứ như vậy kinh doanh mình cửa hàng liền rất tốt, tự do tự tại, hắn nắm giữ kỹ thuật là độc quyền, nuôi dưỡng phương hướng, không có bất kỳ cái gì đối thủ, trước mắt hắn đã tại thành trường an vùng ngoại thành, nuôi dưỡng đồ hải sản, hắn nghiên cứu chế tạo dược vật, có thể để hải sản đề cao sống sót ngày, mặt khác, còn mô phỏng hải dương hoàn cảnh, điều phối ra thích hợp hải sản sinh tồn hoàn cảnh dạng này từ. Bờ biển vận chuyển đến thành trường An Hải Sản, còn có thể nuôi thời gian mấy tháng hằng nhi phen này thao tác tăng mạnh kinh thành quan lại nhân gia bàn ăn món ăn mặt khác rất nhiều tử lâu đều tại cùng hằng nhi đặt hàng phúc bảo trai bán là rau quả hoa quả khi hằng nhi mở vị đều chính là loại thịt cùng hải sản tại vị đều dây bò thịt đều là bao no liền xem như cái khác hưu thịt cùng hưu bào thịt này một ít khang hiếm thịt rừng cũng là có hằng nhi chưa quên hôm nay đến mục đích đúng khi chim nhà tiểu cô nương đến cùng nơi nào hấp dẫn ngươi hằng nhi hiện tại đã biết cái này đệ đệ cũng không ngốc. Ngược lại là giả heo ăn thịt hổ hàng, hắn khi còn bé, thật đúng là bị lừa đi qua, Tuân Nhi nằm tại trên ghế xích đu, duỗi dài chân, hai tay đặt ở sau đầu, lay động nhoáng một cái lên, nàng nha, có chút ngốc. Hằng Nhi không rõ, ngốc ngươi còn coi trọng, ta nhìn ngươi là càng ngốc. Tuân Nhi cười nói, dạng này con dâu cùng nương chỗ tới. Hằng Nhi, Hằng Nhi không cho rằng thẩm vĩ ngốc, chính là cảm thấy nàng không đáng tin lắm, chẳng qua đã nhiều năm như vậy, nàng cũng trưởng thành rất nhiều, chẳng qua hằng nhi thừa nhận, tuân nhi cái này chân nhi tử, muốn sao bọn hắn đều có hiếu tâm, hắn mặc dù cũng đầu thai tại sư muội trong bụng, nhưng hắn thiên nhiên cho là hắn cùng sư muội là bình đẳng quan hệ. hằng nhi rời đi tuân nhi gian phòng, trở lại viện tử của mình. tam bào thai hiện nay đều đã từ vinh vương phủ chuyển ra tới, ở tại tuân nhi danh hạ tòa nhà chỉ có điều, hiện tại trong viện này chỉ có hằng nhi cùng tuân nhi hai người, dực nhi cùng tiểu phúc bảo đi ra ngoài du ngoạn đi, gã sai vật nhìn thấy hằng nhi có tâm sự dáng vẻ tò mò hỏi, nhị công tử, ngài giống như không quá cao hứng. Hằng Nhi thu hồi suy nghĩ, không có, đúng, hương mãn lâu đông gia, dò nghe sao. Tiểu tư gật đầu về sau, lại lắc đầu, Hằng Nhi cau mày, chuyện gì xảy ra. Gật đầu lại lắc đầu, có việc nói thẳng. Tiểu tư lúc này mới nói, nhị công tử, hương mãn lâu thế lực sau lưng ta cũng không có điều tra rõ, chỉ là biết cái này người tài đại khí thô, nghe nói là từ Giang Nam đến, về phần đông gia, ta không thấy. Chỉ những thứ này, không có rồi. Hết rồi. Tiểu tư lắc đầu, hằng nhi sờ lên cầm, được rồi. Ngươi phái nhiều người nhìn chầm chầm điểm, như thế lớn tử lâu, không có đạo lý không tại chúng ta vị đều định đồ ăn nha, chúng ta cái này phẩm chất là tốt nhất. Hằng nhi vừa lúc bắt đầu, còn đối gã sai vặt nói chuyện, về sau liền bắt đầu tự lẩm bẩm, gã sai vặt nhìn thấy hằng nhi trên người vết bẩn, hỏi, công tử, ngươi áo choàng. Hằng Nhi nghĩ đến trên đường đụng phải nương nương khang, liền không lớn vui vẻ, một cái lỗ mãn quỷ làm, không có việc gì, chuẩn bị cho ta nước nóng, ta tẩy một chút. Vâng, nhị công tử. Hôm sau, Hằng Nhi lên về sau, liền nghe được tiểu tư bẩm báo, nhị công tử, Hương Mãn Lâu Đông Gia mời ngươi đi một chuyến bọn hắn tử lâu, nói là có việc thương lượng. Hằng Nhi một chút tinh thần tỉnh táo, hắn hiện tại lòng hiếu kỳ bị công lên, ngược lại là rất muốn gặp thấy kia tài đại khí thô chủ, đến cùng là thần thánh phương nào. Được, nói cho bọn hắn, ta nhất định đến. Vâng, nhị công tử. Rất nhanh, Hằng Nhi liền thu thập thỏa đáng, đi hương mãn lâu, mới vừa đến phòng, người ở bên trong cùng người bên ngoài đều sửng sốt. Là ngươi. Một tiếng nhu nhu chất vấn âm thanh liền vang lên, Hằng Nhi cũng hỏi, tử lâu này là ngươi. Nương nương khang. Uy, ngươi kêu người nào nương nương khang nha. Hằng Nhi nghe thanh âm này, lại đến hạ liếc nhìn liếc mắt người trước mắt, nhãn châu xoay động, nương nương khang, ngươi sẽ không phải là nữ nhân đi. Chương 737, phi ngoại Hằng Nhi, hai quý linh sang nghe được hằng nhi gọi nàng nương nương khang không mở ra tâm hôm qua nàng đi ra ngoài gặp một cái lỗ mãn quỷ không nghĩ tới lại là hôm nay người nàng muốn gặp nghĩ đến thân phận của đối phương quý linh sang thu hồi tính tình ta gọi quý linh sang không phải cái gì nương nương khang ta vốn chính là nữ hằng nhi không nghĩ tới đối phương sẽ rộng rãi như vậy thừa nhận hiện tại biết đối phương là nữ nhân về sau ngược lại là muốn thách khí một chút thật có lỗi ta vừa rồi lỗ mãn Quý Linh Sang không nghĩ tới Hằng Nhi biết nói xin lỗi, nàng giật mình nhìn xem Hằng, "Ngươi, ngươi hướng ta xin lỗi." Quý Linh Sang tại Giang Nam thời điểm, liền nghe nói qua, kinh thành quý nhân, tính tình đều là rất lớn, huống chi cái này người vẫn là vinh vương phủ công tử đâu, mặc dù không phải thế tử, nhưng thân phận cũng bày ở kia đâu, phổ thông thương nhân thế nhưng là không dám đắc tội, bởi vậy Quý Linh Sang mới có thể kinh ngạc như thế, Hằng Nhi cũng không có quên, hôm nay muốn tới mục đích, cần xin ý đây này, hòa khí sinh tài, hắn lại biến thành ôn tồn lễ độ thái độ. Ừ, về sau đều là hợp tác đồng bạn nữa. Nha! Quý Linh Sang thu hồi tính tình, nghe được hợp tác đồng bạn, cũng nhếch lên khóe miệng, nàng lần này vào kinh, hoàn toàn là cầm bạc mở đường, ngang tàn vô cùng, nàng sở dĩ làm như thế, cũng là có mục đích, đó chính là cùng Vinh Vương Phủ nhờ vả chút quan hệ, đến lúc đó mượn Vinh Vương Phủ thế lực, bảo trụ tài sản của nàng, Quý Phụ là Giang Nam Phú Thương, nhưng là hắn cái này người chỉ có cái nữ nhi, Quý Phụ ngoài ý muốn sau khi qua đời, gia sản liền rơi vào Quý Linh Sang trên người một người, Quý. Linh Sang mặc dù có chút kinh thương đầu não, nhưng nàng là thân nữ nhi, quý phụ huynh đệ cùng quý gia tộc nhân, đều để mắt tới quý phụ tiền, bọn hắn đều tranh nhau muốn đem nhi tử nhận làm con thừa tự đến quý phụ danh nghĩa. Quý Linh Sang đã sớm biết tộc nhân đánh chính là ý định gì, mà lại nàng cũng hoài nghi phụ thân chết không đơn giản, phú quý mê người mắt, tiền tài cũng giống như thế, quý Linh Sang lần này vào kinh đến, chính là muốn tìm cái chỗ dựa, vinh vương phủ liền bị nàng để mắt tới, vinh vương phủ nhị công tử, thích kinh thương, cái này sự tình khắp kinh thành người đều biết chỉ là để quý linh sang không nghĩ tới vinh vương phủ công tử vậy mà là nàng trên đường gặp phải mạo thất quỷ nhị công tử đã thừa nhận ta là hợp tác đồng bạn kia là nguyện ý làm chúng ta hương mãn lâu phía sau đại đông gia rồi quý linh sang đi thẳng vào vấn đề hỏi hằng nhi sững sờ đại đông gia làm sao lại có chuyện tốt như vậy hương mãn lâu đều đã trùng tu xong người cũng tìm đủ một bộ muốn khai trương dáng vẻ hiện tại mới nói cho hắn tử lâu này phía sau không ai Ai mà tin nha, nhưng thật ra là hàng nhi nghĩ xấu, kinh thành cái khác thương gia, cũng đều đang hỏi thăm hương mãn lâu người sau lưng, thế nhưng là phái đi ra người, ra trở về tin tức, đều là không biết nhà này là vị nào đại thần sản nghiệp, mặc dù đại thần trong triều không thể kinh thương, nhưng là các nhà trong phủ phu nhân, đều là có cửa hàng, rất nhiều sản nghiệp đều sung làm phu nhân sản nghiệp đến kinh thành địa giới, làm ăn, cũng là muốn bái mã đầu. Để người ta biết phía sau là ai sản. Nghiệp, dạng này khả năng an ổn mở đi, thế nhưng là hương mãn lâu dựa vào nhà ai, chính là tra không được hương mãn lâu vẫn thật là phía sau không ai trước mắt tiến hành thuận lợi như vậy trừ quý linh sang vận khí tốt bên ngoài chính là người khác còn không có sờ đến sau lưng của nàng người quý linh sang cười nói đúng thế hương mãn lâu là ta nhập đội công trạng ta muốn vinh vương phủ giúp ta bảo trụ tài sản của ta a à, hằng nhi trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt giả nam nhân ngươi nói để ta làm hương mãn lâu đại đông gia là tòa tử lâu này là đưa cho ta quý linh sang gật đầu ừm chỉ cần nhị công tử giúp ta đem tiền đều thu hồi lại ta liền đem hương mãn lâu tặng cho ngươi quý linh sang rất thẳng thắn hằng nhi lắc đầu hắn là yêu tiền nhưng là lấy chi có nói không được vô công bất thụ lộc hằng nhi trực tiếp đứng dậy được rồi cái này sự tình cứ như vậy ta làm không được hương mãn lâu đông gia quý linh sang thấy hằng nhi cự tuyệt vội vàng đi đến bên cạnh hắn ngươi không thể giúp một chút ta sao ta chỉ muốn bảo trụ cha ta lưu lại cho ta tiền cái này đối với ngươi mà nói không khó cha ngươi là vinh thân vương đâu. Hằng Nhi không lớn nghĩ tranh đoạt vũng nước đục này, hắn lắc đầu nói, quá phiền phức. Quý Linh Sang Quý Linh Sang lúc này, đều ủy khuất muốn khóc, tiểu nha hoàng lúc này nhắc nhở, tiểu thư, chúng ta còn có số hai ứng cử viên. Quý Linh Sang gật đầu, đúng, đúng, ta còn có số hai ứng cử viên. Hằng Nhi, Hằng Nhi không biết cái này chủ tớ hai người, có phải là ở đây hát đôi đâu, có điều, hắn rất muốn nghe nghe bị vị cô nương này định là số hai ứng cử viên người là ai quý linh sang đánh bạo nói nhị công tử ngươi là vương phủ công tử vậy nhất định nhận biết tứ hoàng tử ta nghe nói hắn là ngươi đường ca ngươi có thể hay không giúp ta dẫn tiếng một chút hắn hằng nhi sắc mặt một chút liền lạnh xuống ngươi nói sở hạo triết quý linh sang gật đầu đúng chính là hắn có thể chứ hằng nhi kiên quyết lắc đầu không được tứ hoàng tử sở hạo triết cái này người hằng nhi rất không thích hắn bởi vì hắn xem bọn hắn tam bào thai ánh mắt rất khủng bố hằng nhi có khi còn bé ký ức biết tứ hoàng tử là đem hắn mẫu phi bị đánh vào lãnh cung sự tình quái đến nhà bọn hắn trên thân bởi vậy tứ hoàng tử tại lúc không có người nhìn ánh mắt của bọn hắn đều thâm trầm cũng may vinh vương phủ đề phòng xâm nghiêm tăng thêm tứ hoàng tử cũng không được sủng ái vạn hiền phi phát hiện đứa bé này nuôi không quen về sau liền không lớn quản hắn bắt đầu hoàng thượng nhi tử ít tứ hoàng tử đãi ngộ khá tốt về sau hoàng thượng hài tử càng ngày càng nhiều Tứ hoàng tử tại Hoàng tử chỗ thời gian cũng dần dần khó chịu. Thái tử sau khi lên ngôi, những cái này đệ đệ đều không có cho bọn hắn đất phong, ngược lại là cho bạc để bọn hắn chuyển ra hoàng cung. Mình mưu sinh đi, có học thức cùng năng khiếu đệ đệ, Tân Hoàng cũng sẽ dùng, nhưng là không giỏi người. Tân Hoàng liền đem người thả ra. Ngươi có thể ở kinh thành sinh hoạt, cũng có thể tới nơi đi. Tóm lại, Thái thượng hoàng sinh hài tử quá nhiều, Hoàng tử lập tức liền không đáng tiền. Sở Hạo Triết không có ra kinh hắn ngược lại là cũng cùng hằng nhi đồng dạng làm lên mua bán hắn cũng mở một cái hiệu sách thường xuyên cùng hằng nhi võ đài hết lần này tới lần khác hai người đối lên thời điểm gia tộc khác đều là đang nhìn náo nhiệt quý linh sang tựa như là không nghe thấy hằng nhi phản đối đồng dạng nàng tiếp tục nói kỳ thật hương mãn lâu vị trí rất tốt nếu là đem đồ vật bên trong đều rút lại trang trí thành sách tứ cũng là có thể hương mãn lâu có ba tầng cao cũng có thể thả rất nhiều sách hằng nhi sao có thể để sở hạo triết chiếm tiện nghi hắn mở miệng nói được rồi ngươi sự tình giao cho ta hương mãn lâu ta cũng không được đầy đủ muốn ta chiếm một nửa cổ phần liền tốt hương mãn lâu chiến địa diện tích quá lớn hắn trực tiếp toàn chiếm có chút thẹn quý linh sang một mặt chần chờ nhị công tử ngươi ngươi không phải không nguyện ý sao hằng nhi vừa đối đầu sở hạo triết sự tình lý trí liền không tại hắn không thể để cho tiểu tử kia đạt được một điểm tiện nghi được rồi ta đều nói ta giúp ngươi xử lý ngươi cũng đừng tìm những người khác hằng nhi trong giọng nói rất có điểm không kia nhẫn dáng vẻ hiện tại ngươi cùng ta cụ thể nói một câu nhà các ngươi sự tình quý linh sang chớp mắt to con ngươi chớp động nhưng là rất nhanh liền ẩn giấu đi sau đó một mặt nhu thuận đi theo Hằng nhi bên người nàng tỉ mỉ cùng Hằng nhi nói nhà nàng tình huống cùng sản nghiệp dù là Hằng nhi là vương gia nhà hài tử cũng là bị giang nam phú thương tài phú hù đến hắn cảm thấy quý gia đều so hoàng thượng tư kho nhiều tiền 10 triệu lượng bạc ta ai gia trách không được vị đại tiểu thư này có thể cầm bạc mở đường đâu Hằng Nhi bước chân phiêu hốt rời đi hương mãn lâu, hắn là vạn phần may mắn, không có để Quý Linh Sang đi tìm sở hạo triết, nếu không sở hạo triết lại thêm như thế lớn trợ lực Hằng Nhi rời đi về sau, tiểu nha hoàng đi vào Quý Linh Sang bên người, dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tiểu thư, thật bị ngươi đoán ra. Quý Linh Sang nhu nhu thanh âm vang lên. Đó là đương nhiên, ta nhìn trúng nam nhân, còn có thể để cho hắn chạy. Quý Linh Sang khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Chương 738, phi ngoại Hằng Nhi, ba hằng nhi rời đi hương mãn lâu về sau liền lập tức tiến cung tân hoàng sở hồng huyên ngay tại phê duyệt tấu chương liền nghe được công công triệu huy bẩm báo hoàng thượng vinh vương phủ nhị công tử đến rồi sở hồng huyên bên người lúc trước đại bạn thường lộc công công bởi vì lớn tuổi đã qua đời đồ đệ của hắn triệu huy liền thay thế sư phụ hắn vị trí sở hồng huyên ngẩng đầu lên ồ tuyên hắn tiến đến vâng rất nhanh hằng nhi liền đi đến đệ đệ gặp qua hoàng thượng Hoàng thượng bởi vì tiểu phúc bảo quan hệ, rất là chú ý vinh vương phủ đường đệ, tăng thêm tam bào thai lúc nhỏ, còn thường đi thái hậu trong cung, hoàng thượng khi đó đều đã làm phụ thân niên kỹ, bởi vậy đối mấy cái tiểu nhân cũng đều là xem như vãn bối nhìn, mà lại hàng nhi người này bản lĩnh, hoàng thượng vẫn là thái tử thời điểm, liền biết chỉ bằng mượn hàng nhi phần này bản lĩnh, liền để đại vũ hướng chiến mã số lượng từ từ dâng lên, riêng là cái này một phần công lao, liền để tân hoàng mắt. Khác đối đãi hàng nhi sau khi lớn lên, càng là làm trại chăn nuôi, hiện tại hải sản ở kinh thành thế nhưng là kiếm không ít tiền mà hằng nhi cũng không có ăn một mình hắn tìm tới lúc ấy vẫn là thái tử sở hồng huyên làm cổ đông sở hồng huyên lúc trước chỉ là bồi tiếp đường đệ chơi chỉ là không nghĩ tới người đường đệ này sẽ đưa tới cho hắn nhiều tiền như vậy hắn nhìn thoáng qua triệu huy phân phó nói đi cầm một chút hằng nhi thích bánh ngọt tới triệu điểm nóng đầu vâng bệ hạ triệu huy rời đi về sau hoàng thượng từ trên long ỉ lên dẫn hằng mà đi nội thất đi thôi trẫm cùng ngươi tâm sự đúng lúc trẫm cũng nghỉ ngơi một hồi hằng nhi gật đầu tốt hai người ngồi xuống về sau hằng nhi liền đem giang nam quý gia sự tình nói một lần sự tình chính là như vậy tiểu cô nương kia nữ giả nam trang vào kinh còn làm cái hương mãn lâu hiện tại xem ra chính là cố ý hấp dẫn ta mục đích của nàng cũng không chỉ có là bảo trụ gia sản nàng còn muốn điều tra cha nàng nguyên nhân cái chết giang nam quý gia nước không cạn nha lúc đầu hằng nhi coi là quý phụ cũng chẳng qua là cái phú thương thôi sản nghiệp có thể có cái mấy chục vạn cũng liền cho ăn bể bụng thế nhưng là quý linh sang nói ra số lượng quá kinh người cái này sự tình cũng không phải là việc nhỏ hiện tại hằng nhi thật đúng là bội phục quý linh sang có phần này đảm lượng lẽ loi một mình đi vào kinh thành tìm kiếm dựa vào huống chi quý linh sang rất muốn điều tra rõ cha nàng nguyên nhân cái chết giang nam quan phủ người đều giúp đỡ quý thị tộc nhân cái này sự tình liên lụy đến trên quan trường người cũng không phải là hằng nhi một người có thể giải quyết cho nên hắn mới tiến cung tìm hoàng thượng hằng nhi hiện tại cũng kịp phản ứng hắn có lẽ bị tiểu ni tử kia cho lừa gạt, chẳng qua hắn hằng nhi là cái đầu đội trời chân đạp đất nam tử hán, nói lời giữ lời, đã đáp ứng hỗ trợ, vẫn là sẽ giúp đến cùng, hoàng thượng cũng âm thầm kinh ngạc giang nam thương nhân màu mỡ, quý gia nha. Hoàng thượng ngón tay nhẹ nhàng đánh mặt bàn, bắt đầu rơi vào trầm tư, hằng nhi ở một bên, làm lên châm trà tiểu công. Hoàng thượng, đệ đệ cảm thấy cái này sự tình có thể làm, vừa vặn chỉnh đốn một chút giang nam quan trường, ra được cuối cùng. Chúng ta hầu bao còn có thể trống một trống, hoàng thượng đúng là tâm động lên hắn vỗ một cái hằng nhi bả vai cảm thấy người đường đệ này là cái tốt trừ tại kinh tế bên trên chèo chống hắn tư kho còn có thể thường xuyên mong nhớ hắn nếu là thật so ra hằng nhi so tiểu phúc bảo tri kỹ nhiều hoàng thượng nghĩ đến tiểu phúc bảo đưa tin để hắn lại cho hắn đưa hai môn đại pháo đi qua liền đau lòng đang rỉ máu thật nuôi hắn hoàng gia gia thật quá phí tiền hắn hoài nghi hắn phụ hoàng liều mạng sinh con chính là muốn trốn tránh trách nhiệm có điều hắn cũng không thể nói tiểu phúc bảo chỗ xấu dù sao Tiểu Phúc Bảo là giúp đỡ hắn mở rộng biên giới đi, dù sao, lần này Tiểu Phúc Bảo trên thư nói, muốn giúp hắn đánh xuống một cái tràn đầy mỏ vàng hòn đảo, chờ đem những cái kia cướp biển trừ, leo lên phù tan đảo, liền cho hắn vận chuyển vàng trở về, Hoàng thượng đối với chuyện này cầm hoài nghi trạng thái, có điều, Hoàng thượng ngoài miệng phàn nàn Tiểu Phúc Bảo, vẫn là đang len lén cho Tiểu Phúc Bảo tích lũy tiền, tân hoàng đăng. Cơ lâu như vậy, hậu cung nữ nhân, một người mới đều không có tiếng, cũng không có chọn tú, cũng may. Triều thần có văn đức đế như thế ví dụ tại, cũng không tiếp tục thúc giục Tân Hoàng hậu cung thêm người, bọn hắn ngược lại là hy vọng Tân Hoàng có thể giữ mình trong sạch, không muốn quá độ lưu luyến hậu cung. Hoàng thượng nhìn thấy Hằng Nhi cái dạng này, ha ha nở nụ cười, ngươi nha, thật đúng là cái tiểu hoạt đầu. Ha ha ha. Hằng Nhi cười như cái trộm tanh mèo. Hoàng thượng, kia ý kiến của ngài đâu? Hoàng thượng cười nói, chúng ta Hằng Nhi đều đáp ứng, ta cái này làm đại ca, làm sao lại không duy trì đâu? Hằng Nhi cười hắc hắc. Được rồi, đến lúc đó ta phái cái đại lý tự quan viên cùng một chỗ cùng ngươi hạ lưu trường giang nam ngươi đi đem cái này sự tình giải quyết hết hằng nhi vừa chấp tay vâng đệ đệ tuân mệnh hoàng thượng nhìn thấy hằng nhi dạng này lại ha ha bật cười hoàng thượng cảm thấy đường đệ thật so thân đệ đệ bớt lo nhiều nghĩ đến trong hậu cung nhiều như vậy công chúa hoàng thượng lại có chút sầu muộn những cái này công chúa đều phải gả đi các nàng cùng hoàng tử không giống cho ít tiền liền có thể đuổi ra ngoài nữ tử là không được hằng ngươi ở bên ngoài nhiều nhận biết điểm thanh niên tài tuấn, cũng cho ngươi đường mũi nhóm, tìm xem thích hợp vị hôn phu ứng cử viên. Hằng Nhi không nghĩ tới hắn còn có làm bà mối một ngày, chẳng qua hắn cũng không có chối từ, được, ta ở bên ngoài nhìn thấy thích hợp, nhân phẩm tốt, liền nhớ kỹ, sau đó đem danh sách cho Hoàng thượng. Hoàng thượng gật đầu, được. Hằng Nhi rời đi Hoàng cung về sau, lại cùng trong nhà người nói muốn hạ lưu trường giang nam sự tình. Hai ngày sau đó liền mang theo Quý Linh Sang rời đi, thẩm vĩ nghe được Hằng Nhi là đi giúp một cái tiểu cô nương một tay, Liền bác quái, nàng cảm thấy là Hằng Nhi duyên phận đến, lúc ấy cùng đường Chi Lăng nói chuyện này thời điểm, đường Chi Lăng còn cảm thấy không phải ai ngờ, nửa năm sau, Hằng Nhi mang theo Quý Linh Sang về Vinh Vương Phủ. Chính thức đem Quý Linh Sang cho Thẩm phỉ cùng đường Chi Lăng giới thiệu mặt. Dù Hằng Nhi cảm thấy chính hắn quyết định người là được, chỉ là lúc này cứ như vậy, Thẩm phỉ tại đời này chính là mẹ hắn, cho nên có ý trung nhân, vẫn là muốn mang về nhà, cho nàng nhìn, Thẩm phỉ nhìn thấy Quý Linh Sang thời điểm cũng là rất hài lòng thẩm phỉ nghe quý linh sang gặp phải lại biết quý linh sang không có mang theo tiền của nàng đi đầu quân ngoại tổ nhà đã cảm thấy cái cô nương này là cái thông minh mặc dù quý linh sang quyên góp một nửa gia tài cho hoàng thượng nhưng nàng lại là tìm được đại vũ hướng lớn nhất chỗ dựa trừng trị những cái kia hại chết cha hắn người xấu dựng vào hoàng thượng chiếc thuyền này nàng nửa đời sau không lo tất cả thân nhân cũng không cách nào lấy thêm bóp nàng dù sao tại cổ đại thân thích cũng sẽ tồn ăn tuyệt hậu tâm tính lâm muội muội chính là bị ăn tuyệt hậu đại biểu thẩm vĩ khi đó đọc sách thời điểm, chính là khí không được hiện tại con dâu của nàng, là cái thông minh như vậy cô nương, lại đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn, thẩm vĩ. Rất hài lòng nàng, thẩm vĩ không biết, quý linh sang nhìn thấy thẩm vĩ thời điểm, cũng là rất cảm khái, nàng từng nghe hằng nhi nói nàng nương là cái dễ hiểu người, chờ gặp mặt, không có nghĩ tới tương lai bà bà tính tình ngay thẳng như vậy, có điều, có thể dưỡng thành tí hát khí như vậy, nói rõ nàng từ tiểu sinh sống hoàn cảnh rất tốt, mới có thể như thế, giống nàng dạng này, từ tiểu nhân sinh hoạt nguy cơ tứ phía cũng không tốt nàng nếu là có nữ nhi càng hy vọng nàng giống tương lai bà bà đồng dạng vô ưu vô lự còn sống